Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 181. Lam Tâm nói xong, tựa hồ xem thấu Phi Hùng tiểu thí hài tâm tư giống nhau, hơi hơi mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi là muốn đi theo ra tiểu hồng hoang, như vậy cũng hảo, luôn là đãi ở tiểu hồng hoang ngươi cũng tiến bộ không được, hiện giờ thiên đạo trói buộc một khai, chân chính tu luyện đại đạo chi lộ mới vừa bắt đầu. Tương lai tiên giới nơi, phúc họa khó dò. Không có thực lực ngươi cũng không có tự bảo vệ mình chi lực, chung quy vẫn là yêu cầu tìm một cây đại thụ phù hộ, cũng càng cần nữa ở tu luyện thượng tiếp tục nỗ lực, đi bên ngoài cũng hảo, đối với ngươi có tràn ra, bất quá ngươi sau khi ra ngoài phải tránh làm người làm yêu đương chính đại quang minh, về sau thiết không thể được sự mịt mờ, như vậy thượng không được đại đạo. Muốn ăn cái gì liền ăn đi, cho ngươi đồng bọn cũng kia một phần qua đi, không đủ còn có. Lúc này Lam Tâm đối với tiểu thí hài nói chuyện giống như là một vị hiền từ trưởng bối, trong ánh mắt có sủng ái nơi. Dương Nghị Vân cũng nghe đến ra tới, kỳ thật nhiều năm như vậy, Lam Tâm vẫn luôn ở chú ý tiểu thí hài, chẳng qua không ra mặt mà thôi. Lại hoặc là nói, nhiều năm như vậy, Phi Hùng tiểu thí hài vẫn luôn chịu Lam Tâm che chở, nơi này dù sao cũng là tiểu hồng hoang, là một cái hồng hoang dị thú hoành hành thế giới, nếu là không có Lam Tâm che chở. Phi Hùng tiểu thí hài sợ là đã sớm chết mấy vạn lần. Tuy rằng Lam Tâm tiên vương cự tuyệt Phi Hùng bái sư, đáng nói ngữ bên trong quan tâm, Dương Nghị Vân là nghe được minh bạch. Mặt khác nghe nàng ý tứ, tựa hồ đã sớm biết hắn thu phục Phi Hùng, trở thành Phi Hùng chủ nhân, chỉ là nàng chưa nói minh mà thôi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút xấu hổ. Dương Nghị Vân trong mắt, Phi Hùng tiểu thí hài cùng cá trạch có chút mất mặt, hắn xem như đã nhìn ra, hai cái đều là đồ tham ăn. Ở Lam Tâm lên tiếng lúc sau, tiểu thí hài bay nhanh nói lời cảm tạ một tiếng, nắm lên trên bàn mật ong cùng mật ong chi tinh liền trốn một bên tạo tác đi. Tựa hồ ở hai cái đồ tham ăn trong mắt, này đó mật ong quỳnh tương so Lam Tâm cái này cường giả chỉ điểm đều quan trọng. Dương Nghị Vân vô ngữ lắc đầu, lại cũng không hề đi nói cái gì, hắn biết không quản là Phi Hùng tiểu thí hài vẫn là cá trạch, bản chất đấu không sai biệt lắm, không như thế nào thiệp thế, tâm trí chính là tiểu hài tử. Mới sẽ không đi tưởng quá nhiều. Mà Lam Tâm cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì, đối Phi Hùng tiểu thí hài, nàng rất rõ ràng bản tính. Chờ Phi Hùng cùng cá trạch đi một bên sau, Lam Tâm nhìn về phía Dương Nghị Vân mở miệng nói, ngươi cũng không cần câu thúc, nói đến cùng chúng ta chi gian là có duyên, đến nỗi một tấc vuông càn khôn thần thông đó là ngươi cơ duyên, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi nhưng tu luyện đến đại thành không có. Nhưng Lam Tâm hỏi ra một tấc vuông càn khôn thần thông lúc sau, Dương Mỗ Nhân sắc mặt xoát một chút đỏ, đừng nói đại thành, hắn chính là chút thành tựu cũng không có làm đến. Bởi vì tu luyện lúc sau, cửa này thần thông ở trên tay hắn cũng không có phát huy ra ứng có chờ mong hiệu quả, cho nên mặt sau liền không ở đi thâm nhập nghiên cứu qua. Giờ phút này bị Lam Tâm hỏi ra tới, đối mặt đương sự, Dương Nghị Vân là thiệt tình mặt đỏ chột dạ. Nhưng là hắn cũng không chuẩn bị gạt, đỏ mặt nói, không. Không dám giấu giếm tiền bối, một tấc vuông càn khôn thần thông vãn bối chút thành tựu cũng chưa làm được, cô phụ tiền bối kỳ vọng cao. Hắn ở Lam Tâm tiên vương trước mặt, cảm giác giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, đối mặt Lam Tâm một đôi mắt, hắn chính là tưởng nói dối cũng chột dạ, hơn nữa hắn cũng không nghĩ nói dối, đúng sự thật nói ra. Vốn dĩ đi, hắn nghĩ chờ đợi hắn chính là Lam Tâm tiên vương một hồi thoá mạ gì đó, không nghĩ tới ngay sau đó Lam Tâm lại là hơi hơi mỉm cười. Nói ra một câu làm hắn mở rộng tầm mắt nói tới. Chỉ nghe nàng nói, như thế rất tốt. A Dương Nghị Vân kinh ngạc. Lam Tâm cười tiếp tục nói, không cần lo lắng ta không trách ý tứ, tương phản không có tu luyện đại thành đối với ngươi mà nói cũng coi như chuyện tốt. Dương Nghị Vân nghe Lam Tâm nói chuyện, càng thêm hồ đồ nói, tiền bối, vãn bối không quá minh bạch. Ngươi kêu ong tiên tỷ tỷ, ta cùng với ong tiên là tỷ muội, tiền bối cái này xưng hô không thích hợp. Ngươi cũng gọi ta tỷ tỷ đi, cũng không cần câu nệ, như thế nào? Lam Tâm lại là cười, ngược lại sửa đúng Dương Nghị Vân xưng hô thượng vấn đề. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Lam Tâm thật đúng là bình dị gần gũi, rõ ràng cảm giác nàng tu vi cường đại vô cùng, nhưng lại một chút đều không có ở trước mặt hắn bày ra tiền bối cái giá. Cái này làm cho hắn trong lòng hảo cảm đốn sinh, lại cũng thuận cột bò qua đi, kêu lên, Dương Nghị Vân gặp qua Lam Tâm tỷ tỷ. Đây chính là một tôn cường giả a, hắn nếu là nắm chắc không được cơ hội này, đó chính là ngốc tử. Hảo, hảo hảo hảo, ngày sau ngươi chính là ta Lam Tâm đệ đệ. Lam Tâm cười. Nhìn qua nàng thực vui vẻ.
Dương Nghị Vân so nàng càng vui vẻ. Chuyện vừa chuyển, Lam Tâm lúc này mới tiếp tục nói, năm đó lưu tại hạ giới người được đến một tấc vuông càn khôn thần thông, kỳ thật tồn tại rất nhiều khuyết tật, thực dụng tính cũng không cường, sau lại ta một lần nữa hiểu được cải tiến một tấc vuông càn khôn thần thông, nếu ngươi tu luyện đại thành nói, liền không có biện pháp tu luyện ta hiện tại cải tiến quá một tấc vuông càn khôn, cho nên đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Dương Nghị Vân nghe trong lòng đại hỉ, nguyên lai là nguyên nhân này, dựng lên nghe Lam Tâm tỉ tỉ ý tứ, nàng còn muốn truyền thụ hắn một lần nữa cải tiến quá hoàn toàn mới một tấc vuông càn khôn. Nghe tới cải tiến quá một tấc vuông càn khôn càng cường đại hơn. Nếu hắn tu luyện trước kia một tấc vuông càn khôn nếu là đại thành nói, liền không có biện pháp tu luyện hiện tại cải tiến quá một tấc vuông càn khôn hồ, trước kia một tấc vuông càn khôn là tồn tại khuyết tật. Này như thế nào làm Dương Nghị Vân không kích động? Đa tạ Lam Tâm tỉ tỉ, Dương Nghị Vân vội vàng nói lời cảm tạ. Thần thông hắn không thiếu, nhưng cao giai thần thông hắn thiếu a. Lam Tâm tỉ tỉ không hề nghi ngờ là cái cường giả, 10 vạn nhiều năm trước nhân gia chính là tiên vương, hiện tại tuyệt đối là thông ngộ cấp bậc cường giả, làm không hảo vẫn là cao giai thông ngộ cường giả đâu. Nàng sáng tạo ra tới thần thông lại há có thể kém đến. Cho nên Dương mẫu nhân nghe được Lam Tâm tỉ tỉ nói như thế, trong lòng kích động không được, đây là muốn một lần nữa truyền thụ hắn cải tiến quá một tấc vuông càn khôn thần thông a. Đối này Dương Nghị Vân tràn ngập chờ mong. Chỉ nghe Lam Tâm lại lần nữa nói, ngươi có bằng lòng hay không học thượng một học bên ta tất càn khôn cải tiến bản. A à, nguyện ý nguyện ý, 1 vạn cái nguyện ý, đa tạ Lam Tâm tỉ tỉ. Dương Nghị Vân kích động trả lời, lúc này nói không muốn hắn chính là đại ngốc tử. Hảo, nếu như thế ta thả truyền thụ cùng ngươi. Lam Tâm nói chuyện làm việc không chút nào thoát ly mang thủy, dứt lời lúc sau, ở Dương Nghị Vân giữa mày một lóng tay đầu điểm đi. Mà giờ phút này Ong Tiên đứng dậy cười, tiếp đón một tiếng cá trạch cùng Phi Hùng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, nàng biết Lam Tâm tỉ tỉ phải cho Dương Nghị Vân cái này tiểu đệ đệ một phần cơ duyên, giờ phút này đi ra ngoài hộ pháp mới là quan trọng, thả không thể quấy rầy đến các nàng. Trong phòng đối với Dương Nghị Vân tới nói, thật là một phần cơ duyên. Đương Lam Tâm Tiên Vương một lóng tay đầu mà đến ở hắn giữa mày lúc sau, tức khắc trong đầu liền xuất hiện một tấc vuông càn khôn cải tiến lúc sau tu luyện thần thông bí pháp. Đích xác hắn năm đó tu hành quá một tấc vuông càn khôn có rất lớn bất đồng, nhưng là ở cơ sở thượng căn cơ là không như thế nào biến hóa, cái này làm cho hắn lý giải lên thực mau, có thể ở nhanh nhất thời gian trong vòng tiêu hóa. Cùng thời gian bên tai cũng vang lên Lam Tâm giảng thuật. Tuy rằng Lam Tâm Tiên Vương giảng thuật dựng lên, hắn trong đầu được đến một tấc vuông càn khôn thần thông cũng có càng tốt xác minh, có mãnh liệt hình ảnh cảm. Dương mẫu nhân một hồi cơ duyên bắt đầu rồi. Thời gian cũng không có liên tục bao lâu, 3 tháng sau Lam Tâm giảng giải kết thúc. Đây là một lần đại đạo giảng thuật. Dương Nghị Vân được lợi không ít. Đây là một hồi hiểu được, cũng là một lần tu hành, càng là một hồi tạo hóa. Dương Nghị Vân mở 2 mắt sau, trịnh trọng đối với Lam Tâm hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ Lam Tâm tỉ tỉ. Này thi lễ Lam Tâm bị. Cười cười nói, người cũng không cần đa lễ, ta và ngươi chi gian là có một tầng sâu xa tồn tại. Đây cũng là ta nên làm, xem như một lần báo đáp đi. Dương Nghị Vân kỳ thật đã sớm muốn hỏi vì cái gì. Hắn tổng cảm giác Lam Tâm từ gặp mặt đến bây giờ đối hắn rất có hảo cảm, đương nhiên này phân hảo cảm không phải tình cảm thượng hảo cảm, càng như là một loại thân tình giống nhau hảo cảm. Tuy rằng trước kia tại hạ giới cơ duyên dưới trợ giúp Lục Nhĩ cùng Ong Tiên, cũng được đến nàng một tấc vuông càn khôn thần thông, nhưng ở phía trước Lam Tâm nói, nàng cùng Lục Nhĩ Ong Tiên chi gian quan hệ thâm hậu. Xem như một loại báo đáp. Mà Dương Nghị Vân cũng không cảm thấy gần như vậy, liền có thể làm Lam Tâm như thế đối chính mình chiếu cố có thêm, quả thực có thể xem thành đúng vậy dốc túi tương thụ. Hắn biết mỗi một cường giả sáng tạo thần thông đều là này suốt đời tâm huyết, nếu không phải lựa chọn truyền nhân, tuyệt đối sẽ không đem bí pháp thần thông truyền thụ đi ra ngoài. Nhưng hắn không phải Lam Tâm đệ tử, cũng không có bái sư, gần là bởi vì hạ giới năm đó trợ giúp Ong Tiên cùng Lục Nhĩ quan hệ. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến là thực gượng ép. Cho nên trong lòng thực nghi hoặc. Giờ phút này nghe được Lam Tâm hắn cùng nàng chi gian có sâu xa, cái này làm cho Dương Nghị Vân rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới nói, Lam Tâm tỉ tỉ ta có sư thừa, nhưng ngươi như thế dốc túi tương thụ, làm ta như thế nào báo đáp? Đây là một cái thử. Chỉ thấy Lam Tâm hơi hơi mỉm cười nói, liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, được rồi tỉ tỉ nói cho ngươi đó là. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, không nói chuyện, chờ nàng nói tiếp.
Tầng này sâu xa tự nhiên là ngươi sư thừa sâu xa. Lam Tâm một mở miệng khiến cho Dương Nghị Vân chấn động, trong lòng lại là ngẫm lại cũng có chút hiểu ra. Xem như có hai cái nguyên nhân đi, thứ nhất sư phụ ngươi trời cao tà trợ giúp quá ta, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội còn thượng này phân ân tình, còn có chính là ta có thể sáng tạo ra một tấc vuông càn khôn cũng là chịu quá sư phụ ngươi trời cao tà chỉ điểm, cho nên đây là sâu xa. Lam thầm nghĩ ra nguyên nhân, nhưng Dương Nghị Vân lại là suy nghĩ bay đến Cửu Thiên Vân ngoại. Hắn tự hành não bổ, nghĩ tới chết lão nhân cư nhiên chỉ điểm quá Lam Tâm tỷ tỷ. Chẳng lẽ là chết lão nhân cùng Lam Tâm tỷ tỷ chi gian có cái gì? Hẳn là. Như vậy tưởng tượng Dương Nghị Vân liền bình thường trở lại. Nhưng lại có cái rất nhiều vấn đề là, hắn có chút không nghĩ ra, đó chính là dựa theo thời gian tính Lam Tâm tỷ tỷ chính là mười mấy vạn năm trước nhân vật, mà lão nhân ở hắn ảnh hưởng chung cũng không tu luyện lâu như vậy đi. Có thể chỉ điểm Lam Tâm tiên vương, chẳng phải là nói, chết lão nhân cũng là mười mấy vạn năm trước tiên ma thời đại nhân vật. Này nhưng có điểm nghiêu bức có điểm loạn a. Nhịn không được nói, không đúng a, sư phụ ta là 12 kiếp chí tôn tán tiên, theo ta giải tán tiên có 1000 năm một lần thiên kiếp, liền tính là sư phụ ta áp chế tán tiên thiên kiếp thời gian, tính toán đâu ra đấy sợ là cũng không mười mấy vạn tuế đi. Lam Tâm nghe nở nụ cười nói, người đối tiên có bao nhiêu hiểu biết. Dương Nghị Vân sửng sốt, vấn đề này thật đúng là hỏi trụ hắn, rất đơn giản mà thôi. Tiên từ thiên tiên bắt đầu tu tiên vẫn luôn tu luyện đến tiên tôn chi cảnh mà thôi, này không phải rất đơn giản vấn đề sao? Nhưng hắn biết Lam Tâm nếu như vậy hỏi, tự nhiên không phải chỉ cái này. Quả nhiên chỉ nghe, Lam Tâm nói, đương đại tiên giới sinh linh đều biết tiên nhân cảnh giới cao nhất là tiên tôn chi cảnh, nhưng tiên tôn còn có thông ngộ tồn tại, chân chính tiên bí mật mật là thông ngộ. Chỉ có thông ngộ cảnh giới mới là tiên nhân trung tâm, thông ngộ lúc sau đó là chân chính trường sinh bất tử tiên. Nơi này bất tử chỉ đó là thông ngộ chi tiên, bởi vì thông ngộ là một loại hiểu được, là đại đạo, là tiên hồn biến đổi lớn, thông ngộ giả bất tử bất diệt, liền tính là thân thể tiên thể hủy diệt, chỉ cần thông ngộ tiên hạch còn ở, liền có thể chuyển thế trùng tu, lập tức một lần lại lần nữa thông ngộ là có thể ngưng tụ kiếp trước kiếp này ký ức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi sư phụ ngươi ở 12 chí tôn tán tiên phía trước, đó là ta cái kia thời đại cường giả, một người thông ngộ đỉnh cường giả, cho nên hắn có thể chỉ điểm ta. Lúc ấy ta mới là một cái vừa mới tiến giai tiên vương tiểu tiên, mà sư phụ ngươi đã là tiên ma thời đại đứng đầu tồn tại, sau lại cái kia thời đại đứng đầu cường giả tiên ma một trận chiến, toàn bộ ngã xuống, nhưng ta biết sư phụ ngươi kia chờ tồn tại là không có khả năng ngã xuống, nhiều nhất chính là chuyển thế trùng tu mà thôi. Sau lại ta lưu ý quá, chỉ có thể chuyển thế lúc sau suy nghĩ đi tìm liền không dễ dàng, nhoáng lên một cái thời đại qua đi, ta trải qua tiên ma thời đại, hiện giờ cũng coi như tu luyện thông ngộ thành công. Vốn dĩ không còn có cơ duyên biết được sư phụ ngươi rơi xuống, có thể đếm được ngàn năm thiên địa dị tượng đại đạo trói buộc mở ra sau, ta mới biết được nguyên lai sư phụ ngươi chuyển sinh tu luyện thành 12 kiếp tán tiên chí tôn. Cho nên ta nói chúng ta chi gian là có sâu xa, ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ cũng là không quá, đương nhiên sư phụ ngươi nếu là không có khôi phục kiếp trước ký ức, gặp lại hắn cũng sẽ không nhớ rõ ta, nhưng ta lại nhớ rõ hắn, báo ân ta vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng sư phụ ngươi vẫn như cũ là tiên giới đứng đầu tồn tại, hắn kia chờ cường giả ân tình, ta nhưng không năng lực báo đáp, nhưng ngươi bất đồng, ta phải biết ngươi cư nhiên là trời cao tà quan môn đệ tử sau, tự nhiên đem này phân ân tình báo đáp ở trên người của ngươi, cũng coi như là ta lại một cọc tâm nguyện nhân quả, như thế ta ngày sau thông ngộ chi đạo mới có thể đại thành, hiện tại ngươi nhưng minh bạch sao, nhưng chớ có cái gì băn khoăn. Dương Nghị Vân nội tâm lão chấn động, không nghĩ tới chết lão nhân như vậy nhiêu ích. Cư nhiên là cái chuyển thế trùng tu cường giả. Trùng tu một đời như cũ đứng ở tiên giới cường giả đỉnh. Nghe Lam Tâm nói xong, gật gật đầu đó là minh bạch, đương nhiên những việc này hắn nhớ kỹ, trong đó rất nhiều tin tức, hắn yêu cầu chậm rãi đi tiêu hóa. Mà Lam Tâm có thể được biết chính mình là chết lão nhân đệ tử điểm này, hắn không chút nào kỳ quái, bực này cường giả muốn biết tiên giới một ít việc, sợ ai một ý niệm một cái suy đoán phía chân trời là có thể biết. Đương nhiên dựa theo Lam Tâm cách nói, mới đầu nàng là không biết chết lão nhân là chỉ điểm quá nàng chuyển tu cường giả, chờ đến thiên địa dị tượng kia một ngày thời điểm, nàng tu tiên có cảm rốt cuộc đã biết chết lão nhân chính là chỉ điểm quá nàng người, cho nên hắn cái này đệ tử thành được lợi người. Lam Tâm đem này một phần ân tình báo đáp ở trên người hắn. Không thể không nói hắn đây là ăn lão nhân tiền lãi. Trong lòng cũng là thổn thức, thế gian việc, thật sự kỳ diệu. Càng có rất nhiều chấn động Lam ngực trung thông ngộ tiên hồn biến đổi lớn,
có thể tu luyện ra cái gì tiên hạch, như thế mới là trường sinh tiên nhân chân chính bất tử bất diệt bí mật, đây mới là tiên bí mật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dựa theo Lam Tâm nói, chỉ cần tu luyện đến thông ngộ đến nay, tiên hồn biến đổi lớn tu luyện ra tiên hạch, liền có thể chân chính bất tử bất diệt. Chuyển thế trùng tu, cũng hoặc là mặt khác phương thức niết bàn đều có thể lại lần nữa trọng tới, chỉ là mất đi kiếp trước ký ức, bất quá ở một lần trùng tu chỉ cần lại lần nữa đăng đỉnh thông ngộ liền có thể khôi phục kiếp trước kiếp này ký ức, như vậy tính lên, còn đúng là bất tử bất diệt trường sinh tiên. Tu luyện thành tiên ý nghĩa chính trước nay đều là bất lão bất tử bất diệt. Nguyên lai là chỉ thông ngộ tiên hạch. Thông ngộ dưới không có tiên hồn biến đổi lớn, tu thành tiên hạch nói, như cũ sẽ tử vong. Chỉ có thông ngộ tiên hồn biến đổi lớn tu thành tiên hạch, mới là tiên chân chính bí mật. Cái này Dương Nghị Vân xem như trường kiến thức mở rộng tầm mắt. Bất quá lần này hắn chính là thu hoạch thật lớn, một tấc vuông càn khôn thần thông trải qua Lam Tâm vô số năm cải tiến lúc sau, uy lực thượng đại đại tăng lên, cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Một tấc vuông chi gian có càn khôn, cái này mặt chữ thượng ý nghĩa, hoàn toàn trở thành hiện thực, hiện tại nếu là thi triển ra cửa này thần thông tới, có thể đem nhất định trong phạm vi thiên địa hoàn cảnh khống chế, nhưng thao tác cái này trong phạm vi pháp tắc, trực tiếp đem địch nhân hoặc là mục tiêu thu nhỏ lại. Điểm này thượng cải tiến lúc sau một tấc vuông càn khôn thần thông trực tiếp chém rất phóng đại, chỉ bảo lưu lại đem sự vật thu nhỏ lại, càng thêm sử dụng, uy lực thượng cũng lớn tam thành. Trước kia một tấc vuông càn khôn thần thông là đem sự vật có thể biến đại biến tiểu, đồng dạng là bóp méo thiên địa pháp tắc, nhưng lại gần thích ứng với cùng cấp bậc dưới, mà hiện tại lại là uy lực ở cơ sở nâng lên thăng tam thành. Tỷ như nói Dương Nghị Vân cái này thi pháp nếu là tiên đế sơ cấp tu vi nói, là có thể đối tiên đế trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn thi pháp. Đây là một cái phi thường thật lớn tăng lên. Tu vi càng cao thi triển một tấc vuông càn khôn thần thông uy lực càng lớn, sở liên tục thời gian sẽ càng dài, đương nhiên phản chi cũng là giống nhau. Nếu là gặp phải vượt qua tu vi thực lực phạm vi cường giả, cái này thần thông ảnh hưởng liền yếu đi. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói đã phi thường nhiêu ích, nếu là vô cấp bậc đi ảnh hưởng, vậy không phải mạnh yếu vấn đề, mà là nghịch thiên. Trên đời còn không có bất luận cái gì một môn thần thông có thể là vô địch. Lam Tâm cải tiến là hóa phồn vì giản, thẳng chỉ đại đạo, rất nhỏ cải biến lại là có thật lớn uy lực, cửa này thần thông hiện tại không thể coi thường. Dương Nghị Vân cảm thấy dùng ở chém giết chiến đấu thượng, đem có thể sinh ra phiên bản tính chất. Lần này thật sự là dính chết lão nhân hết. Trong lòng cũng đối chết lão nhân tràn ngập tò mò, lại là không biết ở tiên ma thời đại chết lão nhân là cái kiểu gì tồn tại, hắn ở tiên ma thời đại lại có như thế nào chuyện xưa. Vì thế như thế hắn liền phát hiện chính mình cái này làm đệ tử đối nhà mình sư phụ càng là không hiểu biết, lão nhân trên người ở hắn cảm nhận chung ở một lần bao phủ thượng một tầng thần bí. Về chết lão nhân đời trước tiên ma thời đại chuyện xưa, sợ là sư huynh sư tỷ thậm chí là 10 năm bọn người không biết đi. Dựa theo Lam Tâm cách nói, khả năng lão nhân này một đời lại lần nữa đăng đỉnh thông ngộ đỉnh lúc sau, đã khôi phục kiếp trước ký ức, không hề nghi ngờ hắn tu vi thần thông tất nhiên lần thứ hai tiến một đi nhanh. Ngẫm lại này có thể là tất nhiên, nếu không mấy ngàn năm trước, chết lão nhân mang theo tiên giới một đám thông ngộ đi lên trời lộ, đánh vỡ đại đạo trói buộc, hoặc là nói với chi thần giới nguyên trụ dân gác thiên giới thông đạo chiến đấu thắng. Cái này thắng chính là lão nhân khôi phục kiếp trước tiên ma thời đại ký ức, có lẽ là có đại thần thông, do đó thần một ván, lúc này mới đại phá trói buộc, có năm đó thiên địa dị tượng. Đây là không biết chết lão nhân tình huống hiện tại như thế nào. Hắn cùng những cái đó đi lên trời lộ phong hào tiên tôn môn, có phải hay không tiến vào thần giới? Lại hoặc là như cũ còn ở lên trời lộ, thậm chí là bọn họ bị nhốt ở lên trời lộ, có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá dựa theo thiên cơ sư nương cùng lão cây liễu cách nói, chết lão nhân tất nhiên không chết, chỉ là đến tột cùng là tình huống như thế nào, lại là không biết. Mà hôm nay dựa theo Lam Tâm cách nói, tu vi đạt tới thông ngộ lúc sau tiên hồn biến đổi lớn tu ra tiên hạch tiên nhân căn bản sẽ không phải chết, chẳng sợ tiên thể bị hủy diệt, cũng có rất nhiều biện pháp sống sót. Cho nên Dương Nghị Vân biết chết lão nhân tất nhiên sẽ không chết, đây là không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Vì thế thiên cơ sư nương đã đi lên trời lộ xem xét tình huống. Dương Nghị Vân nhưng thật ra cũng muốn đi, chính là sư nương nói qua, lên trời lộ không phải như vậy hảo đi, không có thông ngộ tu vi đừng nghĩ tiến vào lên trời lộ, không có cao giai thông ngộ tu vi càng là đừng đi, đi tử lộ một cái. Lấy hắn hiện tại tu vi cũng chỉ có thể đi theo thao nhọc lòng mà thôi, tưởng đều không cần muốn đi lên trời lộ,
căn bản đi không được, đó là chân chính cường giả đi nghịch thiên địa phương, đi trở thiên lộ địa phương. Duy nhất lo lắng chính là sư phụ cùng sư phụ, hôm nay nghe Lam Tâm như vậy vừa nói, hắn cũng nhiều ít yên tâm. Lại nói tiếp chính hắn sự tình đều có một đống lớn không xử lý đâu, Vân Môn đại điển thành lập sắp tới, còn có Tiểu Phượng Hoàng Thu Nhi từ từ không có tin tức, đây mới là trước mắt yêu cầu cấp bách đi làm sự tình. Trong đầu suy nghĩ như vậy một vòng sau, Dương Nghị Vân liền chuẩn bị rời đi, muốn đi tìm kiếm hoa sen đen, đem trước mắt sự tình làm được lại nói. Lão nhân là cường giả chân chính, hắn tin tưởng sẽ không có việc gì. Bất quá đi phía trước hắn còn có cái lớn mật vấn đề phải hướng Lam Tâm nói ra. Lam Tâm tỷ tỷ ta có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Dương Nghị Vân mở miệng nói. Nói đi Lam Tâm cười. Dương Nghị Vân nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ngươi hiện tại là thông ngộ mấy trọng thiên? Lam Tâm sửng sốt nói, tỷ tỷ ta hiện tại xem như thông ngộ bát trọng thiên đi, khoảng cách cửu trọng thiên còn kém một bước. Dương Nghị Vân trong lòng buông lỏng, đem nàng không tức giận, lá gan liền lớn lên. Hắn biết hỏi người khác tu vi là thực không lễ phép, nhưng Lam Tâm không để ý. Mà trong lòng Dương Mỗ Nhân có cái bản tính, đó chính là cấp Vân Môn mời chào cao thủ, thông ngộ bát trọng thiên sắp cửu trọng thiên Lam Tâm, không hề nghi ngờ là tiên giới đứng đầu cường giả, nếu có thể thỉnh đi Vân Môn, ta ngoan ngoãn, ngẫm lại đều kích động, xem ai về sau còn dám khi dễ Vân Môn đệ tử. Hắn chẳng phải là cũng có thể ở tiên giới đi ngang. Cho nên ra mặt dày nói, tỷ tỷ ngươi có thể hay không đi ta Vân Môn chơi chơi? Thân là Vân Môn chi chủ, kỳ thật Dương Mỗ Nhân cái này ra mặt dày không gì đáng trách, tìm kiếm cường giả tọa trấn Vân Môn, chính là đối Vân Môn vô số đệ tử môn nhân tìm kiếm chỗ dựa. Cứ việc hắn biết cái này mời có chút không biết lượng sức, nhưng như cũ nói ra, đương nhiên thông ngộ bát trọng thiên Lam Tâm, trong mắt hắn chính là Vân Môn bảo đảm, xem chung quy là cường giả a. Hắn cũng không cảm nói thẳng ngươi tới Vân Môn cho ngươi cái gì chức vị cùng tu luyện tài nguyên nói. Này đó tại đây chờ cường giả trong mắt thí đều không phải, tới rồi cái này trình tự cái gì địa vị tài nguyên đều đã không quan trọng, quan trọng là đối thiên địa đại đạo hiểu được tìm hiểu. Cho nên Dương Mỗ Nhân chỉ có thể nói, thỉnh Lam Tâm đi Vân Môn chơi chơi lời nói. Lam Tâm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm, cái này làm cho Dương Nghị Vân sắc mặt hồng thấu. Đích xác hắn cảm giác chính mình quá cản rỡ, một cái vừa mới ra đời Vân Môn mà thôi, như thế nào có thể hấp dẫn Lam Tâm tiến đến. Trọng điểm là Dương Nghị Vân cảm giác hắn nội tâm cũng chưa Lam Tâm này nhất dạng cấp nhìn thấu. Bất quá sự tình thường thường biến hóa, luôn là ở đoán trước ở ngoài, nguyên nhân vì Lam Tâm sẽ tức giận, lại là không nghĩ tới nàng hơi hơi mỉm cười nói, có phải hay không muốn cho ta cho ngươi Vân Môn đi tọa trấn. Dương Nghị Vân đỏ mặt gật đầu, khụ khụ, đúng vậy. Không gì đáng trách, bất quá tỷ tỷ là không thể đáp ứng ngươi, ta đã tới rồi tu luyện thời khắc mấu chốt, không nghĩ có thế tục quấn thân, lên trời lộ cần thiết đi, nơi nào mới là mỗi một cái thông ngộ quy túc, liền như sư phụ ngươi giống nhau. Biết sư phụ ngươi ở tiên ma thời đại là cái dạng gì người sao? Chuyện vừa chuyển Lam Tâm đột nhiên hỏi. Dương Nghị Vân trong lòng trợn trắng mắt, ta sao có thể biết, bất quá lại thành thành thật thật lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lam Tâm nhìn buồn bã nói. Tiên ma thời đại là một cái đại kiếp nạn, là thiên giới người không nghĩ nhìn đến có tiên giới tiên nhân phi thăng thần giới, không nghĩ có người đánh vỡ lên trời lộ cái chắn mà khơi mào tiên ma đại chiến, thậm chí có thể nói mỗi một cái thời đại đều là như thế. Nhưng người tiên ma thời đại sư phụ ngươi kia một thế hệ người, kia một thế hệ cường giả như cũ bước lên trời lộ, chỉ là kết quả là thảm bại mà thôi. Khi đó ta bao gồm rất nhiều tiên giới sinh linh đều không hiểu. Bọn họ vì cái gì muốn lên trời lộ đi với chân chính thiên giới sinh linh đi đối kháng, hảo hảo tu tiên đi xuống, vẫn luôn liền có vô tận thọ nguyên tồn tại, cần gì phải đi chịu chết. Vấn đề này thẳng đến ta tu vi thông ngộ lúc sau rốt cuộc minh bạch, tu luyện vô ngăn tẫn, đại đạo không cuối, mỗi một cái tu luyện sinh linh số mệnh hoặc là nói nội tâm theo đuổi đều là tu luyện cực hạn, tạp ở một cái bình cảnh năm tháng đối tu luyện giả lão nói chính là như vậy là sống không bằng chết, đặc biệt là đứng ở kim tự tháp thời điểm. Càng là như thế. Cho nên tất nhiên muốn tìm kiếm một con đường khác tới đi, mà con đường này đó là tiếp tục theo đuổi đại đạo, hoặc là nói liền lên trời lộ, từ tiên giới bước lên thiên giới cũng hoặc là thần giới, tu thần. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là, không thành thông ngộ tiên giới sinh linh, đó là có thọ nguyên, cũng không phải là nói người tu luyện thành tiên lúc sau, liền thật là thọ cùng trời đất, đó là thiên giới nào đó người tản lời đồn, là cái chê cười. Thành tiên thọ nguyên đích xác trường. Nhưng không phải không có thọ nguyên cuối, giống như không thông ngộ,
mỗi một cái tiên giới sinh linh thọ nguyên chính là một cái kỷ nguyên thời gian mà thôi. Nghe đến đó Dương Nghị Vân nội tâm chấn động, nhịn không được hỏi, một cái kỷ nguyên đó là dài hơn. Một cái kỷ nguyên vì 60 vạn năm, này còn chỉ là đối với tiên tôn trình tự tới nói thọ nguyên, tiên tôn dưới cọ cọ rơi xuống, như thế không đột phá bình tĩnh, chung quy sẽ thọ nguyên hao hết, tiêu tán thiên địa, trước kia truyền thuyết cái gì thành tiên lúc sau thọ cùng trời đất trường sinh bất lão, nào đều là lời nói dối. Chân chính bất diệt chỉ có thông ngộ tiên hạch, mà liền tính là tu luyện tiến vào thông ngộ trình tự có càng vì xa xăm thọ nguyên, hoặc là nói bất diệt tiên hạch, cũng không nhất định là hoàn toàn, ít nhất thiên giới sinh linh có thể hủy diệt tiên hạch, tiên giống nhau chết, thậm chí thông ngộ chi gian đại chiến hủy diệt đối phương cũng không phải không có khả năng. Cho nên thông ngộ lúc sau, đối càng cao trình tự theo đuổi chính là vẫn luôn sinh ra đã có sẵn chấp niệm, mỗi một cái thông ngộ đều sẽ đi lên trời lộ, bởi vì tu luyện đến thông ngộ lúc sau, người sẽ phát hiện tu đạo cao tầng thao bí, đó là chí mạng dụ hoặc, vô pháp ngăn cản. Cho nên tỷ tỷ ta không thể đáp ứng người đi bảo hộ người vân môn, cũng không có thời gian đi lưu tại tiên giới an tĩnh đợi, đến từ thiên giới đại đạo triệu hoán, tất nhiên đem đi dẫn đường ta theo đuổi càng cao đại đạo, chẳng sợ vì thế mà chiến thiên giới sinh linh, cũng đem nghĩa vô phản cố, cấp tiên giới sau lại hạng người sáng tạo hạ lên trời lộ cơ hội. Mỗi thêm một cái lên trời lộ thông ngộ cường giả, tiên giới sinh linh liền đem nhiều một phần cơ hội lên trời giới cơ hội, bất quá người yên tâm, ở ta trước khi rời đi, vân môn có khó khăn ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, lần này ngươi đi ra ngoài liền mang lên ong tiên đi, nàng khoảng cách thông ngộ còn có một đoạn đường phải đi, vào đời tu hành, đối nàng có chỗ lợi, có ong tiên ở cũng coi như là ngươi một cái trợ lực. Dương Nghị Vân nghe xong, lại là nội tâm sông cuộn biển gầm, hôm nay Lam Tâm lời nói, đều là tiên giới tu tiên chi tân bí. Lại là không nghĩ tới, thành tiên bất tử thọ nguyên vô hạn, kia chỉ là biểu hiện giả dối. Lời nói câu nói, không đến thông ngộ liền không coi là chân tiên. Lam Tâm này một phen lời nói, còn một cái thông tục cách nói, Dương Nghị Vân lý giải chính là, tu luyện thành tiên cũng là yêu cầu không ngừng nỗ lực, không nỗ lực tiên giới sinh linh, chung quy sẽ bị thiên đạo sở đào thải. Chỉ có nỗ lực tu luyện giả, mới có thể hưởng thụ thành tiên chân chính thành quả. Cái này thành quả đó là thông ngộ tiên hồn biến đổi lớn tu luyện ra tiên hạch, như thế liền có thể chân chính ý nghĩa thượng làm được bất diệt bất tử chân tiên người. Tiên hạch bất diệt bất tử, liền tính là tiên thể hủy diệt, cũng không sợ, tiên hạch tồn tại là có thể vẫn luôn chuyển tu a niết bàn từ từ phương thức vĩnh tồn. Mà thông ngộ lúc sau, liền có thể hiểu được đến càng cao trình tự hoặc là nói đến tự thiên giới cũng là thần giới thần đạo huyền bí, này đối thông ngộ hạng người tới nói là hoàn toàn mới tu luyện hệ thống cùng dụ hoặc. Không ai có thể ngăn cản. Thông ngộ cửu trọng thiên mỗi nhất trọng thiên mỗi nhất trọng thiên tu luyện đi lên, thẳng đến tu vi đạt tới cửu trọng thiên thời điểm, lên trời lộ đó là thế ở phải làm một cái lộ. Đáng tiếc có người lên trời nhưng thành, nhưng ngã xuống càng nhiều. Chỗ tốt là, chỉ cần lên trời trên đường tiên hạch bất diệt, là có thể một lần nữa tu luyện trở về. Mỗi một cái thời đại tiên giới cường giả đều ở lên trời lộ, đều là ý đồ đánh vỡ thiên giới đối tiên giới gông xiềng. Chết lão nhân trùng tu xem như ba lần vấn đỉnh thông ngộ cửu trọng thiên đỉnh, rốt cuộc tại đây một thế hệ đánh vỡ thiên giới sinh linh bao phủ ở tiên giới trên không đại đạo trói buộc, làm tiên giới thiên địa đại đạo pháp tắc từ đây viên mãn, cho vô số tiên giới sinh linh càng nhiều lên trời lộ hoặc là nói tiến vào thông ngộ cơ hội. Thật vĩ đại, nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa. Lam Tâm hiển nhiên hướng tới càng cao trình tự, nghe nàng ý tứ là sẽ không rời núi, hơn nữa cũng sắp bước vào thông ngộ cửu trọng thiên. Tu luyện mấu chốt kỳ, thật là sẽ không đáp ứng Dương Nghị Vân đi vân môn. Tuy rằng mời thất bại, nhưng Dương Nghị Vân thấy đủ, bởi vì Lam Tâm đáp ứng nếu là vân môn gặp nạn ở nàng không có đi trước lên trời lộ phía trước, sẽ không ngồi yên không nhìn đến, này liền vậy là đủ rồi. Tạm thời tới nói, liền vân môn đại điển thượng hắn lo lắng có người làm khó dễ, chỉ cần Lam Tâm chú ý, hơn nữa lão cây liễu, liền vạn vô nhất thất. Hơn nữa Lam Tâm còn nói làm ong tiên đi theo chính mình đi. Này liền đã làm ra quyết định, hắn cũng cùng ong tiên chi gian quen biết, làm ong tiên đi theo hắn hồi vân môn đích xác không tồi. Nghe Lam Tâm ý tứ, ong tiên cũng sẽ bước vào thông ngộ, có thể tưởng tượng ở không lâu tương lai vân môn sẽ ra đời cái thứ hai thông ngộ cường giả. Suy nghĩ một chút ong tiên cũng là khó lường tồn tại a, cùng Lam Tâm là một cái thời đại nhân vật, chỉ là nàng trùng tu một lần, không có bước vào thông ngộ, nhưng chuyện sớm hay muộn nhi. Chuyến này viên mãn. Lúc sau Lam Tâm một lần nữa ngồi trở lại đệm hương bồ thượng, Dương Nghị Vân liền biết nên rời đi, khom mình hành lễ sau, đi ra nhà tranh.
Bên ngoài Ong Tiên cùng cá trạch tiểu thí hài Phi Hùng đã sớm chờ lâu ngày. Đi thôi. Ong Tiên cười cười mở miệng. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn kỳ thật vừa muốn đối Ong Tiên nói một tiếng, Lam Tâm tỉ tỉ làm hắn rời núi nói, kết quả Ong Tiên đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Không cần phải nói, tỉ tỉ đều truyền âm cho ta biết, Vân đệ đệ về sau tỉ tỉ ta liền đi theo ngươi lăn lộn, đúng rồi, tỉ tỉ nói ngươi muốn tìm vị nào bằng hữu ở Tiểu Bất Chu Sơn, ta biết địa phương mang ngươi đi. Ong Tiên mở miệng nói. Cũng hảo, nếu Lam Tâm tỉ tỉ đều nói cho ngươi, ta cũng liền không nói, Cửu Nhi tỉ tỉ có thể gia nhập Vân Môn là tiểu đệ phúc khí, như thế chúng ta liền đi thôi. Đoàn người rời đi Lam Thầm nghĩ chàng. Ở Ong Tiên dẫn dắt hạ trực tiếp bay về phía Tiểu Bất Chu Sơn. Trên đường Dương Nghị Vân ngạc nhiên Lam Tâm thần thông quảng đại, tựa hồ cái gì đều biết giống nhau, Ong Tiên cười cười nói, Lam Tâm tỉ tỉ chính là thông ngộ cao thủ. Này đó đối nàng tới nói không tính cái gì, thông ngộ cường giả thần thông chúng ta tạm thời là vô pháp lý giải, bất quá Vân đệ đệ ngươi cũng nỗ lực tu luyện sớm ngày thông ngộ, tự nhiên cũng sẽ có được càng cường đại hơn thực lực thần thông. Ta sợ là còn sớm, tiên tôn cũng không biết khi nào mới có thể đột phá, nhưng thật ra Cửu Nhi tỷ tỷ ngươi mau thành tựu thông ngộ đi. Dương Nghị Vân cười hỏi. Đối mệt Lam Tâm tỷ tỷ chỉ điểm, ta thật là đã chạm đến thông ngộ ngạch cửa. Ong Tiên ở Dương Nghị Vân mặt cũng không giấu giếm. Bọn họ đương nhiên giờ phút này lại là cưỡi cá trạch trên lưng ở phi hành, trò chuyện với nhau thịnh hoan, cũng liêu nổi lên Lục Nhĩ tới, đối với Lục Nhĩ Dương Nghị Vân năm đó từ biệt lúc sau, lại là rốt cuộc chưa thấy qua. Lúc trước phân biệt thời điểm Lục Nhĩ nói muốn đi tiên giới cửu trọng thiên, từ nay về sau liền không còn có bất luận cái gì tin tức, đối với Lục Nhĩ Dương Nghị Vân còn tìm đại sư huynh nhị sư huynh hỏi thăm quá, chẳng qua đồng dạng là không có tin tức. Ở hắn nghĩ đến Lục Nhĩ hẳn là đi địa phương nào bế quan tu luyện đi. Dù sao tương lai còn dài, hắn tin tưởng cùng Lục Nhĩ cái này kết bái đại ca sẽ gặp mặt. Chủ nhân nhìn đến Tiểu Bất Chu Sơn. Phi ở mạnh nhất phương Phi Hùng Tiểu Thí Hài đột nhiên nói chuyện đánh gãy Dương Nghị Vân cùng Ong Tiên nói chuyện phiếm. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại là một tòa giống như cây cột giống nhau núi lớn đứng dậy ở thiên địa chi gian. Đây là Tiểu Hồng Hoang trung tâm. Đối với Bất Chu Sơn hắn ở thần thoại chuyện xưa chung không thiếu nghe, cũng biết kỳ thật ở tiên giới cùng tu chân giới rất nhiều địa phương đều có kêu Bất Chu Sơn ngọn núi. Nhưng đối với này tòa Tiểu Bất Chu Sơn, Dương Nghị Vân vẫn là có chút tò mò. Bởi vì là tồn tại với Tiểu Hồng Hoang trung tâm, xỏ xuyên qua thiên địa. Này dọc theo đường đi nghe Ong Tiên giảng giải quá này tòa Tiểu Bất Chu Sơn, nhưng thật ra cảm thấy có chút thần kỳ. Nơi này chung quy là Hồng Hoang nơi. Tuy rằng là Tiểu Hồng Hoang lại cũng là Hồng Hoang, này tòa Tiểu Bất Chu Sơn ở Dương Nghị Vân xem ra tựa hồ càng vì gần sát thần thoại. Nhìn thẳng vào phía chân trời như cũ không thấy đỉnh núi Tiểu Bất Chu Sơn, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, này tòa Tiểu Bất Chu Sơn có phải hay không thông hướng về phía Yêu Đình a? Nguyên bản là Dương Nghị Vân trêu ghẹo một câu, nhưng lại làm Ong Tiên cùng Phi Hùng đều là sửng sốt. Dương Mỗ Nhân nói như vậy kỳ thật chính là trong đầu vang lên địa cầu Hồng Hoang thời đại thần thoại truyền thuyết. Ở địa cầu thần thoại trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn liên tiếp thiên địa, đi lên lúc sau chính là Hồng Hoang Yêu Đình, vì vậy cũng chính là như vậy vừa nói. Kết quả lại phát hiện Ong Tiên cùng Tiểu Thí Hài đều trợn to mắt nhìn hắn, ngay sau đó chăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào biết? Cái này đến phiên Dương Nghị Vân kinh ngạc, phản ứng lại đây sau nói, sẽ không như vậy xảo đi, ta chính là thuận miệng vừa nói, chẳng lẽ này tòa Tiểu Bất Chu Sơn đi lên lúc sau thật là có Yêu Đình? Ong Tiên nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, Tiểu Bất Chu Sơn đỉnh đích xác có một cái đình, nhưng không phải Yêu Đình, mà là gọi là Thiên Đình, nghe đồn chính là nơi này Tiểu Hồng Hoang một vị cổ xưa cự yêu sáng tạo. Bất quá cái kia cự yêu đã sớm không hề, hiện tại Thiên Đình ta nghe Lam Tâm tỷ tỷ nói, đã sớm chia năm xẻ bảy, chia làm tam đại thế lực, bất quá nhưng đều là Hồng Hoang đại yêu, một đám tu vi thông huyền, tuyệt phi tiên giới địa phương khác yêu tộc có thể so, không thể khinh thường. Vân Tử dựa theo ta nói. Thật sự không được cũng đừng đi Thiên Đình mạo hiểm, chờ ngày sau ở tới tìm ngươi vị kia bằng hữu, đến lúc đó ngươi tu vi cũng có thể cường đại một ít, hiện tại đi sợ là có nguy hiểm, hơn nữa kia tòa Tiểu Bất Chu Sơn cũng hoàn toàn không tốt hơn đi, cả tòa thượng đều có lôi đình đại trấn, chừng Bất Chu Sơn đó là lên trời. Ong Tiên khuyên can nói. Nghe Ong Tiên như thế vừa nói, Dương Nghị Vân trong lòng thật là có một tia băn khoăn, tính tính thời gian, hiện tại khoảng cách Vân Môn đại điển thời gian cũng liền không đến 3 tháng. Hắn cái này nhất môn chi chủ, cần thiết muốn ở, vạn nhất đi Bất Chu Sơn xuất hiện cái gì biến cố, chậm trễ Vân Môn thành lập đại điển, đã có thể thành toàn bộ tiên giới chê cười.
Chính là Tiểu Bất Chu Sơn đã đều ở tầm mắt, nếu là cứ như vậy xoay người rời đi, kia cũng không phải phong cách của hắn. Ngẫm lại nói, Cửu Nhi tỷ tỷ nói có đạo lý, bất quá nếu tới cũng tới rồi, luôn là muốn đi xem một chút này tòa Tiểu Bất Chu Sơn phong cảnh mới là, nếu không chẳng phải là quá tiếc nuối. Chính là, ông tiên mở miệng, lại là bị Dương Nghị Vân đánh gãy, Cửu Nhi tỷ tỷ yên tâm, lòng ta có chừng mực, sự nếu không thể trái, ta sẽ không cưỡng cầu, cùng lắm thì chờ Vân Môn đại điển lúc sau lại đến, nhưng dù sao cũng phải đi xem không phải. Như thế vậy đi xem đi, kỳ thật ta cũng đã tới này tòa Tiểu Bất Chu Sơn, đều là nghe Lam Tâm tỷ tỷ giảng thuật, rốt cuộc là cái dạng gì, có cái gì nguy hiểm, xem qua lúc sau mới biết được, lần này đi xem cũng hảo. Ông tiên lại cũng không hề kiên trì. Lúc này Phi Hùng tiểu thí hài mở miệng nói, ta đến lúc đó biết một ít Tiểu Bất Chu Sơn hạ tình huống. Ngươi biết nhiều ít nói. Dương Nghị Vân nhìn về phía tiểu thí hài. Không đúng a, tiểu thí hài ngươi không phải nói ngươi trước nay không rời đi quá biển hoa hồ sao, làm sao mà biết được. Cá Trạch nhịn không được nghi ngờ. Tiểu thí hài đôi mắt chừng nói, ta nghe tới không được a. Hành, tính ngươi lợi hại, ngươi hành ngươi nói. Cá Trạch bại hạ trận tới. Tiếp theo nói Dương Nghị Vân chừng mắt nhìn cá Trạch giống nhau, đừng ngắt lời. Tiểu thí hài đắc ý nhìn giống nhau cá Trạch, lúc này mới nói, chủ nhân, rất nhiều năm trước, ta kia địa phương chạy một con hỏa điểu, ăn vụng ta trên cây trái cây, bị hắn bắt được sau thưởng thức một đoạn thời gian nội, nhàm chán thời điểm kia chỉ hỏa điểu liền cho ta nói, nó đến từ Bất Chu Sơn hạ ngọn lửa rừng rậm, cũng nói lên Bất Chu Sơn chuyện xưa. Ta lúc ấy liền quyền đương một cái việc vui. Làm kia chỉ hỏa điểu nói giải buồn mà thôi, không nghĩ tới còn có thể cấp chủ nhân giải ưu. Nói trọng điểm Dương Nghị Vân hừ một tiếng. Hảo, truyền thuyết điểm, ân, trọng điểm chính là, tiểu không chu toàn thượng có lôi đình đại trận bảo hộ, bất luận cái gì sinh linh đều đừng nghĩ trực tiếp bay lên đi, chỉ có thể trèo lên mà thượng, kỳ thật dựa theo nào chỉ hỏa điểu cách nói, tiểu Bất Chu Sơn độ cao là 33.000 trượng, đến đỉnh chính là thiên đình nơi. Dù sao cũng phải tới nói. Tưởng thượng thiên đình liền phải đi bộ bước lên Tiểu Bất Chu Sơn, mà bước lên Tiểu Bất Chu Sơn trước, có hai đại hiểm địa muốn qua đi, ngọn lửa lâm đó là một trong số đó, nơi nào lại nói tiếp chính là một tòa ngọn lửa bùng nổ thạch lâm, có như là từng cây đại thụ giống nhau ngọn lửa kỳ thạch, cho nên xưng là ngọn lửa lâm. Đương nhiên trong đó cũng sinh trưởng giả không ít ngọn lửa thuộc tính thảm thực vật, cũng có các loại hỏa thuộc tính hồng hoang dị thú, ngọn lửa đều chỉ là một trong số đó. Cái thứ hai hiểm địa đó là U Minh Hà. Trong truyền thuyết đó là một cái từ đại địa chỗ sâu trong không gian cái khe truyền lưu nguồn nước chi hà, u ám yên tĩnh, đen nhánh như mực, thả lại trọng như núi lớn, thiết bẫy dập đi liền rất khó ra tới, cho nên gọi là U Minh Hà, vô cùng âm sát một cái con sông, nước sông trong vòng có quỷ dị sinh linh, thực khủng bố. Qua cái này hiểm địa mới có thể bước lên Tiểu Bất Chu Sơn, 33.000 trượng đi bộ đi lên, cũng đến tiêu phí không ít thời gian, cho nên 3 tháng thế thời gian, sợ là không đủ nga. Phi Hùng tiểu mập mạp nói, trong giọng nói cũng là cho Dương Nghị Vân phân tích suy xét. Dương Nghị Vân nghe xong Phi Hùng tiểu thí hài giảng thuật, nhưng thật ra thật đúng là muốn đi kiến thức một chút, là cái bộ dáng gì quang cảnh. Bất quá nhìn xem, nếu quá hao phí thời gian, kia hắn cũng biết tạm thời từ bỏ tìm kiếm hoa sen đen rời núi, thời gian thượng không cho phép, lần sau lại đến đó là. Đi nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân vung tay lên cá trạch từ không trung phi rơi xuống đi. Quả nhiên ở Tiểu Bất Chu Sơn hạ thấy được một tòa thiêu đốt hừng hực lửa lớn rừng rậm, phi thường đồ sộ. Cách vài cây số là có thể cảm nhận được một cổ cực nóng hơi thở. Từ trên không nhìn lại này tòa ngọn lửa rừng rậm đem Tiểu Bất Chu Sơn vây thành một vòng tròn, nhìn qua giống như là một tòa ngọn lửa phòng tường thành. Mênh mông vô bờ. Cá Trạch vừa động liền dừng ở ngọn lửa lâm bên cạnh. Nóng quá. Phi Hùng tiểu thí hài nói thầm một tiếng. Nơi này thật là có chút nhiệt. Này vẫn là ở bên cạnh, không đi tới độ ấm. Tưởng bước lên Tiểu Bất Chu Sơn nhất định phải muốn xuyên qua này tòa ngọn lửa rừng rậm, có thể nghĩ, này tòa ngọn lửa rừng rậm chỗ sâu trong tất nhiên là vô cùng cực nóng. Bất quá bực này nhiệt độ đối bọn họ mấy cái lão nói cũng không tính cái gì, tuy rằng khả năng sẽ phiền toái một chút, nhưng lại không tới không thể ngăn cản nông nỗi. Mọi người đều cẩn thận một chút. Dương Nghị Vân nói xong đi đầu bước vào trong ngọn lửa. Kỳ thật luận tu vi. Ở đây mỗi một cái đều so với hắn cường, chân chính phải cẩn thận hẳn là hắn. Chẳng qua Dương Nghị Vân là nhọc lòng mệnh, thói quen tính bảo hộ bên người người một loại dặn dò, hơn nữa chính mình gương cho binh sĩ.
Một câu đơn giản tùy ý dặn dò, lại là làm Ong Tiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lẩm bẩm, vẫn là cái kia năm đó xả thân vì người khác suy xét Vân đệ đệ, tỷ tỷ ta đi theo ngươi rời núi gia nhập Vân môn lựa chọn không chọn sai. Đến nỗi cá trạch bá một chút biến mất đi theo Dương Nghị Vân bên người, làm tốt tùy thời bảo vệ chuẩn bị, cá trạch toàn thân tản mát ra 7 màu ánh sáng, đi vào trong ngọn lửa chút nào không chịu ngọn lửa ảnh hưởng. Phi Hùng tiểu thí hài cũng không cam lòng yếu thế, chợt lóe tới rồi Dương Nghị Vân bên tay phải, toàn thân tản mát ra tầng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, như là hình thành một cái quan cháo, đồng dạng ngọn lửa đối hắn không ảnh hưởng. Ong Tiên nhẹ nhàng vừa động mang theo ý cười, đi theo ở Dương Nghị Vân phía sau. Kỳ thật mấy người này liền không có một cái ăn chay. Dương Nghị Vân đừng nhìn tu vi chỉ là tiên đế đại viên mãn đỉnh, nhưng thực lực thủ đoạn chút nào không cần ba người kém. Tại đây muốn nói khác hoàn cảnh hắn khả năng sẽ lo lắng, nhưng ngọn lửa lại là chút nào ảnh hưởng không được hắn. Năm đó danh liệt tiên giới tiền 10 thanh liên tiên hỏa hắn đều có thể hấp thu dung nhập trong cơ thể, huống chi là nơi này ngọn lửa, trong mắt hắn còn so ra kém thanh liên tiên hỏa. Đương nhiên này cũng không phải nói nơi này ngọn lửa liền bình thường. Dương Nghị Vân đang ở trong đó lúc sau mới cảm thụ nơi này ngọn lửa độ ấm làm trò không kém, cũng liền so với thanh liên tiên hỏa nhược một ít. Hắn biết chân chính nơi này nguy hiểm không phải ngọn lửa, mà là như tiểu thí hài lời nói, giấu ở này phiến ngọn lửa trong rừng rậm hỏa thuộc tính sinh linh. Đại gia chỉ cần phòng bị ngọn lửa trong rừng rậm sinh linh có thể, đến nỗi ngọn lửa hoàn toàn có năng lực ngăn cản. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, lập tức liền ứng nghiệm. Oanh! Một đạo ngọn lửa ập vào trước mặt. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, trở tay liền đánh ra một chưởng đem chi đánh tan. Tê tê! Ngay sau đó lại là một đầu 20-30 mễ trường, thùng nước thô tráng ngọn lửa chi xà chắn bọn họ trước mặt. Dương Nghị Vân còn không có chuẩn bị động thủ hết sức, lại là bên người cá trạch hưng phấn một kêu lên, chủ nhân bực này tiểu sâu không vớt ngài động thủ, giao cho ta. Lời còn chưa dứt, cá trạch liền xông ra ngoài, gầm rú một tiếng, hồng. Cá trạch này một tiếng dưới, lại thấy này hỏa xà một chút liền mềm như bông ghé vào trên mặt đất, tựa hồ cá trạch dọa cái chết khiếp. Ngay sau đó cá trạch lại là há mồm chi gian một ngụm nuốt hút biên cảnh này ngọn lửa xà nuốt vào bụng. Một màn này làm Dương Nghị Vân cười khổ không được, không tưởng cá trạch cái này đồ tham ăn, thật đúng là nóng lạnh gì cũng ăn, cái gì đều cắn nuốt. Bất quá cũng hảo, phiền toái giải quyết. Cá trạch làm được không tồi. Dương Nghị Vân khen cá trạch. Vì chủ nhân cống hiến sức lực hẳn là hắc hắc cá trạch cười trả lời, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn Phi Hùng tiểu thí hải giống nhau. Hừ, đắc ý cái gì a, còn không phải là một cái yêu vương cấp bậc tiểu sâu mà thôi, ta một cái tát có thể chụp chết một tảng lớn. Phi Hùng không phục khẩn. Giữa hai bên phản xung. Cá trạch năng lực áp Phi Hùng, nhưng Phi Hùng cũng là to gan lớn mật chủ nhân. Mới vừa nhận thức thời điểm còn hố cá trạch một phen, sau lại thiếu chút nữa đừng cá trạch một ngụm nuốt rớt, nhưng như cũ đối cá trạch không phục. Đại gia ta chính là so ngươi cường, có thể sao mà. Cá trạch đắc ý rào rạt. Chờ xem đi, xem ai có thể cấp chủ nhân hiệu lực nhiều. Phi Hùng không cam lòng yếu thế. Hai cái đồ tham ăn chính là một đôi kẻ dở hơi. Này liền bắt đầu có cạnh tranh. Dương Nghị Vân cùng Ong Tiên đối diện giống nhau, đều lắc đầu cười khổ. Bất quá có cạnh tranh là chuyện tốt, tiến bộ mau. Cá trạch yêu cầu giết chóc chiến đấu tới tăng lên thực lực kinh nghiệm, Phi Hùng tiểu thí hài tuy rằng đầu linh, nhưng lại cũng không ra quá biển hoa ao hồ vùng, đồng dạng là cái không có giang hồ kinh nghiệm tay mơ, có bực này chiến đấu mài rũa bọn họ là Dương Nghị Vân có thể thấy. Vì thế kế tiếp này tòa ngọn lửa trong rừng rậm sinh linh tao ương. Đụng phải hai cái phân cao thấp ôn thần. Một cái là côn bằng, một cái là hồng hoang dị chủng đặc thù Phi Hùng. Tu vi có thể so với yêu tôn đại viên mãn, nếu là cùng cảnh giới tiên nhân đánh lên tới, Phi Hùng tuyệt đối có thể ngược bình thường tiên tôn đại viên mãn đỉnh tiên nhân. Cá trạch này đầu vũ nội côn bằng liền càng không cần phải nói, Phi Hùng đều thiếu chút nữa một ngụm cái nuốt rớt. Một đường đi đến, ngọn lửa trong rừng rậm cũng không có xuất hiện yêu tôn cấp bậc sinh linh, đa số là tiên vương cấp bậc, ngẫu nhiên tới một đầu đế cảnh cũng không đủ xem. Này một đường qua đi cá trạch cùng Phi Hùng phân cao thấp xiết toàn bộ ngọn lửa rừng rậm gà bay chó sủa. Bất quá cũng kỳ quái, lao tới sinh linh cũng chưa cái gì trí tuệ, chỉ là bạch bạch tới thú đầu. Căn bản liền không cần Dương Nghị Vân cùng Ong Tiên ra tay. Ong Tiên gắt gao càng ở Dương Nghị Vân bên người, lại là tùy thời bảo hộ Dương Nghị Vân, nàng ở tiểu hồng hoang đãi mấy ngàn năm, nhưng cũng biết nơi này quỷ dị.
chưa chừng sẽ nhảy ra một đầu cường đại hồng hoang dị thú tới, thường thường thiên phú dị bẩm hồng hoang dị thú đều là khó đối phó, cũng là có trí tuệ sinh linh. Cho nên cá trạch cùng phi hùng hồ nháo, nàng lại không thể, muốn bảo đảm Dương Nghị Vân an toàn, ở nàng đôi mắt Dương Nghị Vân cố nhiên tu vi thủ đoạn không kém, nhưng như cũng không phải tôn cấp, tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi, này ở tiểu hồng hoang là không đủ xem. Như thế dưới tình huống hai ngày lúc sau, ở bọn họ sắp đi ra này phiến ngọn lửa rừng rậm thời điểm, ngoài ý muốn lại đã xảy ra, hoặc là nói này tòa trong rừng rậm chân chính bá chủ xuất hiện. Ầm ầm ầm. Đại địa phát ra tiếng gầm rú, động đất lên. Tiểu tâm đề phòng. Dương Nghị Vân dừng lại làm cá trạch cùng phi hùng dừng lại. Giống. Gầm lên giận dữ vô cùng nặng nề vang lên, cẩn thận vừa nghe lại là từ dưới nền đất truyền đến. Ầm vang. Một cái thật lớn cái khe lan tràn tới. Dương Nghị Vân mấy cái nháy mắt lùi lại vài trăm thước. Phóng nhãn nhìn lại, lại là dưới chân đại địa vết rách một cái thượng trăm mét một khe lớn, nội loại ngọn lửa không ngừng toát ra. Như là núi lửa bùng nổ giống nhau. Đồng thời một cổ cường đại hơi thở từ bên trong phát ra mà ra. Có yêu tôn đại đỉnh thực lực hơi thở, đại gia cẩn thận một chút. Ông tiên nhắc nhở, bất quá nàng lại cũng không kinh hoàng. Lúc này một tiếng mang theo phẫn nộ già nua thanh âm từ một khe lớn vang lên nói, mấy cái không biết sống chết tiểu gia hỏa, giết bản tôn nhiều như vậy thủ hạ, thật đúng là đủ tàn nhẫn a, xem hôm nay bản tôn không đem các ngươi nuốt đi. Thiết, Cố Lộng Huyền hư, giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh ra tới một trận chiến, còn nuốt chúng ta, cũng không sợ căng chết, có bản lĩnh tới nuốt một cái thử xem, là này đó tiểu sâu trở ngại chúng ta, hiểu sao? Phi hùng tiểu thí hài miệng thượng nhưng chút nào không ăn kiêng. Dương Nghị Vân nghe muốn cười, hắn cũng cảm giác đối phương ở trang bức, làm tiểu thí hài đi mắng, đem hắn chọc giận ra tới cũng hảo. Một cái yêu tôn đại đỉnh mà thôi, bọn họ mấy cái thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần không phải thông ngộ cấp bậc, đều không phải chuyện này. Ngươi chờ tiểu bối tìm chết. Đối với ngươi nổi giận. Ngay sau đó thật lớn cái khe bên trong, oanh một chút một đạo tận trời ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao số ước lượng trăm mét. Ầm vang. Đại địa bỗng nhiên chấn động, nhưng ngọn lửa tan đi, lại là một tôn cao ước trăm mét ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện. Gì, cư nhiên là một tôn ngọn lửa người đá, như thế nào cảm nhận được không mang theo cái gì hơi thở đâu. Ông tiên nhìn không được ra tiếng. Dương Nghị Vân cũng kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi nói chuyện liền này tôn ngọn lửa người đá. Hắn cảm thụ một chút thật là không có bất luận cái gì hơi thở, có lại là có thể so với thanh liên tiên hỏa độ ấm, người đá nhìn qua ngọn lửa đỏ đậm mang tím. Toàn thân trên dưới đều có màu đỏ tím ngọn lửa, chỉ có này đó ngọn lửa thoạt nhìn không đơn giản. Còn nữa chính là hình thể thật lớn. Đối này Dương Nghị Vân không để ý. Ngay sau đó lại là một tiếng ầm vang, lại là một đạo ngọn lửa phóng lên cao. Ầm ầm ầm. Liên tiếp trước sau tám đạo. Ngay lập tức chi gian giữa sân xuất hiện tám tôn giống nhau như đúc ngọn lửa người đá. Nhưng là kia một đạo yêu khí như cũ còn ở thật lớn cái khe bên trong. Ông tiên giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng nói, phân tử phải cẩn thận điểm, này đó ngọn lửa người đá càng như là con rối, đối phương thực giảo hoạt, như cũ tránh ở cái khe chung không ra tới, hiển nhiên là cái lão yêu quái, chỉ là sử dụng ra tám tôn thật lớn ngọn lửa người đá, chưa chừng còn sẽ có hậu tay. Chủ nhân thiếu ăn, xem ta đi đánh nát này đó đại thạch đầu, giả thần giả quỷ, hù dọa ai đâu, lần này phi hùng tiểu thí hài lại là giành trước một bước ra tay. Nói chuyện hết sức nhảy dựng lên. Bỗng nhiên đối với một tôn ngọn lửa người đá trực tiếp đối với đầu ném tới. Luận hình thể giờ phút này tiểu thí hài không có hóa thân bản thể, như cũ là 10 tuổi tả hữu hình người, xông lên đi đối mặt ngọn lửa người đá thời điểm, quả thực chính là cái nhóc con đâm sơn cảnh tượng. Nhưng hắn một quyền chém ra thời điểm, thiên địa đều ở rung chuyển, có thể thấy được tiểu thí hài này một quyền uy lực to lớn, cũng không phải liên tục. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy ngọn lửa người đá thế nhưng phi thường linh hoạt kỳ mau chém ra cánh tay, lại là một quyền đón nhận tiểu thí hài tử. Cùng thời gian Dương Nghị Vân thấy được ngọn lửa người đá toàn thân màu đỏ tím ngọn lửa lưu động lên như là khắc văn giống nhau hội tụ ở thật lớn trên nắm tay. Tiểu tâm bản năng Dương Nghị Vân cảm giác không ổn lập tức nhắc nhở tiểu thí hài đừng đại ý. Ầm vang. Ai nha? Một kích quyết đấu bùng nổ, không chung đều là ngọn lửa bùng nổ. Tiểu thí hài lại là hướng như diều đứt dây giống nhau đau hô một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Cá trạch một tiếng gầm rú tận trời bay lên, lại là đem tiểu thí hài tiếp được. Ngay sau đó đem phi hùng tiểu thí hài buông, cá trạch liền phải xông lên đi,
Ong Thiên toàn thân hơi thở bùng nổ cũng muốn ra tay, bất quá Dương Nghị Vân lại ra tiếng nói, các ngươi lui ra xem ta đi đánh nát bọn họ. Dương Nghị Vân lời này một chỗ, cá trạch cùng Ong Thiên đều là sửng sốt nhìn về phía hắn. Tiểu Thí Hài cũng là nhe răng nhếch miệng nói, chủ nhân đại gia cùng lên đi, người đá trên người ngọn lửa không yếu, thiêu đau quá, hơn nữa thuần túy lực lượng không thể so ta kém. Đại ý dưới ăn một mệt Tiểu Thí Hài giờ phút này nói chuyện thực nghiêm túc. Đúng vậy, Vân Tử không thể đại ý. Chủ nhân làm ta đi. Ong Tiên cùng cá trạch trước sau nói. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười nói, nếu nói cảnh giới pháp lực thượng ta khả năng thật đúng là không dám tùy tiện đi lên, nhưng là này đó ngọn lửa người đá nếu là không có pháp lực tồn tại con rối, ta thật là có biện pháp thu thập bọn họ, yên tâm đi, vừa lúc cũng muốn thử xem Lam Tâm tỷ tỷ cải tiến sau một tấc vuông càn khôn thần thông đâu, đối phó này đó người đá lại là vừa lúc thích hợp. Dứt lời Dương Nghị Vân không đợi Ong Tiên ba cái trả lời, nhảy phi thân dựng lên, tới rồi tám tôn ngọn lửa người đá trên không. Mà lúc này cái kia già nua thanh âm mang theo khinh thường ngữ khí nói, không biết lượng sức tiểu gia hỏa, nếu ngươi tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi, bày trận. Cuối cùng một cái trận tự lạc bế, tám tôn ngọn lửa người đá toàn thân ngọn lửa bùng nổ. Ầm ầm ầm, mỗi một tôn người đá trên người bộc phát ra màu đỏ tím ngọn lửa, tám đạo ngọn lửa phóng lên cao. Ngay lập tức chi gian thẳng vào phía chân trời. Lại là hình thành một cái bát quái đại trận, tám đạo phóng lên cao ngọn lửa chiếm cứ tám phương vị, đem Dương Nghị Vân vây quanh ở trong đó. Một màn này làm cá trạch sốt ruột lên, liền phải xông lên đi. Bất quá Ong Tiên lại mở miệng nói, cá trạch không nên gấp gáp nhìn kỹ hắn nói, nhà ngươi chủ nhân đã có tự tin, ta tin tưởng hắn có thủ đoạn, hắn cũng không phải một cái lỗ mãng người, đợi chút chúng ta ba cái hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các người hai cái lưu ý cái khe bên kia, thao túng ngọn lửa người đá chủ mưu hẳn là còn tránh ở cái khe chung, không đem hắn tìm ra, trước sau là cái phiền toái. Hảo, chúng ta tìm cơ đem rùa đen rút đầu cấp tìm ra. Cá trạch nói. Ba người thương nghị nói chuyện thời điểm, giữa không trung Dương Nghị Vân bị tám tôn ngọn lửa người đá toàn thân dâng lên ngọn lửa vây ở trong đó. Bất quá hắn không hề có để ý, vẫn là ngọn lửa nói còn lên không được hắn. Tám tôn ngọn lửa người đá một tôn tôn đều là trăm mét thật lớn, nhìn là rất có khí thế, nhưng ở Dương Nghị Vân trong mắt cũng liền như vậy hồi sự, hắn nếu là vận chuyển pháp tương kim thân, có thể so sánh này đó người đá lớn hơn gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa Dương Nghị Vân hôm nay liền muốn thử xem Lam Tâm cải tiến lúc sau một tấc vuông càn khôn thần thông, đối mặt này đó đại gia hỏa, một tấc vuông càn khôn thần thông nhất thích hợp là. Đến nỗi nói người đá trận pháp, ha ha, nói đến cùng chính là man yêu mà thôi. Có thể bố trí ra cái gì trận pháp tới. Luận trận pháp chỉ đạo nhân tộc mới là tổ tông. Yêu tộc chỉ là học trộm mà thôi, hơn nữa cũng học không đến tinh túy. Tám tôn ngọn lửa người đá bày ra bát quái người đá trận pháp, trong mắt hắn sơ hở trồng chất, chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn thi triển một tấc vuông càn khôn thần thông. Một tấc vuông chi gian, càn khôn nghịch chuyển. Dương Nghị Vân huyền phù ở không, nhìn xuống tám tảng đá lớn người, thúc dục trong cơ thể pháp lực, niệm động bí pháp. Đôi tay bay múa chi gian từng đạo pháp quyết giấu tay dựng lên. Oanh! Một tiếng nặng nề dưới, Dương Nghị Vân toàn thân ngưng tụ pháp lực bùng nổ khuếch tán, ngay lập tức chi gian bao phủ ở tám tôn người đá trên người, bốn phía thiên địa đều vì này một trận vặn vẹo. Cường đại dòng khí khí tràng khoảnh khắc hình thành. Quả nhiên tám tôn người đá bày ra trận pháp đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên này cũng không phải nói, tám tôn người đá bày ra trận pháp liền không phải trận pháp. Mà là ở Dương Nghị Vân trong mắt sơ hở triển lộ không bỏ sót, hắn thi triển một tấc vuông càn khôn thần thông đó là từ này đó sơ hở chung đi ra ngoài, cho nên hảo không ảnh hưởng mảy may. Giây tiếp theo kỳ tích một màn đã xảy ra. Đứng ở bên ngoài Ong Tiên cá trạch Tiểu Thí Hài ba cái trong mắt lại thấy Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra cường đại dòng khí nhộn nhạo mở ra, hình thành một cái phạm vi cây số chi cảnh màn hào quang, đem thật lớn tám tôn người đá liên quan chấm đất hạ cái khe đều bao phủ đi vào. Khẩn tiếp các nàng ba cái liền thấy được tám tôn trăm mét thật lớn ngọn lửa người đá lại là ở ngay lập tức rút nhỏ. Thành, Vân Tử học được Lam Tâm tỷ tỷ cải tiến phía sau tất càn khôn thần thông, uy lực thật lớn, hiệu quả kỳ giai, tám tôn ngọn lửa người đá hiện tại muốn xong đời tiểu tử này quả nhiên ngộ tính không phải giống nhau cao a, ngắn ngủn 3 tháng thi triển ra cải tiến thần thông, đã ra dáng ra hình, thật sự khó lường. Ong Tiên nhìn cảm thán vô cùng. Di những cái đó người đá như thế nào tất cả đều ở thu nhỏ lại. Cá trạch ngạc nhiên. Tiểu Thí Hài cũng mở to hai mắt nhìn, bọn họ hai cái cũng chưa gặp qua Lam Tâm một tấc vuông thần thông,
lúc này xem như mở rộng tầm mắt. Cái này kêu một tấc vuông càn khôn, là Lam Tâm tỷ tỷ truyền thụ cấp phân tử, năm đó tại hạ giới thời điểm vân tử liền tu luyện quá, chẳng qua uy lực không lớn như vậy thôi, lần này hắn xem như được Lam Tâm tỷ tỷ chân truyền. Ong Thiên cấp cá trạch cùng Phi Hùng tiểu thí hài giải thích một câu. Thật là lợi hại bộ dáng. Giống như chỉ cần chủ nhân không có biến hóa. Cá trạch cùng Phi Hùng tiểu thí hài cảm thán. Ong Thiên cười nói, một tấc vuông càn khôn thần thông diệu dụng liền ở chỗ này, thì pháp giả tự thân không chịu ảnh hưởng, nhưng lại là có thể đem bốn phía hoàn cảnh bất luận cái gì sự vật bao gồm sinh linh đều không ngừng thu nhỏ lại đi xuống, đồng dạng ở thần thông trong phạm vi. Bị thi pháp giả pháp lực từ các phương diện đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, hãy chờ xem, tám tôn ngọn lửa người đá muốn xong đời, thậm chí tránh ở cái khe chung cái kia tùy đầu rùa đen cũng muốn bị vân tử trảo ra tới. Thế gian thế nhưng còn có như vậy thần thông. Còn không phải sao, về sau vẫn là thiếu chọc chủ nhân sinh khí. Cá trạch cùng Phi Hùng đều lòng còn sợ hãi. Này hai hóa hình thể đều có thể biến khổng lồ, đặc biệt là cá trạch, vốn là ưu thế. Nhưng nếu là gặp phải Dương Nghị Vân bực này thần thông, chính là khắc tinh. Cho nên hai cái đồ tham ăn lòng còn sợ hãi. Không nói đến bên ngoài Ong Tiên ba cái cảm thán. Đang ở trong sân Dương Nghị Vân cũng là trong lòng thổn thức, thầm than cải tiến quá một tấc vuông càn khôn quả nhiên càng thêm thần kỳ sử dụng, dựng lên thi triển lên cũng tương đối nhẹ nhàng. Giờ phút này hắn huyền phù ở không trung thi triển ra một tấc vuông càn khôn lúc sau, có thể rõ ràng cảm ứng được, ở một tấc vuông càn khôn dưới. Lấy hắn vì trung tâm phạm vi cây số trong vòng thiên địa biến hóa đều bị thay đổi, một ít sự vật đều ở nhanh chóng thu nhỏ lại chung. Nhất rõ ràng bất quá chính là tám tôn ngọn lửa người đá, nguyên bản trăm mét cao lớn thân hình, lại là chỉ chớp mắt uể oải rút nhỏ một nửa, hơn nữa như cũ ở thu nhỏ lại chung. Bốn phía hoàn cảnh chung sự vật cũng đồng dạng như thế. Dương Nghị Vân đến Lam Tâm truyền thụ thời điểm, nghe hắn nói quá như vậy biến hóa. Nhưng giờ phút này trong lòng như cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán cửa này thần thông thần kỳ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, Lam Tâm nói qua ở một tấc vuông càn khôn thần thông bao phủ trong vòng, chỉ cần hắn đem lực lượng ý thức tập trung ở mỗi một ít hoặc là đơn cái biến hóa thượng, sẽ có lựa chọn tính thu nhỏ lại, như vậy có thể càng thêm dùng ít sức. Cùng lý toàn bộ bao phủ dưới, sở hữu sự vật đều sẽ thu nhỏ lại biến hóa, nhưng lại càng thêm hao phí pháp lực thần hồn từ, thời gian dài đối tự thân bất lợi. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân đem ý thức tập trung bao phủ ở tám tôn ngọn lửa người đá trên người. Quả nhiên, ngay sau đó mặt khác sự vật đều không hề phát sinh biến hóa thu nhỏ lại, mà toàn lực tập trung tinh lực lúc sau, tám tôn ngọn lửa người đá lại là xoát một chút từ 50 mét tả hữu, một chút liền thành nửa thước không đến, hoàn toàn từ người khổng lồ biến thành bỏ túi bản tiểu người đá. Cái này Dương Nghị Vân nở nụ cười. Trong lòng vừa động trực tiếp phi rơi xuống đi, đứng ở tám tôn ngọn lửa người đá trước mặt. Hắn giờ phút này là bình thường thân thể lớn nhỏ, 1m8 cái đầu, lại là ở tám tôn ngọn lửa người đá trước mặt trở thành người khổng lồ. Một khắc trước tám tôn ngọn lửa người đá là người khổng lồ, giờ khắc này Dương Nghị Vân là người khổng lồ. Một cái thần thông thi triển ra tới, tức khắc nghịch chuyển. Này, sao có thể? Một tiếng kinh hô lại là từ cái khe kia dưới nền đất truyền đến. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, chút tài mọn, xem tiểu ra dẫm toái người này đó tiểu người đá. Ha ha. Ầm ầm ầm. Nhấc chân chi gian Dương Nghị Vân mang lên pháp lực ra chân dưới, liên tiếp nặng nề vang lên, tám không đến nửa thước ngọn lửa người đá, ở hắn dưới chân khoảnh khắc bạo liệt thành dập nát. Cải tiến sau một tấc vuông càn khôn thần thông không chỉ có riêng là thu nhỏ lại sự vật đơn giản như vậy, sở dĩ nói càng thực dụng, càng bá đạo, đó là một cái khác trọng điểm. Phàm là bị thi pháp giả, đều có thể bị áp chế pháp lực thần hồn từ. Cung cấp với ở thu nhỏ lại sự vật đồng thời, cũng suy yếu bọn họ lực lượng. Cho nên đi vốn dĩ chính là con rối tám tôn người đá, bị Dương Mỗ Nhân mấy đá đi xuống tất cả đều dẫm bạo, không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên liền tính là chân chính sinh linh, chỉ cần tu vi không phải cao hơn Dương Mỗ Nhân thực lực quá nhiều, làm theo bị ngược. Dương Mỗ Nhân hiện tại thực lực tuyệt đối cũng đủ cùng tiên tôn đại đỉnh vặn cổ tay, đương nhiên cũng giới hạn trong lần. Nếu là gặp phải một ít siêu quần tiên tôn hoặc là thông ngộ hạng người, kia hắn thi triển một tấc vuông càn khôn chưa chắc dùng được. Liên tính là như thế, Dương Nghị Vân tuyệt đối cửa này thần thông đã tương đương nghịch thiên. Trong lòng nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội trưng cầu một chút Lam Tâm ý kiến, đem cửa này thần thông bảo tồn ở Vân Môn truyền công đại điện đi, cấp sở hữu Vân Môn đệ tử một cái bảo đảm, cũng trở thành Vân Môn trấn phái thần thông chi nhất.
dù sao giờ phút này Dương Mẫu Nhân đích xác không dễ khi dễ. Không nói đến hắn bản thân chính là một cái nghịch thiên thập toàn cơ sở thể chất, càng là tu thần đạo người, hơn nữa càn khôn hồ tồn tại, liền tính là tu vi cảnh giới ở tiên đế đại viên mãn đỉnh, lại cũng làm theo có thể cùng tiên tôn cấp bậc vặn cổ tay. Tám tôn ngọn lửa người đá mà thôi, nói đến cùng là cục đá con rối, bị âm thầm đại yêu thao tác, liền tính là hắn không cần một tấc vuông càn khôn thần thông, cũng có biện pháp đối kháng. Nghĩ đến âm thầm đại yêu, Dương Nghị Vân khóe miệng cười lạnh lên. Xử lý tám tôn cục đá người sau, kia hóa cư nhiên đã không có tiếng động, hiển nhiên là sợ. Cũng không biết đến tột cùng chính là cái thứ gì, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, có thể làm ra tám tôn ngọn lửa người đá con rối, hơn nữa đơn thuần lực lượng đều có thể đem phi hùng tiểu thí hài một quyền đánh bay, cũng là cái có thủ đoạn chủ nhân. Bất quá lúc này, Dương Nghị Vân lại là không chuẩn bị buông tha hắn. Nháy mắt lại là cảm giác đại địa chấn động, ầm 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 động đất lên. Vốn đang nghĩ đối phương lại có cái gì thủ đoạn muốn thả ra, ai biết nháy mắt, trăm mét thật lớn ngọn lửa cái khe, ngọn lửa dập tắt đi xuống, cái khe cư nhiên ở sát nhập. Lúc này Dương Nghị Vân nơi đó còn không rõ, đối phương đây là muốn chạy trốn, túng. Hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại sợ, chậm, cấp tiểu gia lăn ra đây. Một tiếng giống to dưới, Dương Nghị Vân đem một tấc vuông càn khôn thần thông lực lượng toàn bộ bao phủ ở một khe lớn thượng, bỗng nhiên một dậm chân. Ầm vang, cái khe ở tình một tấc vuông càn khôn thần thông hạ khoảnh khắc rút nhỏ gấp 10 lần, Dương Nghị Vân toàn lực một dậm chân, ầm vang một chút thu nhỏ lại 10 mét cái khe lại là một chút mở ra bạo liệt. Đồng thời một tiếng kinh hô kêu thảm thiết vang lên, ai nha đừng đừng, đừng giết ta, tha mạng. Theo xin tha tiếng kêu thảm thiết, một đạo màu trắng ngọn lửa từ cái khe trung bị Dương Nghị Vân một chân chấn ra tới. Dương Nghị Vân một chân dưới, tránh ở âm thầm đại yêu bị chấn ra tới. Không ra cũng không được, một tấc vuông càn khôn thần thông dưới thiên địa pháp tắc đều bị thay đổi, một khe lớn dưới nền đất cũng đều ở trong phạm vi, âm thầm đại yêu tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Trọng điểm là phía trước bị Dương Nghị Vân diệt tám tôn người đá thủ đoạn cấp dọa tới rồi. Tức khắc liền túng, một khe lớn kết hợp dưới liền phải chạy, nhưng Dương Nghị Vân há có thể làm hắn đào tẩu. Thứ này hiển nhiên có thể thao tác kim thạch thổ mộc linh tinh, ở Dương Nghị Vân trong mắt là cái đặc biệt tồn tại. Bực này yêu tộc nếu là không thu hạ, chẳng phải là lãng phí. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải bắt lấy. Vân Môn Tiên Thú Viện thành viên chỉ cần phi hùng tiểu thí hài một cái là không đủ. Hơn nữa tiểu thí hài đã hóa hình thành nhân, không thể trở thành chân chính tiên thú đi đối đãi. Dương Nghị Vân yêu cầu càng nhiều tiên thú đi bổ khuyết tiên thú viện chỗ trống, cấp tiểu sư tỷ có cái công đạo. Hiện tại này chỉ đại yêu ra tới. Từ hơi thở thượng cảm giác chính là yêu tôn đỉnh cấp bậc. Đắm chìm trong ngọn lửa, lúc này cũng chỉ có thể nhìn đến là một đoàn màu trắng hỏa cầu. Đối này Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, trở tay chi gian chính là một trưởng cách không đánh đi, một tấc vuông càn khôn pháp lực bao phủ dưới Dương Nghị Vân ý thức gắt gao tỏa định mà đi. Lại là có thể cảm nhận được này đại yêu cường đại phản kháng. Oanh! Bất quá cũng may lúc này hắn là chiếm cứ ưu thế, một tấc vuông chi gian, càn khôn nghịch chuyển, chính là đặc thù ưu thế. Một trưởng đánh qua đi một tiếng nặng nề chung 3 mét đường kính hỏa cầu từ giữa không trung tin tức xuống dưới. Dương Nghị Vân gắt gao tập trung vào toàn bộ ý thức áp qua đi, khoảnh khắc công phu liền đem một đoạn này màu trắng hỏa cầu cấp áp chế rút nhỏ tới rồi gang tấc chi gian, rơi xuống ở đại địa. Ngay sau đó hỏa cầu tắt, đại yêu lộ ra tướng mạo sẵn có. Lại là... Dương Nghị Vân kinh ngạc. Nhìn trước mắt đại yêu, hắn là ở khó mà tin được hai mắt của mình. Trong lòng nghĩ tới rất nhiều là một đầu cái dạng gì đại yêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng là một con gà trống. Gà trống A. Tuyết bạch sắc gà trống. Đây là cái tình huống như thế nào? Ngọn lửa một khe lớn trung cường đại hơi thở, ai có thể nghĩ đến sẽ là một con gà? Cũng không sợ biến thành thiêu gà sao? Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc nghĩ, nhưng nhìn kỹ đi, này chỉ gà trống vẫn là có chút chỗ đặc biệt. Chợt vừa thấy là vẫn luôn toàn thân tuyết trắng gà trống, kỳ thật toàn thân không có lông chim, ngược lại sinh trưởng lá liễu một nửa hình dạng, nhưng so với lá liễu nhi tiểu một ít màu trắng lân giáp. Còn có miệng cùng một đôi móng vuốt, đỉnh đầu màu gà đều là màu đỏ tím, như là thiêu đốt ngọn lửa. Một đôi mắt kim quang lấp lánh, nhìn là kim đồng. Đích xác không phải tầm thường gà trống. Hoặc là nói gà trống, chỉ là Dương Mẫu Nhân chính mình thị giác ấn tượng, tiên giới to lớn việc lạ gì cũng có. Đặc biệt nơi này vẫn là tiểu hồng hoang, nhiều đến là hồng hoang dị chủng.
lại là không biết này chỉ lớn lên giống gà trống đại yêu là cái gì loại. Phiên tay chi gian Dương Nghị Vân liền đem này chỉ gà, tạm thời đã kêu gà đi, căn bản liền chưa cho xoay người cơ hội, lôi đỉnh chấn áp đi xuống, duỗi tay chi gian thô bạo dọn khai miệng, một giọt sinh mệnh chi thủy mạnh mẽ đạn tiến gà trống miệng. Hoàn thành thu phục. Lúc này Dương Nghị Vân mới buông ra gà trống, tan đi một tấc vuông càn khôn thần thông lực lượng. Ngay sau đó trên mặt đất gà trống, lại là phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu, giống. Rõ ràng là một con gà giống nhau cầm thú, lại có thể phát ra đại hình thú loại giống nhau giống lên một tiếng, đinh tai nhức óc, cho nên có rất mạnh tương phản. Mà ở Dương Nghị Vân tan đi một tấc vuông càn khôn thần thông chi lực, gà trống trên người thu nhỏ lại áp lực cũng tay tản ra, tức khắc thân thể khôi phục biến đại. Dây lát chi gian từ tiểu kê như vậy chút thành tựu một đầu đà điểu hình thể, đứng lên tới cùng Dương Nghị Vân giống nhau cao. Giống, ác. Giờ phút này biến đại lúc sau, này to lớn gà trống, thế nhưng hướng về phía gầm rú, há mồm chi gian thú giống chuyển biến thật đúng là biến thành gà trống đánh minh thanh âm, nhưng lại là cùng tầm thường gà trống đánh minh thanh có rất lớn bất đồng, ẩn ẩn mang theo vô thượng uy nghiêm cùng áp bách. Rất là bất phàm. Hơn nữa há mồm chi gian một đạo trắng tinh ngọn lửa từ trong miệng toát ra, liền phải đối Dương Nghị Vân công kích, kim sắc hai tròng mắt cũng vào giờ phút này đỏ bừng lên. Trên người tràn ngập sát khí. Hừ còn không thành thật. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng dẫn động sinh mệnh chi thủy. A! À, ngay sau đó đà điểu giống nhau đại gà trống, trong miệng ngọn lửa tắt, chạm vào một chút ngã xuống trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết lên. Hảo đi! Chỉ cần Dương mỗ nhân nguyên nhân tùy thời có thể muốn gà chống mệnh. Lúc này Ong Tiên, Cá Trạch, Phi Hùng Tiểu Thí Hài đã đi tới, đứng ở Dương Nghị Vân bên người trợn mắt há hốc mồm nhìn nằm trên mặt đất kêu thảm thiết gà chống. Cũng không nhìn thấy Dương Nghị Vân dùng cái gì thủ đoạn, dù sao trong nháy mắt liền giải quyết này chỉ đại yêu. Này liền xong việc, Tiểu Thí Hài dọc theo nước miếng nói một câu, hắn bỗng nhiên vang lên phía trước Dương Nghị Vân cái này chủ nhân cho hắn dùng quá cái loại này xanh biếc giọt nước. Nói ra tới, lại cũng trong lòng có điều hiểu ra. Không hề nghi ngờ này đầu đại yêu đồng dạng bị chủ nhân dùng cái loại này giọt nước cấp khống chế, đương nhiên này không phải trọng điểm là, phía trước chủ nhân liên tiếp hoa cả mắt thủ đoạn. Từ ra tay dập nát tám tôn ngọn lửa người đá, lại đến dậm chân dưới đem này đầu đại yêu từ dưới nền đất một khe lớn bước ra tới, đến phiên tay chi gian chân áp, thậm chí giờ phút này làm đại yêu nằm ở trên mặt đất kêu thảm thiết, bực này thủ đoạn cùng thực lực tràn ngập chấn động. Thấy thế nào Dương Nghị Vân cái này chủ nhân đều không có nhập tôn cấp, nhưng lại có thể có như vậy thực lực thủ đoạn, đương nhiên cấp Phi Hùng Tiểu Thí Hài nội tâm đổi mới tam quan. Hắn tuy rằng thần phục, nhưng hắn thần phục là bị Cá Trạch đánh phục đánh bại, cuối cùng chỉ là Dương Nghị Vân nhảy ra cho hắn một giọt giọt nước liền khống chế hắn, cho nên cứ việc sinh tử nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, nhưng Tiểu Thí Hài sâu trong nội tâm đối Dương Nghị Vân thực lực cũng không tán thành. Chỉ có thể nói sinh tử bị kia chờ giọt nước đem hắn mệnh giao cho Dương Nghị Vân trong tay thần phục, thực lực phương diện Tiểu Thí Hài căn bản liền không chịu phục quá Dương Nghị Vân cái này chủ nhân. Hiện tại lại là chính mắt chứng kiến Dương Nghị Vân ở phiên tay chi gian đường đường chính chính đánh ngã một tôn cùng hắn hơi thở tương đương thậm chí so với hắn còn phải cường đại đại yêu hậu, Tiểu Thí Hài nhìn Dương Nghị Vân nuốt nước miếng, cũng rốt cuộc ở trong lòng chịu phục. Liền tính là không có cái loại này giọt nước khống chế, hắn tin tưởng chỉ cần thực lực thủ đoạn thượng Dương Nghị Vân cũng là có thể nghiền áp hắn, cho nên Phi Hùng Tiểu Thí Hài trong lòng báo cho chính mình, ngàn vạn nhưng đừng trêu chọc cái này tuổi trẻ chủ nhân, nếu không sẽ ăn đại đau khổ. Lúc này Dương Nghị Vân nghe được Tiểu Thí Hài nói chuyện, thấy được Tiểu Thí Hài vẻ mặt vẻ khiếp sợ, liền biết Tiểu Thí Hài trong lòng tưởng cái gì, nhếch miệng cười nói, bằng không đâu. Người có phải hay không trong lòng nghĩ, hẳn là bị đánh ngã chính là ta. Đúng vậy Tiểu Thí Hài cơ hồ là theo bản năng gật đầu. Nhưng là nói xong liền cảm giác không thích hợp, bừng tỉnh lại đây, lại nói nhìn đến Dương Nghị Vân cười như không cười nhìn chính mình, cái này Tiểu Thí Hài dọa sắc mặt đều trắng đi, vội vàng huy phì đô đô tay nhỏ lắp bắp lắc đầu nói, không không không. Không không phải, chủ nhân hiểu lầm, ta ý tứ là chủ nhân pháp lực thông huyền, đối phó này đầu đại yêu dễ như trở bàn tay, nghiền áp nó chính là nghiền áp một con kiến, ta ta ta. Được rồi, lắp bắp mông ngựa đều chụp không tốt. Tiểu tử ngươi trong lòng về điểm này tính toán cho rằng ta không biết. Dương Nghị Vân cười mắng. Tiểu Thí Hài ngượng ngùng cười, thực xấu hổ, lại là không dám đang nói chuyện. Mà giờ phút này Ong Tiên tiến lên nói, Vân tử này chỉ đại yêu tựa hồ là hiếm thấy hồng hoang chim quý hiếm ngũ hành liệt hỏa gà. Ân, thứ này thật đúng là nói gà. Dương Nghị Vân sửng sốt.
Ông Tiên gật đầu nói, nghe đồn Hồng Hoang có 5 đại ngũ hành chim quý hiếm gà, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, tất cả đều am hiểu thao tác ngũ hành, nhưng rồi lại có từng người nhất am hiểu thuộc tính, này chỉ liệt hỏa gà, đó là thuộc tính vì hỏa, bởi vậy được gọi là, bất quá nghe đồn ngũ hành chim quý hiếm gà đã sớm ở Hồng Hoang thời đại diệt sạch, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể đụng tới một con. Này chờ chim quý hiếm chính là thế gian khó được dị thú chân bảo, thao tác ngũ hành chi lực, ngũ hành chi vật, lấy hỏa cầm đầu, ngũ hành tề tụ, từng tung hoành Hồng Hoang một cái thời đại, thật sự không phải phàm vật. Cũng may hôm nay chúng ta đụng tới chỉ là thứ nhất, nếu là ngũ hành tề tụ chim quý hiếm gà ở bên nhau, chúng ta mấy cái mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Ông Tiên nói chuyện chung cũng là có hậu sợ chi âm. Dương Nghị Vân biết ông Tiên sống 5 tháng lâu, kiến thức bất phàm, hắn nếu nói như vậy, kia nhất định có đạo lý. Chính là hắn cũng nghi hoặc nói, này chỉ gà trống, cũng không cảm giác có bao nhiêu lợi hại a, cũng chính là yêu tôn đại đỉnh cấp bậc, càng không có thông ngộ, cảm giác thực lực giống nhau. Đó là bởi vì ngũ hành mặt khác tứ đại chim quý hiếm không ở, trong lời đồn Hồng Hoang 5 đại chim quý hiếm gà, tu luyện thượng là ngũ hành tương sinh tương khắc tương phụ trợ, lại một không nhưng đại thành, cho nên này chỉ liệt hỏa gà, có thể bị ngươi đánh ngã. Ông Tiên giải thích nói. Dương Nghị Vân nghe xong, lại là minh bạch, tùy cơ trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng nhìn về phía trên mặt đất không biết khi nào đã vừa động đều bất động gà trống, hoặc là ngũ hành chim quý hiếm liệt hỏa gà trầm giọng nói, mặt khác tứ đại chim quý hiếm gà ở đâu. Hắn là sợ còn có mặt khác 4 giả tồn tại, đừng đến lúc đó có mai phục. Ông Tiên cười khúc khích nói, ngươi nhìn xem ngươi hồ đồ đi, nếu là cái khác tứ đại chim quý hiếm ở nói. Ta phía trước nói chúng ta đều phải khó giữ được cái mạng nhỏ này, nếu không đoán sai nói, toàn bộ tiểu Hồng Hoang sợ là liền này một con ngũ hành chim quý hiếm tồn tại, thậm chí còn toàn bộ tiên giới đều dư lại này một con. Hồng Hoang thời đại ngũ hành chim quý hiếm gà, đại diệt sạch, tuyệt chủng, còn tồn tại này một con xem như kỳ tích, nơi nào còn có mặt khác tồn tại, nếu là có sớm nhảy ra ngoài. Ách điều này cũng đúng ha. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây cười cười. Chủ nhân này chỉ gà sẽ không chết đi. Cá Trạch lại đây nói, nếu là đã chết cho ta nuốt đừng lãng phí đi. Người cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt cười mắng. Bất quá này chỉ gà chết không chết hắn trong lòng nhất rõ ràng, chẳng qua là ở giả chết mà thôi. Hắn dẫn động sinh mệnh chi thủy, lại không phải thật muốn mệnh, tương phản sinh mệnh chi thủy cấp gà trống ăn vào, ngược lại đối nó có lớn lao chỗ tốt, sao có thể sẽ chết. Trong mắt vừa chuyển nói, nếu đã chết, vậy phóng một phen hỏa nướng chín ăn thịt đi. Hồng Hoang chim quý hiếm săn gà Tây, thật đúng là không hưởng qua, không biết gà nướng hương vị như thế nào. Dương Nghị Vân lời còn chưa dứt, trên mặt đất nằm ngay đơ liệt hỏa gà, phịch một chút liền dậy nói, không chết không chết không chết đâu, ta một phen lão xương cốt cũng điểm thịt, lại nói cũng không thể ăn, thịt là toan. Lại là liệt hỏa gà không giả chết, phiên lên vội vàng nói chuyện, thanh âm như cũ là phía trước kia cái này già nua thanh âm, nghe tới giống như là một cái 70-80 tuổi lão nhân nói chuyện thanh. Bị Dương Nghị Vân trở tay chi gian cấp nghiền áp, lại cấp ăn vào sinh mệnh chi thủy, liệt hỏa gà cũng là không biết sống chết đi phản công Dương Nghị Vân, kết quả trong cơ thể thiếu chút nữa không nổ mạnh, cũng rốt cuộc đã biết phía trước kia một giọt giọt nước có thể muốn mệnh, gà mệnh khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay. Vốn dĩ đi tưởng giả chết, nhưng nghe được muốn ăn hắn, liệt hỏa gà rốt cuộc không bình tĩnh, vội vàng liền bò lên. Dương Nghị Vân cười như không cười nhìn chằm chằm liệt hỏa gà nói, không giả chết. Không dám, không dám. Này chỉ lão gà hai cánh thực nhân tính hóa đong đưa đó là không dám. Hừ, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đại trướng tỏa định ở liệt hỏa gà trên người. Cái này làm cho này chỉ lão gà, cả người đều là run lên, ngay sau đó lại là vội vàng một đôi thô tráng đùi gà uốn lượn quỳ gối trên mặt đất khẩu hô, ngũ hành liệt hỏa gà bái kiến chủ nhân, cầu chủ nhân tha mạng. Còn tính ngươi cái lão tiểu tử phản ứng mau, từ nay về sau ngươi đã kêu lão công gà. Đứng lên đi. Dương mẫu nhân tự nhiên chính là đang đợi hắn cúi đầu bái chủ, thuận miệng liền cho một cái tên, lão công gà. Phốc, qua ha ha, hắc hắc, lão công gà tên này, làm ông Tiên phụt bật cười, cũng làm cá trạch cùng tiểu thí hài cười, người sau hai cái trong lòng rốt cuộc cân bằng một chút. Xem ra chủ nhân lấy tên đều thực công bằng. Đường đường Hồng Hoang dị chủng ngũ hành chim quý hiếm liệt hỏa gà, trực tiếp bị kêu lão công gà, đây cũng là đủ tuyệt. Ách đa tạ chủ nhân, giờ phút này liệt hỏa gà nga không, hiện tại hẳn là kêu lão công gà lời nói không dám có chút bất mãn, tình thế bức gà cường a,
liền tính không hài lòng lão công gà tên này, cũng không dám biểu đạt ra tới. Ngươi nhưng còn có tộc nhân? Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi lão công gà. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta ngũ hành chim quý hiếm nhất tộc đã sớm không có, trên thực tế lão nô ta ra đời thời điểm liền tại đây phiến ngọn lửa rừng rậm dưới nền đất chỗ sâu trong dung nham trong ao, không có một cái đồng loại tồn tại, toàn bộ tiểu hồng hoang cũng chưa nghe nói có mặt khác đồng loại. Lão công gà thành thành thật thật trả lời, nhưng trong giọng nói lại là có chút thương cảm. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lại cũng không đang hỏi cái gì, theo sau nói, phía trước đi ra ngoài, chính là U Minh Hà. Đúng vậy chủ nhân, lão công gà gật đầu. Nào U Minh Hà ngươi có từng đi qua, khả năng không có trở ngại. Có hay không cái gì nguy hiểm tồn tại? Dương Nghị Vân nghĩ đến lão công gà nơi ngọn lửa rừng rậm cùng U Minh Hà đều là thông hướng Bất Chu Sơn lưỡng đạo nơi hiểm yếu, có cái gì đặc thù nguy hiểm lão công gà hẳn là nhất rõ ràng. Quả nhiên, lão công gà nói, chủ nhân rất nguy hiểm, lão nô đã từng thử tưởng qua sông thượng kia tiểu Bất Chu Sơn thiên đình đi, nhưng chính là đừng U Minh Hà cấp chặn lại xuống dưới. Cái kia trong sông có quỷ dị U Minh sinh vật, khó lòng phòng bị, không sợ tiên giới pháp tắc, cơ hồ có thể nói là pháp lực không có hiệu quả nông nỗi. Mà tưởng qua sông chỉ có thể từ trong sông qua đi, vì bất quá đi, U Minh trên sông không là lôi đình cơn lốc, quát phong dựng lên lôi đình vạn quân, không gian cái khe lập lòe, căn bản không có biện pháp phi hành. Nhưng nếu là qua sông nói, U Minh nước sông càng quỷ dị, một giọt U Minh nước sông đều trọng như núi lớn, thân hãm trong đó liền quỷ dị giữa sông U Minh sinh vật công kích, lão nô kia một lần thiếu chút nữa không chết ở bên trong, từ kia về sau liền thành thành thật thật ở ngọn lửa rừng rậm tu luyện. Không tưởng ở đi qua, cái kia nước sông chính là một cái đòi mạng hà, vô số năm qua có không biết nhiều ít tiểu hồng hoang sinh linh mệnh tang trong đó, có thể qua đi giả cũng không phải không có, nhưng lại lượn lờ không có mấy. Cần có đại thần thông mới nhưng qua kia U Minh nước sông, chủ nhân chẳng lẽ muốn đi tiểu Bất Chu Sơn thượng ngày đó đình? Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, người nói đúng. Lão công gà run lập cập run giọng nói, chủ nhân tam tư, kia U Minh hà không hảo quá, tiểu Bất Chu Sơn càng không tốt hơn. Nghe nói kia tiểu Bất Chu Sơn đỉnh thiên đình cũng chưa chắc là thiện mà. Ngươi sợ, Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới lão công gà không chút do dự nói, rất sợ U Minh Hà thực đáng sợ. Túng hóa dẫn đường bổn chủ nhân tới kiến thức kiến thức. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong ánh mắt tinh quang lập lòe, kiên định vô cùng. Bởi vì U Minh cái này từ ngữ, với hắn mà nói là phi thường mẫn cảm từ ngữ. Vô hắn, đơn giản là hắn liên tưởng đến U Minh giới. U Minh giới đó là Liễu Lanh Canh đã có khả năng tồn tại địa phương. Đối Dương Nghị Vân tới nói, nhưng phàm là hết thảy có thể cùng Liễu Lanh Canh liên hệ thượng bất luận cái gì sự vật, đều là hắn có thể sử dụng mệnh đi mạo hiểm thăm dò. Cứ việc Liễu Lanh Canh đã mất đi 8.000 nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ có một khắc quên, thậm chí còn theo thời gian càng ngày càng trường, hắn đối Liễu Lanh Canh chấp niệm liền càng là rõ ràng, vô pháp quên. Nhiều năm như vậy tới hắn nỗ lực tu luyện. Trong đó lớn nhất một cổ động lực chính là đến từ Liễu Lanh Canh, chẳng qua hắn đem này phân chấp niệm chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, rất ít đối bất luận kẻ nào nói mà thôi. Nương lần đầu tiên từ Ong Tiên trong miệng nghe được U Minh Hà thời điểm, hắn liền hạ quyết tâm đi xem, hiện tại càng là như thế. Mặc kệ cái kia U Minh Hà với U Minh giới có hay không cái gì liên hệ, hắn đều phải đi xem. Một ngày nào đó hắn sẽ tìm được chân chính U Minh giới, đi đem Liễu Lanh Canh tìm trở về. Đây là hắn nội tâm phát hạ đạo tâm lời thề. Kiên cố không phá vỡ nổi lời thề. Dương Nghị Vân dứt lời đi đầu về phía trước đi đến. Ong Tiên vốn dĩ muốn khuyên can một chút, chính là nàng trong lúc vô ý thấy được Dương Nghị Vân trong đôi mắt tinh quang lập lòe cùng vô cùng kiên định sau, liền sắp sửa khuyên can nói nuốt trở vào. Không biết có phải hay không hoa mắt, này trong nháy mắt Ong Tiên từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt thấy được một sợi đau thương, làm nàng trong lòng đều chút đau lòng đau thương. Cho nên Ong Tiên không ở khuyên can theo đi lên, nàng trong lòng nói cho chính mình, nếu lựa chọn theo Dương Nghị Vân, quản chi núi đao biển lửa cũng đi theo nhảy đi. Nàng đi theo Dương Nghị Vân là nàng chính mình ý nguyện, cũng là đến từ Lam Tâm một phen lời nói, lúc ấy Lam Tâm nói cho nàng có quan hệ Dương Nghị Vân một phen lời nói, làm nàng càng thêm kiên định đi theo Dương Nghị Vân rời núi, nhưng là Lam Tâm nói, nếu tưởng chứng đạo, liền đi theo hắn đi thôi, thiên địa chi biến, biến số ở thiên cơ. Vạn vật sinh linh đều có thiên cơ dấu hiệu, nhưng Dương Nghị Vân trên người nhìn không tới một tia thiên cơ dấu hiệu, như thế chính là lớn nhất thiên cơ, hắn tương lai có đại thành tựu. Ong Tiên theo đi lên, cá trạch cùng tiểu thí hài hơn nữa lão công gà, càng thêm không lý do không đi theo.
Chẳng qua lão công gà lại là thì thầm trong miệng, chẳng lẽ hôm nay lão phu thật muốn gặp nạn sao? Thần thần thao thao nói chuyện, đổi lấy chính là cá trạch một tiếng hừ lạnh, lão công gà đừng thần thần thao thao, làm đại gia nghe phiền lòng, tiểu tâm một ngụm ăn ngươi. Ta, lão công tim gà khí a, liền phải tức giận. Nhưng ngay sau đó cá trạch trên người bảy màu vầng sáng lập lòe, lân giáp thượng khắc văn lưu động, hơi thở tỏa định lão công gà, vốn dĩ cá trạch là trương hiển một chút chính mình ở chủ nhân bên người địa vị, làm lão công gà biết ai mới là chủ nhân bên người lão đại, hù dọa lão công gà. Lại là không nghĩ tới, lần này thật đúng là dọa tới rồi lão công gà. Ngươi là côn bằng, lão công gà một đôi kim sắc kim đồng tử nhìn cá trạch trên người bảy màu vầng sáng cùng lân giáp thượng khắc văn thanh âm đều có chút run rẩy. Ha ha, rốt cuộc có cái biết hàng, ngươi không tồi, về sau đi theo ta hốn, không có hại. Cá trạch nghe lão công gà cư nhiên nhận ra chính mình là côn bằng, tức khắc liền mừng rỡ, cho tới nay đi theo chủ nhân Dương Nghị Vân bên người, đều bị người trở thành là tầm thường dị thú, thậm chí là đại trùng tiểu trùng, làm cá trạch thật mất mặt. Lão công gà là cái thứ nhất nhận ra nó côn bằng thân phận, há có thể không vui. Mà đối với lão công gà mà nói, đích xác chấn động, hắn không phải hồng hoang chim quý hiếm ngũ hành liệt hỏa gà, sống lâu, cũng có truyền thừa ký ức, đối côn bằng tự nhiên có điều hiểu biết, biết côn bằng đó là kiểu gì tồn tại, bọn họ ngũ hành chim quý hiếm gà diệt sạch sớm, nhưng côn bằng sớm hơn. Thình lình đột nhiên gặp được một đầu sống sờ sờ côn bằng xuất hiện, lão công gà thật sự là nội tâm quay cuồng. Thời đại này muốn thời tiết thay đổi, côn bằng đều xuất thế. Nhanh lên theo kịp dẫn đường. Phía trước Dương Nghị Vân kêu to. Lão công gà lúc này mới phóng nhanh tốc độ. Đi theo Dương Nghị Vân bên người, lão công gà nhìn cái này đầu bạc thanh niên, trong lòng lại là tràn ngập vô số vấn an. Rõ ràng tu vi không cao, cũng chưa bước vào tôn cấp, hơn nữa là cá nhân tộc, nhưng lại trở thành hắn chủ nhân, trở thành côn bằng chi chủ. Đây là cũng kiểu gì chủ nhân? Lão công gà có chút hoảng hốt, nháy mắt đoàn người đi ra ngọn lửa rừng rậm. Phía trước trong tầm mắt đó là một cái u ám đen nhánh con sông. Tiểu bất chu sơn đạo thứ hai nơi hiểm yếu xuất hiện. U Minh Hà, đây là U Minh Hà, Dương Nghị Vân mở miệng hỏi lão công gà. Phục hồi tinh thần lại lão công gà như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng nói, đúng vậy chủ nhân, đây là U Minh Hà. Ngoài miệng trả lời một tiếng, trong lòng lão công gà lại là âm thầm nói. Có lẽ đi theo như vậy một nhân tộc cũng là cái không tồi lựa chọn, tìm kiếm mặt khác bốn mạch phục hưng ngũ hành chim quý hiếm gà nhất tộc hy vọng. Có lẽ tương lai có thể thực hiện. Lão công gà nội tâm có bí mật là ai cũng không biết, hắn vận mệnh chú định có cảm, bọn họ ngũ hành chim quý hiếm gà nhất tộc, nếu hắn cái này cháy rực thuộc tính có thể tồn tại, như vậy mặt khác bốn mạch tự nhiên cũng có thể lưu lại huyết mạch. Chỉ là không biết ở địa phương nào, có thể hay không tìm được vấn đề. Chờ tương lai ngũ hành tề tụ. Ngũ hành chim quý hiếm gà nhất tộc tất nhiên có thể khôi phục đã từng huy hoàng. Đương nhiên mặt khác bốn mạch còn có hay không huyết mạch tồn tại chỉ là hắn linh hồn chỗ sâu trong chi giác, trước kia còn không xác định, nhưng hắn tin tưởng chính mình trực giác sẽ không sai, hôm nay thấy được côn bằng chú, cái này trực giác liền trở thành sự thật. Mặt khác bốn mạch nhất định tồn tại. Bởi vì côn bằng đều lại lần nữa xuất thế, huống chi là bọn họ ngũ hành gà nhất tộc. Một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên mở ra. Một cái đại thời đại kéo ra mở màn. Mà lão công gà biết hắn cơ duyên liền ở Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trên người. Dương Nghị Vân không biết lão công tim gà suy nghĩ cái gì, lại là đi bước một đi tới U Minh bờ sông thượng, nhìn yên tĩnh dày nặng U Minh Hà, hắn vận chuyển càn khôn chi mắt thấy đi, ý đồ có thể ở nước sông nhìn đến cái gì. Nhưng mà càn khôn chi mắt lại là bị ngăn cách, căn bản là nhìn không thấu U Minh nước sông. Cái này làm cho hắn biết. Này U Minh Hà quả nhiên không đơn giản. Nhìn qua không có gì động tĩnh, giống như là một cái chết hà. Tiếp theo hắn đứng ở tại chỗ nhắm mắt buông ra thần thức cảm giác. Quả nhiên có bất đồng chỗ. Toàn bộ U Minh Hà tản ra một loại hắn có chút đúng vậy năng lượng, giống như là trưng lò chân khí giống nhau, thẳng tắp bay lên mà đi. Hắn biết khả năng đây là lão công gà nói trở ngại nơi phát ra đi. Dựa theo lão công gà phía trước lời nói. Này U Minh Hà là phi bất quá đi, một khi phi hành liền sẽ trống rỗng sinh ra lôi đình cùng gió lốc hơn nữa hình thành không gian cái khe, vô cùng nguy hiểm, cũng chỉ có thể từ U Minh nước sông du qua đi. Đương nhiên đạp mặt nước mà đi, đối bọn họ tới nói đều không phải việc khó, nhưng một khi đạp thủy U Minh Hà liền có sinh linh công kích, đồng dạng là đại nguy hiểm. Lão công gà nói qua,
U minh trong sông sinh linh vô cùng quỷ dị, cùng tiểu hồng hoang sinh linh là bất đồng, đối pháp lực tựa hồ đều là miễn dịch. Kết hợp này đó Dương Nghị Vân cảm thụ được U minh hà phát ra mà ra hơi thở, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình U minh cốt. U minh cốt năm đó đi vào hỗn loạn tiên vực sau đụng tới cốt yêu biến thành, dựa theo tạp mao điểu cách nói, có thể triệu hoán chân chính U minh sinh vật. Giờ phút này này hà phát ra hơi thở cùng lão công gà giảng thuật trong sông sinh linh, Dương Nghị Vân cảm thấy cùng U minh cốt hơi thở phi thường tương tự. Đây là một cái quỷ dị con sông. Hắn trong lòng vừa động, ngay sau đó đem tạp mao điểu triệu hoán ra tới. Hoa hoa nhược kê tiểu tử ngươi rốt cuộc nhớ tới phóng lão tử ra tới a. Từ lần trước côn bằng xuất thế thời điểm, nói một đôi dáng vẻ lưu manh cùng tạp mao điểu không có sai biệt nói sau, Dương Nghị Vân liền biết tạp mao điểu dậy hư côn bằng, khiển trách tạp mao điểu làm điêu nhi nhổ sạch tạp mao điểu lông chim, lúc sau vẫn luôn đem nó nhốt ở càn khôn hồ không gian không thả ra. Hiện tại đụng tới U Minh Hà, Dương Nghị Vân liền nghĩ tới tạp mao điểu, thứ này được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu, khoác lác bản lĩnh không nhỏ, khá vậy thực sự có tầm mắt, tìm tạp mao điểu hiểu biết này hà, nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới, chỉ có thể đem hắn thả ra. Tính xấu không đổi, tạp mao điểu miệng vẫn là như vậy toái, vừa ra tới liền mang theo oán khí mắng Dương Nghị Vân. Đối này Dương Nghị Vân đã tập mãi thành thói quen. Phiên trợn trắng mắt cũng không để ý, lại là nhìn giống nhau lông chim đã một lần nữa mọc ra tới tạp mao điểu nói, nhìn xem này hảo, được xưng là U Minh Hà, người thả nhìn xem cùng U Minh giới có hay không quan hệ. Mặt khác nghe nói này trong sông có bất đồng sinh linh, người nhìn xem có phải hay không cái U Minh cốt triệu hồi ra tới U Minh sinh vật giống nhau. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng. Nói chuyện chi gian trong tay một phen U Minh cốt tới rồi trong tay. Hắn đã thật lâu không có triệu hoán U Minh sinh vật ra tới, chờ hạ chuẩn bị thử xem. Có một đoạn thời gian vô dụng U Minh cốt triệu hoán U Minh sinh vật là bởi vì theo hắn tu vi không ngừng đề cao, sở đụng tới địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần triệu hoán mà ra U Minh sinh vật bị giết lúc sau lại muốn một lần nữa triệu hoán, sau lại cũng liền không cố tình đi triệu hoán U Minh sinh vật. Giờ phút này lại lần nữa lấy ra U Minh cốt, Dương Nghị Vân chính là muốn thử xem, triệu hoán một đầu chân chính U Minh sinh vật ra tới, tới cùng này được xưng là U Minh Hà sinh linh có thể phó đối kháng, có gì bất đồng. Thông qua U Minh cốt vì môi giới triệu hoán U Minh sinh vật mạnh yếu, là cùng hắn tu vi thực lực phân không khai. Tu vi càng cường đại triệu hồi ra tới U Minh sinh vật tự nhiên cũng liền càng cường, hiện giờ hắn cũng là tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi, lại là không biết lần này có thể triệu hồi ra cái gì U Minh sinh vật tới. Trong tay cầm U Minh cốt, Dương Nghị Vân chờ đợi tạp mao điểu trả lời. Chỉ nghe tạp mao điểu nói, này nhảy sông đích xác có chút kỳ quái, là có U Minh hơi thở, bất quá lại là hồn nhiên, càng như là nào đó dị biến, nhưng lại rất cường, hơi thở chung còn mang theo ma khí. Thuộc về U Minh cùng ma khí kết hợp, không hề nghi ngờ nếu là này U Minh giữa sông có cái gì sinh linh tồn tại nói, kia cũng không có khả năng là U Minh sinh vật, nếu là U Minh sinh vật tại đây dòng sông chung, này một phương thế giới yêu tộc sinh linh đã sớm tao ương. Nhìn qua như là nào đó cổ xưa đại trận giấu ở trong đó, thượng thông thiên tế, hạ thông cửu U giống nhau, có khác âm sát chi lôi đình, không gian chi gió lốc, từ, nơi này là danh tác A. Nhưng cũng tuyệt đối không phải tiên giới sinh linh có thể cải biến, càng như là thần giới ma thần bút tích. Dựa theo tiểu tử ngươi cách nói, đây là một cái bảo hộ tiểu bất chu sơn đi nơi hiểm yếu trở ngại, nhưng lão tử xem ra, đây là xương khói đạn, này cái gọi là U Minh Hà mà tuyệt đối có người nào muốn che giấu đồ vật ở trong đó. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, sắc cũng nhíu mày, ngẫm lại nói, cái gì chó má che giấu không che giấu, tiểu gia không nghĩ trêu chọc thị phi, chỉ nghĩ qua này hà. Bước lên tiểu không chu toàn đi lên thỉnh hoa sen đen rời núi, ngươi liền nói này hà chúng ta có thể hay không quá. Nghe được tạp mao điểu nói chuyện, tựa hồ cùng chân chính U Minh giới quan hệ không lớn, càng có rất nhiều nào đó thần ma thủ đoạn, tại đây điều chỗ nào ẩn giấu thứ gì, có vô thượng đại trận mà thôi. Nếu cùng U Minh giới quan hệ không lớn nói, Dương Nghị Vân liền không có hứng thú, thời gian không nhiều lắm, nếu là sau khi đi qua nhìn xem có thể bước lên tiểu bất chu sơn. Hắn trực tiếp đi tìm được hoa sen đen liền hồi Vân Môn đi, Vân Môn thành lập đại điển là không thể chậm trễ. Nếu là có phiền toái nói, liền trước bất quá đi, chờ quay đầu lại Vân Môn thành lập đại điển kết thúc ở tới một lần đó là. Qua đi nhưng thật ra đơn giản, cũng không biết trong sông sinh linh là cái dạng gì tình huống, nếu không ngươi thử xem thủy nhìn xem. Tạp mao điểu sâu kín nói, ngữ khí có điểm xấu xa. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, không biết sinh linh.
hắn như thế nào hảo đi mạo hiểm thử xem. Làm bên người cá trạch mấy cái đi thôi, Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng không được, còn chưa tới một hai phải mạo hiểm thời điểm. Bất quá ngẫm lại liền có chủ ý nói, ta triệu hoán một đầu u minh sinh vật đi thử thử. Điều này cũng đúng cái biện pháp, tạp mao điểu gật đầu. Cửu nhi tỉ tỉ các ngươi mấy cái giúp ta hộ pháp. Dương Nghị Vân đi vào một bên, lập tức khoanh chân mà ngồi, cầm trong tay u minh cốt chuẩn bị triệu hoán u minh sinh vật ra tới. Tốt ong tiên theo tiếng, mang theo cá trạch, tiểu thí hài hơn nữa lão công gà quay chung quanh ở Dương Nghị Vân bốn phía, nơi này là u minh bờ sông, tiểu tâm thì tốt hơn. Mà tạp mao điểu lại là huyền phù ở một bên quan sát đến yên tĩnh ngăm đen mặt sông. Tựa hồ ở suy tư cái gì? Dương Nghị Vân câu thông u minh cốt, ngay sau đó u minh cốt tản mát ra xám xịt vầng sáng, ngay sau đó một cái lốc xoáy hình thành. Giống. Một tiếng thét dài đảo mắt từ lốc xoáy trung truyền đến, lại là làm ong tiên mấy cái đều mới thôi tâm thần chấn động. Thét dài chung cùng với chính là, một cổ bất đồng với tiên giới bất luận cái gì tu luyện chủng tộc hơi thở, có một loại âm lãnh áp lực cảm giác. Không khỏi ong tiên mấy cái đều khẩn trương lên. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến là Dương Nghị Vân triệu hoán cánh tay, rồi lại an tĩnh xuống dưới. Lại nói như thế nào đều là Dương Nghị Vân triệu hoán, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Dương Nghị Vân cũng tại đây cả đời thét dài vang lên lúc sau, có chút kinh ngạc, lần này triệu hồi ra tới u minh sinh vật tựa hồ so trước vài lần đều phải cường. Trong lòng có chút chờ mong, cũng không biết sẽ ra tới một cái dạng gì tồn tại. Giống, lại là một tiếng gầm rú, toàn bộ lốc xoáy quang mang đại tác. Lóa mắt vô cùng màu xám ánh sáng, làm mọi người theo bản năng nhắm mắt. Ầm vang, đại địa mới thôi chấn động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở mắt ra nhìn lại là triệu hoán hoàn thành, mà giữa sân xuất hiện một tôn trường ba cái điểu đầu giống nhau quái vật. Đại gia trong mắt chưa từng có gặp qua bực này quái vật. Nói là nhân thân đi, toàn thân đều lân giáp cùng lông chim nửa tham, hơn nữa trường ba cái đầu, nhìn như là sơn ưng giống nhau, nói thú lại là người hình thể, bởi vì có hai chân đôi tay, cũng có sắc bén móng tay. Thật sự là cái quái vật. Rất cao thực chắc nịch, khổ người ước chừng 8-9 mễ. Thị giác thượng cho người ta rất là thô xem hung hãn cảm giác, nhưng giờ phút này lại là an an tĩnh tĩnh đứng ở, như là một tôn thạch điêu. Vân tử đây là, ong tiên nhìn không được mở miệng hỏi ra tới, nàng không nghĩ tới Dương Nghị Vân còn có thể triệu hồi ra bực này sinh vật, mặc kệ là ngoại hình vẫn là hơi thở đều cùng yêu tộc đại đại bất đồng. Yêu tộc cũng có diện mạo cổ quái hung hãn chủng tộc, nhưng chỉnh thể đi lên nói, đều xem như tinh tế lưu loát, mà trước mắt này tôn quái vật, lại là thấy thế nào đều kỳ quái. Ngoại hình hung hãn dữ tợn, hơi thở âm lãnh hắc ám, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Dương Nghị Vân biết ong tiên mấy cái không biết chính mình u minh cốt sự tình, càng là đối u minh sinh vật không hiểu biết, trên thực tế tiên giới sinh linh cùng u minh sinh linh đó là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới sinh linh, không biết cũng bình thường. Dùng tạp mao điểu nói, u minh giới ở tam giới ở ngoài, là phi thường đặc thù một cái thế giới, thuộc về âm u thế giới sinh linh, cho dù là ở thiên giới cũng cực nhỏ có người có thể chân chính hiểu biết, thậm chí là gặp qua, càng nhiều thời điểm chỉ là nghe đồn mà thôi. Hắn cũng không giải thích u minh cốt, chỉ là nói, đây là u minh sinh vật, đến từ âm u thế giới sinh linh, trên thực tế ta cũng không quá hiểu biết, chỉ là cơ duyên xảo hợp có thể triệu hồi ra tới. Nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, ong tiên gật gật đầu, lại là không ở hỏi nhiều, chỉ là mang theo tò mò đánh giá này tôn u minh sinh vật. Dương Nghị Vân lại cũng là như thế, hắn cảm giác này một tôn trưởng giả ba cái đầu nhìn như sơn ưng hình người quái vật, so với hắn dĩ vãng triệu hoán mà thành u minh sinh vật đều phải cường đại. Này có lẽ chính là theo tu vi tăng lên biến hóa, điểm này vừa rồi hắn có thân thiết cảm thụ là, thần hồn chi lực mất đi hơn phân nửa. Có này đầu u minh sinh vật nhưng thật ra có thể đi thử xem thủy. Này tôn u minh sinh vật tuy rằng cường đại, nhưng có một chút lại là không thay đổi. Đó chính là ý tứ không biện pháp câu thông, chỉ có thể là đơn giản thao tác hạ lệnh. Này cũng khó trách, chung quy là hai cái bất đồng thế giới sinh vật, thật là có lại khác. Dù sao Dương Nghị Vân cũng vô pháp hiểu biết bị hắn triệu hoán mà đến u minh sinh vật, chỉ có thể thông qua u minh cốt tới triệu hoán cùng khống chế sử dụng. Đây là u minh tam đầu ưng thần ma chim bay lại đây có chút kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức này quái vật, Dương Nghị Vân hỏi. Đã từng ở điển tịch chung gặp qua. Đây là một cái khổng lồ hung hãn đàn tộc, xuất hiện ở quá thần giới, bị ký lục trong danh sách, có thể bị ghi lại xuống dưới sinh vật, tất nhiên là bất phàm, chỉ là này một tôn mà thôi,
cũng không biết thực lực như thế nào, tiểu tử ngươi nhưng làm hắn vào này U Minh Hà đi thử thử xem. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, trong tay U Minh cổ thúc dục hạ một đạo ý thức mệnh lệnh. Ngay sau đó U Minh tam đầu ưng nhảy dựng lên, oanh một chút liền nhảy tới U Minh Hà. Dương Nghị Vân nhìn trong tay U Minh cốt thượng quang mang chớp động, lại có một cái đồ án, đúng là này tôn U Minh tam đầu ưng đồ án. Điểm này giống như trước đây, mỗi một lần triệu hoán mà ra một đầu U Minh sinh vật, U Minh cốt thượng liền sẽ xuất hiện đột nhiên, là ấn ký, cũng là sử dụng chi vật. Mỗi một lần triệu hoán mà ra U Minh sinh vật đều các có điều thuộc thiên phú tồn tại, lần này triệu hoán mà ra này tôn tam đầu ưng lại là không biết có gì chỗ đặc biệt, còn phải xem qua ở biết, đối này Dương Nghị Vân tràn ngập chờ mong. Nhưng này đầu U Minh tam đầu ưng và U Minh Hà nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh vô cùng ngăm đen mặt nước lại là đã xảy ra biến hóa. Rầm đông, từng tiếng nặng nề không ngừng vang lên, như là thiêu khai thủy giống nhau. Giờ phút này Dương Nghị Vân đám người nhìn không chớp mắt nhìn, hiển nhiên trong nước sinh linh xuất hiện, đến lúc đó muốn nhìn một chút là cái dạng gì sinh linh, lão công gà nói thực đáng sợ, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, lão công gà chính mình cũng không nói lên được cái 1-2-3 tới, dùng hắn nói, năm đó hắn cũng chưa thấy rõ U Minh Hà sinh linh, liều chết tránh thoát khốn cảnh trực tiếp bỏ chạy ra tới. Bởi vì U Minh Hà thủy ngăm đen căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ là có U Minh chi thủy quay cuồng mấy chục trường dựng lên, quỷ dị đáy nước sinh linh căn bản liền thấy không rõ trông như thế nào. Cái này đến lúc đó có thể đi nhìn xem sao lại thế này. Nhưng mà đương mặt hồ quay cuồng lúc sau, U Minh tam đầu ưng biểu hiện lại là Dương Nghị Vân đám người đại ngã đôi mắt. Không nghĩ tới lúc này U Minh tam đầu ưng cư nhiên thét dài lên, giống giống giống. Hoàn toàn là một loại cổ quái thú tiếng hô, ba cái đầu lớn lên miệng ở thét dài. Toàn thân màu xám quang mang đại tác, lại là nghe thanh âm thực phẫn nộ giống nhau, như là bị đáy nước đồ vật khiêu khích tức giận. Ngay sau đó bỗng nhiên một đầu chui vào U Minh hồ biến mất không thấy. Ách, đây là tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân kinh ngạc nhìn về phía thần ma điểu. Thần ma điểu nói, ngươi triệu hồi ra tới sinh vật ngươi hỏi ta như thế nào biết? Bất quá nhìn qua hiển nhiên là ở đáy nước phát hiện đáy nước sinh linh chủ động xuất kích, chờ xem, có lẽ đi chướng ngại cho ngươi thanh trừ, đến lúc đó tiểu tử ngươi là có thể tùy tiện đi qua. Ầm ầm ầm. Chính nói chuyện chung, U Minh hồ nước lại là nổ vang chung quay cuồng dựng lên, sóng nước nhộn nhạo khí mấy chục trượng cao, toàn bộ U Minh hồ nước đều tựa hồ nổ tung chảo giống nhau, lúc này liền tính là không có gì sinh linh trở ngại, Dương Nghị Vân cũng biết không qua được. Chờ xem tình huống lại nói. Trong tay hắn cầm U Minh cốt có thể cảm nhận được U Minh tam đầu ưng hơi thở dao động, tỏ vẻ ở đáy nước không có gì vấn đề lớn, có lẽ ở cùng U Minh trong hồ sinh linh ở chém giết. Thời gian thực mau đi qua một ngày. Mặt hồ như cũ ở quay cuồng. Sau đó là 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng đi qua. U Minh tam đầu ưng như cũ không có từ trong hồ ra tới, không đủ có một cái có ý tứ phát hiện là, Dương Nghị Vân thông qua trong tay U Minh cổ cảm giác, lại là phát hiện, U Minh tam đầu ưng hơi thở cư nhiên ở một chút tăng trưởng chung. Nói cách khác, này tôn tam đầu ưng ở đáy hồ hạ định nhiên được cái gì chỗ tốt, pháp lực đại tưng. Điểm này trong tay hắn nắm U Minh cổ. Mặt trên tam đầu ưng đồ án dao động càng ngày càng cường đại, không ngừng là ở phát quang phát lượng chính là chứng minh. Thời gian nhoáng lên lại đi qua nửa tháng, tình huống như cũ. Nhưng Dương Nghị Vân lại là chờ không đi xuống, tính toán một chút thời gian, còn có nửa tháng chính là Vân Môn thành lập đại điển bắt đầu. Thực rõ ràng Thượng Tiểu Bất Chu Sơn là không có thời gian, lần này không thấy được hoa sen đen, cũng chỉ có thể như thế, chỉ có thể lần sau lại đến. Nhưng hiện tại hắn biết cần thiết phải đi về, lại không quay về sẽ chậm trễ Vân Môn thành lập đại điển đại sự. Nghĩ đến này nhìn giống nhau mây mù trung Tiểu Bất Chu Sơn trong lòng thở dài một chút, ngay sau đó trong lòng vừa động thúc dục U Minh cốt triệu hoán U Minh tam đầu ưng phản hồi tới chuẩn bị trở về. Mới vừa thúc dục U Minh cốt, ngay sau đó U Minh hồ nước lại là ầm vang một tiếng tạc nứt. Một đạo màu xám bóng dáng bỗng nhiên chạy ra khỏi mặt nước. Đúng là U Minh tam đầu ưng. Chạm vào một chút rừng ở Dương Nghị Vân trước mặt, nhưng Dương Nghị Vân nhìn đến U Minh tam đầu ưng lại là ngây ngẩn cả người, giờ phút này lại là phát hiện thứ này hai tay nhẹ nhẹ ôm ở hư, tiếp theo lại là đi vào Dương Nghị Vân trước mặt buông ra, một vật rừng ở Dương Nghị Vân trước mặt. Dương Nghị Vân còn không có tới kịp đánh giá là thứ gì hết sức, tạp mau điều lại là kinh hô, là thần ma khí. Dương Nghị Vân ngây người trông được đi lại là một mặt đen nhánh hình tròn chi vật, nhìn không có gì kỳ lạ chỗ. Giờ phút này phiêu ở trước mặt hắn,
hiển nhiên là U Minh Tam Đầu Ưng từ U Minh đáy hổ đến tới đưa cho hắn. Nhưng Tạp Mao Điểu lại nói là thần ma khí. Theo bản năng đem vật ấy cầm trong tay, Dương Nghị Vân còn không có tới kịp cẩn thận quan khán hết sức, lại là giống nhau nổi lên, nguyên bản đen nhánh như mực như là một mặt gương giống nhau đổ vật, bộc phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, cùng chi bản thân đen nhánh chi sắc hình thành rõ ràng tương phản, ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới chính là, này ngoạn ý tiến vào ra tới một cổ không thể kháng cự hút xả đến tận đây, hoặc là nói phát ra kim quang tương lai cả người đều bao phủ ở trong đó. Ngay lập tức chi gian hắn liền cảm nhận được toàn thân tinh huyết bị hấp thu hơn phân nửa. Phản kháng cũng chưa bất luận cái gì hiệu quả. Dọa mồ hôi lạnh ứa ra, tưởng quăng ra ngoài đều ném không xong, như là lớn lên ở trong tay hắn giống nhau. Vội vàng lớn tiếng hỏi thần ma điểu nói, Tạp Mao Điểu sao lại thế này, thứ này tựa hồ ở hút ta khí huyết ha. Bất quá thần ma điểu lại là thực bình tĩnh nói, Nhược Kê đừng hoảng hốt, đây là ngươi cơ duyên a, vật ấy chính là thần ma khí. Cũng không phải là tiên giới có thể có chí bảo, chân chính đến từ thiên giới thần khí. Tiểu tử ngươi luôn là có cứt chó vận a, mặc kệ nói như thế nào bực này thần khí là U Minh Tam Đầu Ưng từ đáy hồ được đến, này thuyết minh cái này đáy hồ đích xác có cái gì, tiểu tử ngươi ngày sau lại đến, nhưng đừng dối dám chạy tới đáy hồ tìm cái gì nhìn cái gì, thế giới vô biên hàng tỷ sinh linh, liền có hàng tỷ bí mật, có chút đồ vật nếu ngủ say, liền tiếp tục ngủ say đi thôi. Còn có ngươi hẳn là may mắn. Cái này thần khí là Tam Đầu Ưng trực tiếp ném cho ngươi, mà không phải ném cho những người khác, nếu không liền không ngươi phân, phàm là thần ma bảo khí, tự nhiên đều có nhận chủ này một quan, đây là phương thức đa số thời điểm không phải bị động mà là chủ động, cái này thần ma khí nếu lựa chọn ngươi, đó chính là ngươi cơ duyên. Thần ma khí nhận chủ hút khí huyết, điểm này U Minh Tam Đầu Ưng thân là U Minh sinh vật không phù hợp điều kiện, ném cho tiểu tử ngươi vừa lúc thích hợp, yên tâm chính là một ít khí huyết mà thôi. Đợi lát nữa liền hảo, hơn nữa đối với người tiểu tử tới nói, có thật lớn chỗ tốt, thật sự gặp vận may cứt chó. Thần ma điểu nói chuyện chung chậm rãi hâm mộ ghen tị hận toan vị. Dương Nghị Vân nghe Tạp Mao Điểu như vậy vừa nói, lại cũng yên tâm xuống dưới, quả nhiên ngay sau đó hắn khí huyết liền không hề sói mòn, tổn thất khí huyết cũng ở thừa nhận trong phạm vi. Ngay sau đó hắn trong đầu lại là xuất hiện một ít tin tức. Thần ma âm dương kính, nghịch chuyển vị âm, đoạt hồn nhiếp phách. Thuận chuyển vì dương, thí thần diệt ma, âm dương nhị khí, tạo hóa nhưng kỳ. Này đó là phản hồi mà đến bảo vật tin tức. Ngắn ngủn mấy chục cái tự tin tức, lại là khí phách vô song. Làm Dương Nghị Vân cả người đều đại chấn. Quả nhiên đây là một kiện đến từ thiên giới thần khí, tên là, thần ma âm dương kính. Từ mặt chữ ý nghĩa thượng lý giải quả thực cường hãn rối tinh rối mù. Này đoạn lời nói ý tứ là, thúc giục cái này thần khí thời điểm. Nghịch chuyển thúc dục liền có thể đoạt hồn nhiếp phách, đây là này đối thần hồn công kích, là cực âm chi lực lượng. Mà đương thuận chuyển thúc dục thời điểm vị trí cương trí dương lực lượng, được xưng nhưng thí thần diệt ma, khẩu khí đại hù chết người. Đây là thuận nghịch thúc dục dưới công dụng. Còn có chính là đồng thời có thể thúc dục, cuối cùng một đoạn đó là, âm dương nhị khí, tạo hóa nhưng kỳ. Hai câu này Dương Nghị Vân có chút ngây thơ, bất quá từ mặt chữ ý nghĩa thượng lý giải nói. Hẳn là đồng thời thúc dục âm dương hai mặt, liền sẽ sinh ra âm dương nhị khí, mà điểm này hẳn là dùng ở chính mình trên người chỗ tốt, bởi vì cuối cùng một câu đó là tạo hóa nhưng kỳ, ý tứ là có cái gì tạo hóa xuất hiện chờ xem đi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, chuẩn bị thử xem. Này mặt gương một âm một dương, cũng một mặt hắc, một mặt kim. Lúc này nhận chủ lúc sau, cũng đã xảy ra biến hóa. Chính diện biến thành kim sắc. Thượng có một cái huyền ảo kim sắc khắc văn, Dương Nghị Vân nhìn không quen biết, nhưng luyện hóa lúc sau lại là tìm cái này khắc văn ý tứ là dương. Một khắc mặt màu đen, đồng dạng có cái khắc văn, đại biểu lại là âm. Âm dương tương đối, cũng là thần ma tương đối, vì vậy tên gọi là thần ma âm dương kính. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động ý thức đồng thời đặt ở âm dương hai mặt thúc dục cái này thần ma âm dương kính. Ong! Ngay lập tức chi gian trong tay gương ong một tiếng. Chính phản âm dương hai mặt một hắc một kim quang mang đồng thời từ trong đó bùng nổ, trong nháy mắt âm dương giao hội ở bên nhau, lại là lục soát một chút chợt lóe rồi biến mất tiến vào trong thân thể hắn. Một màn này đem hắn hoảng sợ. Bởi vì rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể xuất hiện một loại khổng lồ năng lượng, rất kỳ quái năng lượng, lại còn có thần hồn chi lực ở trong đó, nhập đan điền tiến ý thức hải, tẩm bổ nguyên thần, chiếu khắp càn khôn chi nguyên đan. Ầm vang. Dương Nghị Vân toàn thân đại chấn,
lại là tại đây một khắc cư nhiên tiến giai. Hảo đi, cái này tiến giai làm chính hắn đều trăm triệu không nghĩ tới. Tạp ở tiên đế đại viên mãn đỉnh bình cảnh cũng có rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng sốt ruột quá, đặc biệt là hai cái sư huynh hơn nữa tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, thậm chí là sư Điệt Lạc Dương đều là đại tiên tôn lúc sau, hắn đối chính mình tu vi nội tâm rối rắm quá, cũng ý đồ đánh sâu vào tiên tôn chi cảnh, nhưng tiến giai tiên tôn kỳ thật dễ dàng như vậy. Nếm thử vài lần đều lấy thất bại chấm dứt. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là, sắp phân môn thành lập đại điển, mời tiên giới có uy tín danh dự thế lực lớn tiến đến xem lễ, đến lúc đó thế tất đi theo những cái đó thế lực lớn sau lưng lớn nhỏ tông môn sẽ tiến đến thành ngàn thượng trăm nhiều. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ nếu là đừng những cái đó lớn nhỏ tiên môn người cầm lái nhìn đến đường đường vân môn môn chủ thế nhưng chỉ là một cái tiên đế chi cảnh tiên nhân, hắn sẽ thật mất mặt. Hơn nữa hiện tại vân môn xác nhập sư nương thế lực luyện tạo tiên minh, mấy chục vạn đệ tử môn nhân nhìn hắn cái này vân môn môn chủ cư nhiên đều không phải tiên tôn chi cảnh giới, chỉ là một cái tiên đế, tuy rằng bên ngoài thượng sẽ không nói cái gì, nhưng ngầm đàm luận tất nhiên không thể thiếu, đối vân môn căn cơ cũng đều là bất lợi. Cũng thật là như thế, sắp tới đem vân môn đại điển thời điểm, hắn nội tâm là vô cùng bực bội, liền cho chính mình tìm cái lấy cớ ra tới tìm hoa sen đen rời núi tọa trấn vân môn thái thượng trưởng lão. Đương nhiên hắn cũng thật là muốn tìm hoa sen đen. Này đây này tới giải sầu, làm chính mình đạo tâm yên lặng xuống dưới, cũng muốn tìm đợi khi tìm được hoa sen đen nhìn xem có biện pháp gì không làm chính mình đột phá đến tiên tôn chi cảnh, đến lúc đó vân môn đại điển thượng, có tiên tôn tu vi cũng nói quá khứ, không cho vân môn mất mặt không phải. Nhưng hắn cũng biết muốn đột phá đến tiên tôn đặc biệt là dễ dàng như vậy. Rất nhiều người cả đời đều khó có thể đạt tới tiên tôn, cũng có người một cái bình cảnh tạp thượng mấy ngàn thượng vạn năm đều là bình thường. Nhưng hiện tại không nghĩ tới a. Cư nhiên liền như vậy thuận lợi, cảm giác một không cẩn thận liền tiến giai tiên tôn chi cảnh giới. Thật sự là nội tâm không còn sớm biết như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Tóm lại là vui sướng. Dù sao là từ tiên đế đại viên mãn đỉnh bước vào tiên tôn. Đây là thần ma âm dương kính công lao. Vừa mới thúc giục thần ma âm dương kính âm dương nhị khí tiến vào trong cơ thể. Khiến cho hắn thuận lợi bước vào tiên tôn sơ cấp chi cảnh. Cũng minh bạch, thần ma âm dương kính, cuối cùng hai câu hàm nghĩa, quả nhiên là đối tự thân có chỗ lợi. Âm dương nhị khí, tạo hóa sắp tới. Quả nhiên là tạo hóa. Dương Nghị Vân trong lòng vui mừng quá đỗi. Bảo bối, chí bảo a, ha ha ha, anh em lần này cơ duyên đuổi rồi. Dương mẫu nhân ở trong lòng hò hét đều phải kích động đến khơi mào tới. Trên người hắn bảo bối có, nhưng lại thật tính lên, cũng không có nhiều ích công kích chí bảo. Càn khôn hồ là không tính ở bên trong, bởi vì càn khôn hồ là bản mạng chí bảo, là cùng chính mình tánh mạng tương thích chí bảo, không thể đơn thuần cho rằng là một kiện khí. Đồ long kiếm cùng bàn long kiếm trả thù là công kích loại hình, khí bảo, nhưng lại là kiếm, kiếm muốn phát huy ra chân chính đại uy lực hắn biết liền phải giống nhị sư huynh sao trời tử như vậy, chủ tu kiếm đạo, mới có thể phát huy đại uy lực. Nhưng hắn không phải chủ tu kiếm đạo, cho nên đồ long kiếm cùng bàn long kiếm ở Dương Nghị Vân xem ra vẫn là kém một chút. Mặt khác đi, ngẫm lại tựa hồ cũng đã không có. Cũng may, hôm nay được đến cái này ở tạp mao điểu trong miệng thần ma bảo khí, thần ma âm dương kính, chính là chân chính ý nghĩa thượng công kích pháp khí, hơn nữa là đến từ thiên giới chí bảo. Nghịch, thuận đơn độc vận chuyển, đó là công kích, đồng thời thúc dục chính là tạo hóa. Âm dương nhị khí hợp hai làm một cư nhiên là một loại cường đại năng lượng, Dương Nghị Vân hiện tại cảm thụ một chút, tựa hồ cùng chính mình trong cơ thể thần đạo chi lực phi thường phù hợp. Đúng rồi, nếu cái này chí bảo đến từ thần giới hoặc là nói thiên giới, khi âm dương nhị khí hợp nhất lúc sau năng lượng chính là thần giới lực lượng, hắn tu chính là thần đạo, trong cơ thể lực lượng cũng không phải là tiên nguyên lực, mà là bán thần chi nguyên lực, trách không được cảm giác của lực lượng này như thế phù hợp, một chút làm hắn đột phá tới rồi tiên tôn lúc đầu. Hết thảy đều đại cơ duyên a. Dù sao cái này bảo bối tới tay, hắn là thật sự mừng như điên. Đến nỗi thần ma âm dương kính công kích, Dương Nghị Vân giờ phút này thật đúng là muốn thử xem, trong lòng có điểm kích động. Nhưng không thí nghiệm đối tượng a. U Minh Hà ở U Minh Tam đầu ưng ra tới sau, lại một lần khôi phục bình tĩnh. Tìm U Minh Hà nội sinh linh đi, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút băn khoăn. Tạp Mao Điểu vừa rồi mịt mờ nói qua. Thế giới này có rất nhiều bí mật, hoặc là có thể lý giải thành là nguy hiểm, có thể bất động vẫn là không cần đi động, miễn cho trêu chọc mầm tai họa.
Hơn nữa U Minh Tam Đầu Ưng đều tiến vào đùa giỡn một phen, thực hiển nhiên U Minh Hà Nội sinh linh là tao ương, sợ là bị đại khai sát giới một đốn, trọng điểm là Tam Đầu Ưng từ U Minh giữa sông mang ra thần ma âm dương kính cái này chí bảo khí. Vạn nhất lúc này hắn lại đi trêu chọc U Minh giữa sông sinh linh, xuất hiện cái gì biến cố đã có thể không hảo thu thập. Đang ngẫm lại thời gian không nhiều lắm, cũng không cần thiết ở lãng phí thời gian. Vân Môn thành lập đại điển, mọi người nhưng đều chờ hắn cái này môn chủ đâu, đừng đến lúc đó không thấy người, hai cái sư huynh phí thu thập hắn không thể. Càng không thể thành lập đại điển hắn cái này môn chủ không hề, làm Vân Môn mất mặt. Đến nỗi thí nghiệm thần ma âm dương kính hai cái mặt khác công kích, có rất nhiều cơ hội. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân liền từ bỏ. Lúc này hắn như cũng nhắm mắt chung, cảm thụ một chút đạt tới tiên tôn sơ cấp bất đồng. Lại là thật sự mới hiểu được, cái gì là tôn. Trong cơ thể tiên nguyên biến chất lần thứ hai tinh thuần gấp 10 lần đều không biết, sử dụng nãi pháp lực cơ hồ cũng là so với tiên đế đại viên mãn thời điểm tăng nhiều gấp 10 lần. Tinh thuần pháp lực, làm hắn lưu động ở toàn thân các nơi, sinh sôi không thôi, tràn ngập lực lượng, cảm thụ chung so trước kia cường đại rồi mấy chục lần giống nhau. Hoàn toàn cùng đế cảnh giới không phải một cái cấp bậc. Trong cơ thể đan điền xuất hiện một khối hình thoi tinh thể, đây là một lần thoát biến, từ tu luyện chi sơ kim đan. Không ngừng trưởng thành không ngừng ở thoát biến, hiện tại trở thành một viên ngón cái tiểu nhân màu trắng trong sáng hình thoi tinh. Nội loại đó là toàn thân tiên lực căn nguyên, hết thảy tiến vào trong cơ thể lực lượng đều đem hội tụ này một khối nho nhỏ tinh thể chung, chứa đựng, vận chuyển, sinh sôi không thôi, còn cuồn cuộn không ngừng, Dương Nghị Vân nhớ rõ đại sư huynh giảng thuật quá đây là tiên tôn chi tinh. Một thân tiên lực căn cơ, hết thảy lực lượng về chỗ, đạt tới tiên tôn trình tự, trên cơ bản là có thể nóng lạnh gì cũng ăn đi hấp thu trong thiên địa các loại thuộc tính lực lượng, mặc kệ nhu hòa cuồng bạo, dù sao tiên tinh đều là có thể tiêu hóa hấp thu cuối cùng chuyển hóa thành tinh thuần tiên lực. Càng quan trọng là, tiên tinh có thể cùng trong thiên địa năng lượng sinh ra nổ vang, do đó ở thần hồn phối hợp hạ điều động trong thiên địa lớn hơn nữa càng nhiều lực lượng, lần này mới là tiên tôn chi cảnh khủng bố. Đương nhiên còn có càng quan trọng một chút, đó chính là tiên tôn chi nguyên thần. Cái này mới là chân chính trung tâm. Dương Nghị Vân giờ phút này nội coi chính mình nguyên thần, lại là phát hiện nguyên thần tản ra lóa mắt kim quang, lộng lẫy đều không thể nhìn thẳng. Bực này kim quang, ở đại sư huynh trong miệng xưng là nguyên thần kim quang, càng là cường đại nguyên thần kim quang liền càng là lóa mắt nồng hậu, hơn nữa chiếu rọi càng xa. Cường đại tiên tôn nguyên thần kim quang được xưng kim quang vạn trượng. Dương Nghị Vân phát hiện chính mình nguyên thần kim quang chiếu rọi phạm vi ở hơn 20 mễ, xem như có chút yếu đi, nhưng hắn cũng thanh trừ hắn vừa mới đột phá đến tiên tôn lúc đầu mà thôi, này cũng bình thường, ngày sau tu vi củng cố tăng lên, nguyên thần kim quang tự nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Đương nhiên hắn xem như không tồi, dựa theo đại sư huynh cách nói, trong tình huống bình thường mới vừa vào tiên tôn chi cảnh tiên nhân, có chút thậm chí là không có nguyên thần kim quang, có chút cũng liền chiếu rọi mấy thước mà thôi. Hắn đều tiếp cận 30 mét nguyên thần kim quang, lẽ ra xem như phi thường không tồi, nhưng Dương Mỗ Nhân trong lòng còn có chút không hài lòng. Bởi vì cường đại tiên tôn nguyên thần kim quang chiếu rọi vạn trượng. Nguyên thần kim quang nhưng không đơn giản là tượng trưng, trung tâm là bảo hộ nguyên thần không chịu tâm ma xâm nhập, không chịu ngoại lực công kích, kim quang càng là cường đại, uy lực liền càng cường. Nguyên thần kim quang cường đại liền có thể nguyên thần hình chiếu pháp thân mà đi. Hình thành như là năm đó Thiên Cơ sư nương cùng Sao Băng Điện tổ Thiên Long kia trở thật lớn hai mắt linh tinh thần thông. Đương nhiên hắn hiện tại không cần suy nghĩ tưởng có thể làm được. Bất quá sẽ nói sẽ đến, nguyên thần kim quang trụ hộ dưới ngưng tụ pháp tương pháp thân, ngay lập tức chi gian nhưng như đi vào cõi thần tiên vạn vạn dặm, nhưng mở ra không gian môn hộ, tăng thêm tu luyện, khả năng làm được xuyên qua không gian, thậm chí nhưng xuyên qua đại giới vách tường, tỉ như hắn nhưng nhập hạ giới, đi hướng 3000 tu chân giới. Đi hướng vô số tiểu thế giới liền dễ dàng nhiều. Lúc trước cùng đại sư huynh hỏi qua vấn đề này, bởi vì hắn còn nghĩ ngày sau hồi một chuyến địa cầu quê quán nhìn xem. Đại sư huynh cho hắn cách nói tiên tôn chi cảnh liền nhưng làm được, hơn nữa tới rồi hạ giới, pháp tắc so tiên giới thấp một tầng, thường thường nguyên thần cường đại tiên nhân ngao du biển sao, thần niệm nhưng bao phủ một cái tinh cầu, thậm chí có thể một niệm dưới quan sát một phương đại thế giới. Dù sao thành tựu tiên tôn chính là một chữ, nghiêu. Dương Mỗ Nhân hiện tại cũng bước vào Ngưu Đại Môn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là cái sơ cấp thiên tôn, cư nhiên chân chính Ngưu còn kém xa đâu, tu luyện thượng hắn biết như cũ không dám lơi lỏng biện pháp. Bởi vì tiên tôn chi cảnh,
bốn cái tiểu cảnh giới, hắn mới là sơ cảnh giới, liền tính tu luyện đến tiên tôn đại viên mãn đỉnh, nếu là không thể thông ngộ, ở thông ngộ cường giả trong mắt một đã là cái con kiến mà thôi. Đương nhiên thông ngộ cũng có 9 tầng cửu trọng thiên đâu. Lam Tâm những lời này đó đến nay rõ ràng, đại đạo vô chừng mực, căn bản liền không có cái gọi là cuối, có chỉ là càng thêm cao thần huyền diệu tồn tại chi đạo. Tu đến cửu trọng thiên lại có thể như thế nào? Mặt sau còn có lên trời lộ chờ, bước vào lên trời lộ, có thể hay không tiến vào thần giới, ai cũng không biết. Liền tính là tiến vào thần giới, thần chi đạo, kia đem lại là một cái khác vật dẫn, hắn vô pháp lý giải, tiên giới sinh linh đều không thể biết được cùng lý giải thế giới. Tam giới chi thiên A. Như vậy tưởng tượng Dương Nghị Vân vừa mới tiến giai tiên tôn nhiệt đầu kính liền lạnh xuống dưới, hoặc là nói tâm bình tĩnh. Tiên tôn sơ cấp, ngẫm lại mặt sau chi lộ, hắn cảm giác hắn cùng mới vừa vào tu chân tay mơ lại không có gì khác nhau. Trong lòng cười khổ một tiếng, hắn cho chính mình một tiếng cố lên. Mặc kệ là tiên tôn đại đỉnh, còn thông ngộ, cũng hoặc là lên trời lộ thần giới, hắn giảng đi bước một trèo lên mà thượng, chung có một ngày muốn đứng ở đại đạo đỉnh. Hắn có rất nhiều chờ đợi, chờ hắn đi hoàn thành. Mà tưởng hoàn thành này đó chờ đợi, vậy yêu cầu càng cao tu vi, càng cường đại thực lực, theo đuổi càng cao tu luyện đại đạo. Đối này hắn đem vượt mọi chông gai, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Tuy rằng hắn mới vừa vào tiên tôn, nhưng Dương Mỗ Nhân tự tin, hiện tại nhưng sát đại tiên tôn. Bởi vì hắn có điều kiện này cùng thực lực. Nguyên thần biến dị quá, thắng qua cùng cảnh giới tiên nhân một cái cấp bậc. Tiên tinh màu trắng, cũng xưng là vì sắc, nhưng hiểu được thiên địa bất luận cái gì quen thuộc lực lượng, đại đạo pháp tắc, ngũ hành, không gian, hắc ám, phong lôi từ từ, giờ phút này hắn tựa hồ đều cảm nhận được. Này đó chính là hắn thập toàn thập mỹ căn cơ thiên phú. Cho nên từ tu luyện tới nay, hắn vẫn luôn đều có thể vượt cấp chiến đấu giết địch, khi hôm nay thiên, như cũ như thế. Một hồi tiến giai hiểu được kết thúc, Dương Nghị Vân mở hai mắt. Hai tròng mắt trung sắc thảm sặc sỡ lóng lánh. Trong tay quang mang chợt lóe thần ma âm dương kính thu vào trong cơ thể. Chuyến này tiểu hồng hoang hành trình, tuy rằng không có thể chờ thượng tiểu bất chu sơn tìm được hoa sen đen, nhưng lại thu hoạch thật lớn. Gặp được năm đó Lam Tâm tiên vương hiểu biết vừa chuyển nhân quả, hơn nữa đạt được Lam Tâm cải tiến quá một tấc vuông càn khôn thần thông, có thực lực tăng lên, cũng cùng Lam Tâm chi gian giao hảo, tương đương có một cái cường đại bằng hữu. Còn nữa với Ong Tiên lại lần nữa gặp nhau, thành công làm Ong Tiên rời núi gia nhập Vân Môn, đến một cường giả. Còn có chính là, thu phục Phi Hùng Tiểu Thí Hải cùng Lão Công Gà, đều là hồng hoang dị chủng, thực lực cũng đều là đại yêu tôn, Vân Môn yêu cầu cường giả, tiên thú xa yêu cầu tiên thú, cấp tiểu sư tỷ cũng có công đạo. Cá trạch chuyến này cũng trưởng thành một mảng lớn, trên thực lực nhưng lực áp đại tiên tôn cấp bậc, thông ngộ tất nhiên không được, nhưng đã phi thường không tồi. Lại có chính là U Minh cốt lại lần nữa triệu hoán, triệu hồi ra so trước kia càng cường đại hơn U Minh tam đầu ưng, trọng điểm là này đầu ưng cho hắn từ U Minh đáy hồ làm ra thần ma âm dương kính, thế cho nên làm hắn thuận lợi đột phá đến tiên tôn. Chuyến này thật sự là thu hoạch tràn đầy một lần. Làm Dương Mỗ Nhân lòng tràn đầy đều là vui mừng. Vân Tử chúc mừng bước vào tiên tôn chi cảnh Ong Tiên xem Dương Nghị Vân kết thúc tu luyện, cười nói hạ. Chúc mừng chủ nhân thăng cấp. Cá trạch đi đầu hạ. Tiểu Thí Hải cùng Lão Công Gà chăm miệng một lời chúc mừng. Ha ha ha, may mắn Dương Mỗ Nhân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng cao hứng đều viết ở trên mặt. Quay đầu lại nhìn giống nhau lẳng lặng đứng ở trong sân U Minh Tam Đầu Ưng, hắn đi đến nói, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện, lần này đều cảm tạ ngươi. Đối với U Minh sinh vật, hoàn toàn là không có biện pháp câu thông, môi giới khống chế thượng, cũng là U Minh cốt. Hắn nói lời cảm tạ. Nổi danh tam đầu ưng không hề động tĩnh, ba cái đầu cũng chưa chuyển một chút. Dương Nghị Vân cười cười, vung tay lên U Minh tam đầu ưng lại là hóa thành một đạo màu xám dòng khí tiến vào U Minh cốt, chờ thời điểm chiến đấu một ý niệm liền có thể ra tới. Đối với hắn tới nói, U Minh sinh vật kỳ thật đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, chiến đấu chém giết bị diệt sát liền sẽ tiêu tán, mà xuống một lần hắn lại có thể thông qua U Minh cốt triệu hồi ra mặt khác U Minh sinh vật. Bất quá đối với này đầu tam đầu ưng, hắn thật đúng là coi trọng, rốt cuộc lập hạ công lớn, trong lòng nghĩ về sau có thể bảo toàn tận lực bảo toàn. Đi thôi, hồi Vân Môn. Dương Nghị Vân vung tay lên cá trạch hóa thân tỏa kỵ, đoàn người tất cả đều đi lên, dẹp đường hồi phủ. Rốt cuộc ra tới. Phản hồi lộ như cũ là đường cũ,
vẫn là từ đôi mắt giống nhau cái kia nhập khẩu ra tới. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí. Làm cá trạch nhanh hơn tốc độ. Một ngày lúc sau rốt cuộc tới rồi Vân Môn trên không. Tính tính thời gian không đủ 10 ngày chính là Vân Môn thành lập đại điển thời gian. Ở giữa không trung thời điểm, Dương Nghị Vân đột nhiên đồng tử co rụt lại, thấy được phía dưới Vân Môn đại trận ở ngoài hảo gia hỏa tất cả đều là đầu người. Đương nhiên tất cả đều là người. Một màn này làm Dương Nghị Vân dọa nhảy dựng, hắn phản ứng đầu tiên là Vân Môn bị người vây công vây quanh. Vội vàng làm cá trạch phi đi xuống. Tới rồi mặt đất thời điểm Dương Nghị Vân lại là sửng sốt, không đúng a. Trong tai nghe được đủ loại ồn ào náo động thanh, này trong nháy mắt hắn hoảng hốt đi vào địa cầu chợ lớn chàng. Tới tới tới, nhìn một cái, xem một cái, thượng đẳng tiên nguyên đan, chỉ có một lọ. 3000 năm tiên tam, chỉ cần 100 hạ phẩm tiên thạch. Liệt Dương chiến giáp, xuất từ luyện khí đại gia tay, chỉ này một kiện, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Cá trạch chúng ta không đi nhầm địa phương đi. Dương Nghị Vân nhìn người đến người đi, các loại hàng vỉa hè, cư nhiên còn có từng tòa lâm thời kiến tạo mà thành cửa hàng, xinh đẹp một cái siêu đại thị trường, nhìn không được hỏi cá trạch. Cá trạch nói, chủ nhân không sai a, chính là chúng ta Vân Môn ở ngoài, ngươi nhìn xem trên không độc nhất vô nhị Vân Lôi còn ở đâu, không sai. Tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân phát ngốc. Nguyện ý vì Vân Môn bị người cấp vây công vây quanh. Không nghĩ tới cư nhiên ở nhà mình Sơn Môn ở ngoài hình thành một cái đại thị trường, vừa rồi ở trên không nhìn hạ, số ít cũng hội tụ mấy chục vạn người a. Này đó tiên nhân thực hiển nhiên là tự phát hình thành một cái thị trường tự do. Tuy rằng có điểm phát ngốc, nhưng lúc này lại là yên tâm xuống dưới, chỉ cần không phải có người vây công Vân Môn liền thành. Giờ phút này nhìn ô áp áp đám người nghe các loại ồn ào náo động giao hàng thanh, Dương Nghị Vân cũng có điều hiểu ra. Hắn trong lòng có chút minh bạch, những người này đều là bôn Vân Môn xem lễ mà đến. Đương nhiên từ điểm này thượng cũng chứng minh rồi, lần này Vân Môn thành lập ở tiên giới khiến cho hỗn động rất lớn, đến nỗi những người này vì cái gì chưa tiến vào, thực hiển nhiên hoặc là tư cách không đủ, hoặc là chính là người quá nhiều, đại sư huynh bọn họ không thả người đi vào. Chỉ cần Vân Môn Sơn Môn ở ngoài, cư nhiên đều có 10 vạn tiên nhân. Có thể tưởng tượng mà lần này Vân Môn thành lập đại điển, sẽ có bao nhiêu người tiến đến. Này đó tiên nhân tu vi cũng là so le không đồng đều, hắn tùy ý nhìn lướt qua, cho tới thiên tiên chân tiên, từ tiên vương tiên yến thành có, đương nhiên tiên tôn là nhìn không thấy, liền tính là tiên vương tiên đế cũng không mấy cái, đa số đều là trung tầng dưới tiên nhân. Như thế phồn hoa náo nhiệt một màn. Dương Nghị Vân không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Vân Môn Sơn Môn ở ngoài. Dương Nghị Vân mang theo ong tiên chờ một đường đi đến, nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao đều đến cửa nhà. Nhìn một đám hàng vỉa hè thượng ra tay đủ loại thiên tài địa bảo, Dương Nghị Vân trong lòng nở nụ cười, tùy tiện đi vào một nhà hàng vỉa hè trước, cầm lấy một gốc cây hơn 1000 năm tiên dược quan khán. Quán chủ là cái diện mạo 60 lão giả, vẻ mặt khôn khéo bộ dáng, nhìn Dương Nghị Vân khí độ bất phàm. Phía sau lại đi theo hơi thở cường đại ong tiên, cùng tiểu thí hài, hơn nữa vẫn luôn tiếp cận 2 mét cao lão công gà, vừa thấy đều là đại yêu, nhưng lại đi theo một nhân tộc phía sau, hiển nhiên là cái có lai lịch chủ nhân. Đến nỗi cá trạch, Dương Nghị Vân sợ quá rêu rao trực tiếp làm cá trạch về tới tay trái trên cổ tay, giống như là cũng vòng tay giống nhau bội sức tồn tại, trên vai ngồi xổm thần ma điều, nhất không rõ ràng, bởi vì không hề hơi thở đáng nói, nhìn chính là vẫn luôn hắc quả đen. Cái này tổ hợp tương đối quái dị, xem quán chủ lão nhân chút nào không dám chậm trễ, cười làm lành nói, vị đạo hữu này hảo nhãn lực, giờ phút này tiên giới cực nam tiên vực độc hữu tam diệp tam hoa thảo, tuy là ngàn năm niên đại tiên dược, nhưng lại là rất nhiều luyện đan tiên dược trung thường xuyên có thể sử dụng đến trung hòa tiên dược, ngài nếu là muốn, 50 thượng phẩm tiên thạch lấy đi. Dương Nghị Vân trên mặt mang theo ý cười, nhìn giống nhau lão giả, hắn là luyện đan sư như thế nào sẽ không biết tiên dược giá trị bao nhiêu. Này cây tiên dược căng chết 10 viên trung phẩm tiên thạch, lão gia hỏa sư tử đại há mồm thật đúng là dám lừa dối. Lão giả hiển nhiên là lão bánh quẩy, bị Dương Nghị Vân cười như không cười nhìn chằm chằm, mặt không đỏ tâm không nhảy, cười nói, vị đạo hữu này vừa thấy liền khí độ bất phàm, xuất thân đại tông, điểm này tiên thạch đối ngài tới nói không đáng giá nhắc tới đi. Ha ha, lão nhân ta là luyện đan sư, này cây tiên dược thật là luyện đan sư thường dùng trung hòa tiên dược, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng. Tiên dược giá cả ở luyện đan sư trong mắt rõ ràng, làm buôn bán không thể quá lòng tham. Nga Dương Nghị Vân cười nói lời nói,
nhưng kỳ thật căn bản là không có sinh khí. Nhưng thật ra rất có hứng thú cùng này đó quán chủ trò chuyện. Đương nhiên cũng là không có người nhận được hắn, nếu không cái này lão giả liền sẽ không muốn cái này giới. Đối với Dương Nghị Vân nói chuyện, lão giả tuy là cái tiên vương, nhưng lại chút nào không thèm để ý, không khiếp đảm, cười ha hả nói, đạo hữu phương xa tiên vực mà đến đi. Dương Nghị Vân ngây ra một lúc, cư nhiên bị trở thành phương xa lai khách, lại là chưa nói phá, theo gật đầu nói, đúng vậy, xa địa phương tới. Lão giả cười nói, này liền khó trách, nói như thế nào đâu, lẽ ra ngươi là luyện đan sư, rõ ràng tiên dược giá cả, không ai có thể gạt được ngươi, đích xác lão hán ta giá cả yếu điểm có điểm cao, nhưng lại là có nguyên nhân a. Dương Nghị Vân tức khắc vui vẻ, hắn là tuyệt đối không cho phép Vân Môn Sơn Môn ở ngoài xuất hiện hãm hại hành vi sự phát sinh, đương nhiên lão giả tuy rằng không phải hãm hại, cần phải giới quá thăng chức là một loại tể khách hành vi, hắn Vân Môn đại điển sắp thành lập, yêu cầu một cái tốt đẹp danh tiếng, bất luận cái gì ảnh hưởng Vân Môn hoàn cảnh hành vi hắn đều không cho phép phát sinh. Ít nhất hiện tại không được. Nếu ở Vân Môn Sơn Môn ngoại làm buôn bán, vậy phải có điểm hành vi thường ngày mới được, giá cao sinh ý không phải không cho phép, nhưng ngươi đừng quá lừa dối, một gốc cây ngàn năm tiên dược, nhiều nhất 50 trung phẩm tiên thạch, vừa mở miệng liền dám muốn 50 thượng phẩm tiên thạch, cái này chênh lệch giá nhưng quá lớn. Gian thương, tuyệt đối gian thương. Chuyện này không thể mặc kệ, nghe lão giả nhàn nhạt nói chuyện, không hề có chột dạ bộ dáng, Dương Nghị Vân trong lòng khí nhạc, đến lúc đó muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Còn có nguyên nhân a, hành, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta nghe một chút, nếu ngươi nói hợp lý, này cây tiên dược 50 thượng phẩm ta muốn. Dương Nghị Vân cười nhìn chằm chằm lão giả nói. Lão giả nhìn Dương Nghị Vân hỏi, biết nơi này vì cái gì hội tụ tập mấy chục vạn tiên nhân sao? Đương nhiên biết a. Nghe nói Vân Môn thành lập đại điển A Dương mẫu nhân thuận miệng nói. Này không phải đúng rồi sao, Vân Môn thành lập đại điển toàn bộ tiên giới đều vì này hỗn động A, nhiều ít tiên môn chen chúc tới. Vân Môn bối cảnh biết không, lão giả híp mắt nói. Dương Nghị Vân cảm giác cùng cái này lão giả nói chuyện phiếm rất có ý tứ, rất phối hợp lắc đầu nói, không biết, ngươi cấp nói. Lão giả nheo lại mắt xảo trá nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân trong tay tiên dược, chậm gì nói. Cho ngươi nói là có thể, nhưng lão hán ta không phải còn không có khai trương sao? Lời này lại rõ ràng bất quá, ý tứ là không thể nói vô ích a. Ngươi mua lão phu tiên dược liền cho ngươi nói một chút, làm tiểu tử ngươi được thêm kiến thức. Dương Nghị Vân vung tay lên 50 thượng phẩm tiên thạch qua đi, một viên không ít, đồng thời thu hồi tiên dược nói một chút đi. Hắc hắc, đa tạ đạo hữu. Lão giả trong lòng nhạc nở hoa, nói thầm một tiếng chảy gỗ, 50 thượng phẩm tiên thạch tới tay. Đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Nói tiếp, nghe đồn Vân Môn có đại bối cảnh a, Vân Môn môn chủ Dương Nghị Vân chính là tiên giới trong truyền thuyết chí tôn trời cao tà, càng là đem luyện tạo tiên minh sáp nhập, Dương Nghị Vân đại sư huynh Vân Trường Sinh chính là thông ngộ cường giả, nhị sư huynh sao trời tử được xưng cận đại đệ nhất kiếm tiên, có cái sư tỷ kêu Cơ Tím Hà xuất thân tiên đế đệ nhất gia tộc Cơ gia. Lần này Vân Môn thành lập đại điển, tiên giới đứng đầu năm thế lực lớn hội tụ. Trăm triệu ngàn ngàn tiên môn các lộ tán tiên đại năng cùng phong tới Vân Môn xem lễ, lần này Vân Môn đại điển được xưng vạn năm tới tiên giới thật lớn thịnh hội, chỉ cần Sơn Môn ở ngoài liền hội tụ mấy chục vạn người, ngươi cũng thấy rồi, huống chi Vân bên trong. Cho nên nói hiện tại Vân Môn Sơn Môn ở ngoài tấc đất tấc vàng A, tới đây tiên nhân đều tưởng ở như thế thịnh hội đổi giao dịch từng người sở cần, địa phương không đủ dùng A, lão phu tìm cái này quầy hàng chính là tốn số tiền lớn, tìm Vân Môn người mua tới địa phương. Cho nên nói đi, tiên dược tự nhiên muốn so ngày thường quý một chút. Lão giả sau khi nói xong, Dương Nghị Vân sắc mặt đã âm trầm đi xuống, nhưng là lão giả như cũ nói, đúng rồi, các ngươi nếu là trong tay không có thư mời, là vào không được Vân Môn, bất quá tưởng đi vào Vân Môn xem lễ, cũng không phải không thể, lão phu trong tay có thư mời, hoa giá cao mua tới, chỉ cần ngươi ra nổi giá, 1000 thượng phẩm tiên thạch chuyển nhượng cho ngươi. Suy xét, Vân Môn đại điển thượng cường giả hội tụ. Tất nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật, nếu là vận khí tốt tự nhiên có thể được một phần cơ duyên, còn có thể nghe được các lộ đại năng luận đạo, đừng nói 1000 thượng phẩm tiên thạch, 2000 đều đáng giá, lão phu xem ngươi thuận mắt, mới bỏ những thứ yêu thích nhường cho ngươi một cái mời danh ngạch, như thế nào a? Dương Nghị Vân trầm giọng nói, ngươi xác định là Vân Môn đệ tử thu quầy hàng tiên thạch. Bán thư mời. Đương nhiên đúng vậy, ta còn có thể lừa ngươi không thành, ngươi tùy tiện hỏi hỏi đi. Ở đây quán chủ đều biết.
Lão giả có chút không rõ nguyên do, lúc này thấy được Dương Nghị Vân âm trầm sắc mặt. Chúng ta đi. Dương Nghị Vân xoay người liền đi, nội tâm đã bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn nhìn ra được tới, cái này lão giả không nói gì. Thực hiển nhiên Vân Môn bên trong có người đích xác ở buôn bán quầy hàng, bán ra thư mời. Hắn thân là Vân Môn dê đầu đàn, tuyệt đối không cho phép bực này tình huống xuất hiện. Đây là tự cấp Vân Môn bôi đen. Còn không có đúng là thành lập đâu, liền làm như vậy động tác nhỏ. Nếu là Vân Môn thành lập lúc sau đâu, chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì. Một cái tông môn muốn ở thật lớn tiên giới dừng chân, muốn trường thịnh không suy, tưởng phát triển lớn mạnh, trở thành thượng đẳng tông môn, ngoại giới danh tiếng thập phần quan trọng, điểm này hắn trong lòng rất rõ ràng. Hắn mục tiêu là đem Vân Môn chế tạo phát triển trở thành tiên giới đứng đầu thế lực, là một cái người tài ba mỗi một cái Vân Môn đệ tử môn đồ đi ra ngoài du lịch, mỗi người kính không dám tùy ý khi dễ tông môn. Một cái tiên môn căn cơ, không đơn giản là môn nhân đệ tử tu vi, danh tiếng, phẩm tính từ từ có đôi khi so thực lực càng thêm quan trọng. Nhưng hiện tại đại điển đều còn không có thành lập đâu, liền có người như thế sằng bậy, không thiếu được đừng ngoại giới nhạo báng một câu, không phóng khoáng, thành không được khí hậu, như vậy tài nguyên cũng không dám quá, có thể làm cái gì đại sự, có thể tự xưng cái gì đại tông. Dương Nghị Vân càng muốn hành trong lòng càng là có hỏa. Hắn nếu đáp ứng rồi sư mẫu sư huynh các nàng, làm tốt cái này dẫn đầu người, liền phải có một phần trách nhiệm tâm, nếu không hắn thẹn với chết lão nhân cùng sư nương. Tiên giới mấy đại siêu cấp thế lực chung, tuyệt đối sẽ không có người làm như thế. Bực này tiểu tiện nghi đều phải, làm trò là không biết xấu hổ. Là ai chủ ý? Là đại sư huynh, nhị sư huynh, vẫn là tiểu sư tỷ. Dương Nghị Vân ngẫm lại đều không quá khả năng. Đại sư huynh nhất ổn trọng, cái nhìn đại cục so với hắn đều cường, lại là thông ngộ cường giả, càng là luyện tạo tiên minh cao tầng nhân vật, tự nhiên biết đối thế lực lớn tới nói, danh tiếng danh dự quan trọng. Nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ càng thêm không có khả năng, tính cách hắn đều hiểu biết. Như vậy có phải hay không chính mình một hệ Vân Môn đệ tử? Nhưng ngẫm lại cũng không thể, bọn họ phi thăng không bao lâu, một đám đều ở nỗ lực tu luyện. Sao có thể đi luồn cúi cái này? Không nghĩ ra được, không nghĩ, trở về tia, liền biết. Bực này có tổn hại Vân Môn thể diện sự tình, Dương Nghị Vân tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu mời tới tiên giới mấy đại đứng đầu thế lực, liền không thể làm trò cười, làm nhân gia nói một câu, không phóng khoáng, không thấy xa. Đại tông đại môn thường thường mặt mũi quan trọng. Lại nói hắn hiện tại thành lập Vân Môn trên đầu nhìn chằm chằm chính là lão nhân trời cao tà tên tuổi, sư phụ tung hoành tiên giới, nhất đẳng nhất cường giả, tên tuổi đại dọa người, hắn nhưng không nghĩ bị người ta nói một câu, trời cao tà môn đồ đệ tử không tiền đồ, khai trương đại điển đều phải cướp đoạt cực nhỏ tiểu lợi. Còn có chính là Vân Môn thành lập chủ yếu ở khuếch tán thanh danh, người tiên giới lớn nhỏ thế lực biết Vân Môn, nhận thức Vân Môn đệ tử, tương lai Vân Môn đệ tử đi ra ngoài, nhân gia có thể hành cái phương tiện. Này đó tiên nhân có thể tiến đến, bản thân chính là cấp Vân Môn mặt mũi. Tiên nhân chi gian đổi một ít tu luyện tài nguyên, lúc này mới bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thế lực tổ chức đại hội thượng, đều là hẳn là có một vòng, lấy đáp lại tạ hành cái phương tiện cho nhân gia. Vốn dĩ đi, tới người càng nhiều càng tốt, nhưng hiện tại lộng này đó xiếc, quả thực, này không phải đại tông phong phạm làm, hắn mục tiêu là đem Vân Môn chế tạo thành tiên giới đệ nhất tiên môn. Là một phương tiên giới thánh địa, cũng không phải là bị người ta nói ba đạo bốn bình thường tiên môn. Mang theo lửa giận Dương Nghị Vân đi vào Vân Môn, thẳng đến Vân Môn Tổng Điện. Hắn trở về tin tức, thực mau truyền khai. Không bao lâu, đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư tỷ, phương Đông Hạo Thiên đám người, tạm thời xem như Vân Môn cao tầng tất cả đều đã đến. Tiểu sư đệ ngươi nhưng tính đã trở lại. Vân Trường Sinh cái thứ nhất tiến vào. Nhìn đến Dương Nghị Vân liền mang theo oán giận. Ghi nhớ đó là nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ, mặt sau là phương Đông Hạo Thiên đám người. Ta nói tiểu sư đệ còn có 5-6 thiên chính là đại nhật tử, tiểu tử ngươi nếu là lại không xuất hiện, chúng ta đều phải phát động cấm thuật tìm kiếm ngươi, như thế nào có thể như vậy tùy hứng đâu. Có biết hay không tới nhiều ít tiên môn người, Vân Môn trong ngoài thêm lên hơn 20 vạn, ta cùng đại sư huynh đều mau vội đã chết, mỗi ngày tiếp đãi những cái đó tông môn môn chủ. Rất mệt a, tiểu tử ngươi khen ngược, phái ra đi nhiều thanh nhàn đi. Sao trời tử lại nhảy oán giận? Tiểu sư đệ ta tiên thú viện kiến tạo hảo, liền chờ ngươi cho ta tiên thú cơ tím hà tiến vào,
đôi mắt tỏa ánh sáng chăm chú vào Dương Nghị Vân bên người gà trống trên người, đại yêu tôn cấp bậc A. Nàng đã tính toán đêm này đầu tiên thú muốn đi tiên thú viện giữ thể diện, kiến tạo hảo, nhưng tiên ở không tiên thú, này không thể được, cơ tím hà theo dõi Dương Nghị Vân. Gì không đúng A, tiểu sư đệ ngươi tiến giai tiên tôn. Vẫn là Vân Trường Sinh phản ứng lại đây sau, kinh ngạc hỏi ra thanh. Hắn này một kêu, cho nên có ánh mắt đều dừng ở Dương Nghị Vân trên người, quả nhiên Dương Nghị Vân tiến giai tiên tôn. Hắn cũng liền đi ra ngoài mấy tháng thời gian mà thôi, cư nhiên đã đột phá tới rồi tiên tôn chi cảnh, thực sự làm mọi người chấn động. Dương Nghị Vân ở này đó người một nhà trước mặt áp xuống hỏa khí, ôm quyền cười làm lành nói, may mắn đột phá, trong khoảng thời gian này làm sư huynh sư tỷ cùng chư vị vất vả. Tinh tính, nhìn đến tiểu tử ngươi đột phá, sư huynh bị liên lụy đáng giá, ha ha, rốt cuộc tiên tôn, nếu là bằng không, ta còn lo lắng đến lúc đó bị người khác chê cười một câu, chúng ta Vân Môn môn chủ tiên tôn đều không đến đâu, này đó rốt cuộc yên tâm. Sao trời tử ha ha cười nói, kỳ thật hắn ngoài miệng ôm quyền, trong lòng không có gì. Chân chính mấy đại siêu cấp thế lực đều sẽ không có tới, mấy năm nay tiếp đãi đều là một ít lớn một chút tông môn. Mời chính là tiên giới năm đại siêu cấp thế lực xem lễ, bọn họ tiến đến tự nhiên là áp trục, Vân Môn thành lập đại điển cùng ngày tự nhiên sẽ xuất hiện. Đều là người một nhà, liều qua sau Dương Nghị Vân đi thẳng vào vấn đề nói, sư huynh ta tới thời điểm, Vân Môn sơn môn ở ngoài, có tiên nhân giao dịch quầy hàng vô số, nhưng lại có người nói chúng ta Vân Môn bán ra quầy hàng cùng thư mời, một phần tiến vào Vân Môn thư mời cư nhiên cao tới 1000 thượng phẩm tiên thạch, việc này các ngươi có từng biết. Dương Nghị Vân nói xong, từ mọi người trên mặt nhìn quét qua đi, lại là phát hiện một đám là kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không cảm kích. Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, bọn họ cũng đều biết này ý nghĩa cái gì, đây là ở bôi đen. Tiểu sư đệ việc này chúng ta cũng không cảm kích, mấy ngày qua đều ở chuẩn bị thành lập đại điển việc, nhưng thật ra sơ sót, việc này trách nhiệm ở ta. Làm đại sư huynh. Càng là Dương Nghị Vân trước khi đi làm hắn nhìn chằm chằm Vân Môn lớn nhỏ công việc, không nghĩ tới cư nhiên có người làm như thế, thật sự là cho chính mình chiêu hắc. Việc này ta đi cha, tuyệt đối không thể nuông chiều, một cái tông môn danh dự danh tiếng có đôi khi so mệnh đều quan trọng, ta trưởng quản hình phạt đại điện, trách nhiệm ở ta. Sao trời tử thu hồi tươi cười, hắn bị Dương Nghị Vân ủy nhiệm hình phạt đại điện, trưởng quản Vân Môn trong ngoài hình phạt, chuyện này hắn cư nhiên không biết. Ta biết các ngươi không biết. Nhưng là nghĩ đến, tất nhiên là có điểm năng lực người làm ra tới, nếu không ai dám không thông chi các ngươi, liền đi tùy ý tìm nhân ra kiếm lấy tiên thạch, tìm các ngươi tới, chính là tưởng nói cho các ngươi, chúng ta Vân Môn muốn trường thịnh không suy, bực này mổ gà lấy trứng sự làm không được, nhất định phải nghiêm trị, thỉnh sư huynh lý giải ta. Dương Nghị Vân nhìn hai vị sư huynh nói, kỳ thật hắn đại khái đều đoán được, dám làm như vậy người. 89/10 tất nhiên là luyện tạo tiên minh xác nhập lại đây những người đó, trong đó có đối chính mình không phục. Sư đệ ngươi hiện tại là Vân Môn môn chủ, tưởng như thế nào làm, ngươi làm quyết định, chúng ta đều duy trì, nếu là. Ngươi yên tâm sát vài người cũng không quan trọng, Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử đối diện giống nhau cũng đoán được vô cùng có khả năng vẫn là luyện tạo tiên minh lại đây những người đó dám như thế làm, nếu không không người ngoài. Hảo! Dương Nghị Vân muốn giết gà dọa khỉ. Liền phải đổ máu, nhưng lại không nghĩ làm sư huynh khó xử, vì vậy hẳn là có câu thông không thể thiếu, nếu hai vị sư huynh đều duy trì, vậy là tốt rồi làm. Sư đệ là người phương nào? Ngươi có biết? Cơ tím hà hỏi. Sư tỷ sau đó Dương Nghị Vân nói xong, ngay sau đó đối với đại điện ở ngoài không khí nói, Tuyết Miêu tiến đến thấy ta. Muốn biết ai làm, không cần đi tra, tìm Tuyết Miêu nghi vấn liền biết, ám dạ điện chính là Vân Môn tình báo hệ thống cùng sát thủ hệ thống võng. Nếu là Tuyết Miêu dám nói không biết, đó chính là nàng thất trách. Miêu, một tiếng mèo kêu lập tức liền ở đại điện vang lên, cơ hồ là nháy mắt xuất hiện. Chủ nhân là trưởng lão điện Lôi Hâm trưởng lão tôn tử Lôi Võ Kiệt việc làm. Quang mang chợt lóe Tuyết Miêu xuất hiện ở đại điện, trực tiếp mở miệng trả lời. Tuyết Miêu xuất hiện làm đại điện chung trừ bỏ Vân Trường Sinh ở ngoài tất cả mọi người chấn động, bởi vì cơ hồ là Dương Nghị Vân dứt lời Tuyết Miêu liền theo tiếng xuất hiện ở đại điện chung. Trọng điểm là mọi người đều không có bất luận cái gì phát hiện, đây là kiểu gì khủng bố ẩn nấp thiên phú. Này chỉ Tuyết Trắng Miêu làm trò không đơn giản. Tuyết Miêu xuất hiện chỉ có Vân Trường Sinh có điều phát hiện, nhưng hắn cũng trong lòng kinh ngạc, này chỉ Miêu ẩn nấp thiên phú như thế cường đại, hắn nếu không phải tu luyện không gian đại đạo, cũng là rất khó phát hiện.
Nghe qua tiểu sư đệ nói qua vân môn ám dạ đại điện giao cho một con mèo, hắn cũng không hỏi nhiều, hiện tại xem ra chính là này chỉ miêu không thể nghi ngờ. Thực hiển nhiên này chỉ miêu trưởng quản tình báo. Nếu không tiểu sư đệ sẽ không trực tiếp kêu nàng xuất hiện, hơn nữa này chỉ miêu mạng lưới tình báo làm rất cường đại. Bằng không tiểu sư đệ còn không có tia, a hỏi, này chỉ miêu liền chính mình nói ra. Này chỉ có thể nói rõ này chỉ miêu đã sớm xuất hiện ở đại điện đã lâu, nhưng hắn cư nhiên phía trước không phát hiện, vẫn là vừa rồi tiểu sư đệ ra tiếng lúc sau, hắn trước tiên cảm nhận được có không gian dao động. Vân Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, nếu là đây là miêu muốn ám sát bọn họ trong đó một người nói, sợ là đã sớm đắc thủ đi. Thật sự là đáng sợ ẩn nấp thiên phú. Mà Vân Trường Sinh nghe được Tuyết Miêu sau khi trả lời, trong ánh mắt sát ý thoáng hiện, Lôi Hâm, luyện tạo tiên minh nhãn hiệu lâu đời tiên tôn chi nhất, cũng là trong đó nhất có thiên phú có thế lực một người, đến từ tiên giới gia tộc, nhớ rõ lúc trước là chủ động đi theo cung chủ sư nương một người. Sau lưng gia tộc tựa hồ cũng không tính kém, người này hắn có ấn tượng, ngày thường là rất điệu thấp, tọa trấn ở luyện tạo tiên minh trong đó một cái trọng điểm phân bộ, nhưng là cái kia phân bộ cũng là thuộc về bọn họ Lôi gia nơi ở. Bất quá tự luyện tạo tiên minh thành lập tới nay, Lôi Hâm tận tâm tận lực, thậm chí đưa bọn họ Lôi ra tài nguyên đều điều động, dùng để chi viện quá luyện tạo tiên minh. Sư phụ trời cao tà không có trở về thời điểm, luyện tạo tiên minh ở ba cái sư nương dẫn dắt hạ cùng tam đại thiên tôn thế lực đối kháng, thường xuyên xuất hiện tài nguyên khan hiếm tình huống, Lôi Hâm khi đó chính là điều động Lôi ra tài nguyên tới giúp. Vì thế còn phải đến quá ba vị sư nương tiếp kiến cùng khen ngợi, đương nhiên trái lại, Lôi Hâm được đến càng nhiều. Nhớ rõ thiên cơ sư nương đều ban thưởng quá ngũ hành hạt thóc cấp Lôi Hâm, mặt khác hai vị sư nương cũng đều ban thưởng quá công pháp tiên đan chờ. Sau lại Lôi Hâm đem Lôi ra rất nhiều chính mình đều mang vào luyện tạo tiên minh, hắn sở trấn thủ cái nào phân bộ, cơ hồ đều có thể nói trở thành Lôi ra sản nghiệp, nhưng này cũng không có gì, chung quy Lôi Hâm làm không tồi, tự cấp luyện tạo tiên minh làm việc. Theo lý thuyết hắn sẽ không như thế hồ đồ. Nhưng dựa theo Tuyết Miêu cách nói, lần này vân môn thu mặt khác tiên nhân phí dụng, bán ra thư mời chính là Lôi Hâm tôn tử Lôi Võ Kiệt làm ra tới. Muốn nói Lôi Hâm không biết, hắn là không tin. Hiện tại chỉ có thể nói Lôi Hâm sợ là có khác phái, bằng không một cái Lôi Võ Kiệt sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Lôi Hâm hiện tại trở thành vân môn trưởng lão đoàn thành viên, mà vân môn trưởng lão đoàn, tiểu sư đệ nói qua muốn thiết lập một cái thái thượng trưởng lão ra tới, trưởng quản này đó lão tư cách luyện tạo tiên minh tiên tôn. Giờ phút này trăm tên lão tiên tôn lại là không có người đi quản, chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì như thế Lôi Hâm liền không kiêng nể gì sao? Lúc này, chỉ nghe Dương Nghị Vân mở miệng nói, Lôi Hâm có biết Lôi Võ Kiệt việc làm. Hồi bẩm chủ nhân, Lôi Võ Kiệt mỗi ngày đều sẽ trưởng lão điện thấy Lôi Hâm. Tuyết Miêu những lời này ra tới, không hề nghi ngờ chính là đang nói, Lôi Hâm là biết đến. Như thế tính chất liền bất đồng. Đường đường luyện tạo tiên minh lão nhân. Vân môn tân tấn trưởng lão đoàn thành viên trưởng lão dung túng này tôn tử mượn vân môn đại điển gom tiền, cái này tính chất quá ác liệt. Hướng nhỏ nói chính là không biết xấu hổ, hướng lớn nói chính là ở có ý định hủy vân môn, lúc này đương nghiêm trị, nếu không cái này khơi dòng một khai, vân môn ngày sau nhân viên đông đảo, chưa chừng mọi người đều đi đào vân môn góc tường, hơn nữa Dương Nghị Vân trong kế hoạch cấp vân môn chuẩn bị truyền thừa bảo vật từ từ không ít, một khi có người khởi tà niệm, làm không hảo vân môn liền sẽ hủy trong một sớm. Dương Nghị Vân sắc mặt trầm đi xuống, nhìn Tuyết Miêu đột nhiên lạnh lùng nói, khi nào phát hiện, vì sao không đăng báo. Tuyết Miêu cả người đều là run lên, lại là nói, nửa năm trước liền phát hiện, chỉ là chủ nhân không ở không biết đối ai đăng báo. Hồ đồ Dương Nghị Vân giận dữ, ta không ở ngươi liền tùy ý sự tình phát triển đi xuống. Đại sư huynh trưởng quản truyền thừa đại điện, nhị sư huynh trưởng quản hình pháp đại điện, bọn họ không thể quản sao. Còn có ngươi. Thân là vân môn chín đại trung tâm đại điện chi nhất ám dạ đại điện điện chủ, càng là kiêm nhiệm hộ pháp chi chức, ta hỏi ngươi vân môn hộ pháp chính là dùng để bảo hộ vân môn thủ vệ vân môn. Dương Mỗ giận dữ, chất vấn dưới Tuyết Miêu ngầm đầu, không dám nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. Chủ nhân ta biết sai rồi, Tuyết Miêu thấp giọng trả lời. Nơi này không có chủ nhân, chỉ có vân môn chi chủ, ta đang nói một liền, ngươi là vân môn hộ pháp chi nhất, càng là ám dạ đại điện điện chủ chi. Vân môn chín đại trung tâm đại điện, bất luận cái gì một chút đều có trách nhiệm có nghĩa vụ tới bảo hộ vân môn, giữ gìn vân môn ích lợi, người đang làm cái gì? Dương Mỗ nhân hướng về phía Tuyết Miêu giống giận mà ra. Hắn càng khí chính là Tuyết Miêu quan niệm, cũng là mượn cơ hội này, nói cho mọi người,
vân môn là một cái chỉnh thể, mỗi một cái vân môn người, mặc kệ là người là yêu, người đều là vân môn đệ tử, đều có nghĩa vụ đi bảo vệ vân môn ích lợi nghĩa vụ. Cũng là nói cho đại gia, vân môn chính là không có hắn cái này môn chủ, chín đại điện bất luận cái gì một điện điện chủ đều là cao tầng, các ngươi có trách nhiệm làm ra quyết đoán, hắn càng là nói cho đại gia, ta Dương Nghị Vân không phải một cái kẻ độc tài, một cái tông môn phát triển yêu cầu chính là mọi người đoàn kết, mà không phải một người quyết đoán. Dựa theo Tuyết Miêu loại này tư tưởng, nếu là hắn sẽ không tới, lúc này liền tùy ý phát triển đi xuống, may mắn Lôi Võ Kiệt làm ra nhiều chỉ là bôi đen vân môn việc, nếu là làm khác sự đâu. Ngươi Tuyết Miêu chỉ là biết ta cái này môn chủ không hề ngươi mặc kệ, một hai phải chờ trở về hồi báo. Nếu là sự tình quan vân môn căn cơ đại sự, chẳng phải là muốn xong đời. Từng tiếng lạnh giọng ra tới, Tuyết Miêu rốt cuộc có điều danh vô, thật là sai rồi. Dương Nghị Vân cũng đúng là muốn thay đổi Tuyết Miêu tư duy, cũng là cho mọi người xem, sự tình quan vân môn đại sự, ta cái này vân môn môn chủ không hề thời điểm, các ngươi chín đại điện chủ chính là tối cao quyết sách người, có cái này quyền lợi a. Đi đem Lôi Hâm cùng kia Lôi Võ Kiệt triệu tới tổng điện, việc này lúc sau, chính mình đi hình phạt đại điện lãnh phạt, nhưng có ý nghĩa. Quát lớn qua đi, Dương Mẫu Nhân hỏi Tuyết Miêu. Không có dị nghị. Tuyết Miêu cam nguyện bị phạt. Tuyết Miêu chưa từng có gặp qua Dương Nghị Vân phát hỏa, đối nàng tới nói thực sợ hãi. Mà Dương Nghị Vân cũng là mượn này gõ một chút Tuyết Miêu, bởi vì hắn cảm thụ đến, từ Tuyết Miêu đi Độc Cô Gia Sáng tạo sát thủ cùng tình báo lúc sau, có một ít kiêu ngạo, điểm này năm đó đi trước giao chỉ thử xem, hắn liền cảm nhận được, chỉ là vẫn luôn không cơ hội gõ nàng. Lại nói không gõ cũng không được, hắn biết rõ ám dạ đại điện khống chế sát thủ cùng mạng lưới tình báo lợi hại chỗ. Nếu là ra một chút đường rẽ, liền sẽ là đại loạn tử. Hắn chính là tưởng nói cho Tuyết Miêu đừng bành trướng, đừng ngớ ngẩn. Ngay sau đó Tuyết Miêu chợt lóe biến mất ở đại điện. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ có đối sao trời tử nói, nhị sư huynh ngươi cùng qua đi nhìn xem, đừng ra cái gì đường rẽ. Hành, ta đi. Giờ phút này tiểu sư đệ phát hỏa, sao trời tử mấy cái cũng chưa gặp qua, thật đúng là có điểm mất tự nhiên, vội vàng đi ra đại điện. Chỉ có Vân Trường Sinh còn lại là không chút nào để ý, ngược lại trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, đây mới là nhất môn chi chủ, hẳn là có uy nghiêm. Hôm nay chẳng sợ tiểu sư đệ đem chầu này gõ đặt ở trên người hắn, hắn cũng vui tiếp thu. Đến nỗi Cơ Tím Hà đối với tiểu sư đệ phát hỏa một chút đều không cảm mạo, đã sớm ở phía trước đi quấy rối lão công gà đi, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào kinh doanh hắn tiên thú viện, mặt khác nàng một chút đều cảm thấy hứng thú. Sư huynh Lôi Hâm làm người như thế nào? Dương Nghị Vân ngẫm lại chuyện này vẫn là không cần mở rộng, chỉ cần Lôi Hâm có thể thừa nhận sai lầm, liền thôi bỏ đi, gần nhất không cần thiết vân môn sắp thành lập đại điển thượng cành mẹ đẻ cành con, mà đến chung quy là luyện tạo tiên minh lão nhân, xử lý không tốt sợ sẽ khiến cho phía dưới đệ tử bắn ngược. Vân Trường Sinh vừa muốn trả lời, lúc này lại là một tiếng nổ vang vang lên. Không tốt, đã xảy ra chuyện, đại sư huynh chúng ta qua đi nhìn xem. Xem ra hôm nay thật đúng là muốn gặp huyết Dương Nghị Vân mày nhăn lại, hắn phân biệt phương hướng thật là trưởng lão đại điện. Hảo, đi Vân Trường Sinh sắc mặt cũng âm trầm đi xuống. Trước khi đi Dương Nghị Vân đối phương Đông Hạo Thiên Đạo, lão gia tử ngươi đi tìm những người khác giữ gìn trật tự. Hắn là sợ làm cho hỗn loạn tới, rốt cuộc hiện tại vân môn xác nhập luyện tạo tiên minh lúc sau, mấy vạn luyện tạo tiên minh người đều nhập trú vân môn, nếu là Lôi Hâm quá kích tất nhiên không chấp nhận được hắn. Mà sát Lôi Hâm hắn sợ mặt khác không rõ chân tướng đệ tử che kín, sai lầm. Đánh nhau rồi. Này ở Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh xem ra chính là chột dạ. Nếu không Tuyết Miêu cùng nhị sư huynh tự mình qua đi, như thế nào còn dám động thủ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, Vân Trường Sinh lại là sát ý tán phát, luyện tạo tiên minh những người này vẫn luôn đều ở hắn ở thống lĩnh, Lôi Hâm đây là thuộc về tạo phản. Đây cũng là ở đánh hắn mặt. Vân Trường Sinh nổi giận. Hai người chợt lóe rồi biến mất, tới rồi trưởng lão cung điện. Nói là cung điện, kỳ thật là rất lớn một mảnh kiến trúc đàn, tất cả đều là thuộc về trưởng lão cung điện. Mỗi một cái trưởng lão đều sẽ có một cái đơn độc kiến trúc đạo tràng đều là chế tạo xa hoa tinh diệu tiên nguyên lực nồng đậm hết thảy nguyên bộ đầy đủ hết độc lập tiểu viện, trưởng lão đoàn nghị sự mới có thể đi trưởng lão đại điện. Hai người thật xa liền nhìn đến một chỗ tiểu viện trên không huyền phù cái đại tiên tôn. Tất cả đều là luyện tạo tiên minh kia trăm tên nhãn hiệu lâu đời tiên tôn. Giờ phút này lại là đều huyền phù ở thiên, rõ ràng chia làm hai phái. Lôi Hâm ngươi tưởng phản bội tông,
Sao Trời Tử giờ phút này mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lôi Hâm. Ha ha, cái gì phản bội tông không phản bội tông, lão phu chỉ nhận luyện tạo tiên minh, chó má Vân Môn, làm một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm nhất môn chi chủ, lão phu không nhận. Giữa sân Lôi Hâm cười lạnh. Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh trong mắt, trăm tên nhãn hiệu lâu đời tiên tôn chia làm hai phái, ở Lôi Hâm phía sau lại là ước chừng đứng 30 người, mặt khác 70 người lại là đứng ở Sao Trời Tử cùng Tuyết Miêu phía sau. Thực rõ ràng đây là phân liệt. Hơn nữa đây là sớm đã có dự mưu. Nhất định là cái kia phân đoạn ra đường rẽ. Lúc trước này đó lão tiên tôn đi theo đại sư huynh vừa tới Vân Môn thời điểm, đầu tiên nhảy ra chính là Trung Văn Hạ, đại sư huynh muốn sát Trung Văn Hạ, là hắn cản lại. Ngày ấy một ít người đối hắn cái này môn chủ bất mãn xem như hóa giải. Nhưng đó là lúc sau, cẩn thận tưởng tượng, này đó lão tiên tôn, xem như mạnh mẽ ở đại sư huynh uy hát Iota hạ chịu thua, cũng tiến vào Vân Môn trưởng lão đoàn. Nhưng chung quy miễn cưỡng. Dương Nghị Vân trong lòng hiện lên một ít ý niệm, song việc nghĩ này đó lão tiên tôn tương lai đều có thể xưng là Vân Môn trung gian hòn đá tảng, hảo sinh đối đãi bọn họ sẽ nhận đồng Vân Môn nhận đồng chính mình. Nhưng mà hiện tại xem ra là hắn ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá cũng hảo, những người này bất mãn sớm ngày bại lộ ra tới. Sớm ngày giải quyết về sau Vân Môn chính là trên dưới một lòng, không có tai họa ngầm. Xem như Lôi Hâm vừa lúc 30 danh lão tiên tôn, nhìn dáng vẻ là một con đường đi tới cuối. Bất quá cũng có làm hắn vui mừng chính là 70 danh tiên tôn không có cùng Lôi Hâm cùng nhau, này thuyết minh, này 70 danh tiên tôn là trong lòng tưởng dung nhập Vân Môn. Đây là chuyện tốt. Duy độc Lôi Hâm này 30 danh, ha ha, Dương Nghị Vân sau khi đi qua, cười lạnh lên. Hắn rất muốn biết này đó có cái gì dựa vào, dám phản loạn Vân Môn. Bọn họ chung nhưng không có một cái thông ngộ cường giả, mà Vân Môn bên này có hắn, có đại sư huynh cái này thông ngộ, càng đủ càng nhiều người, những người này như thế chính là phản loạn, chẳng lẽ sẽ không sợ đi không Vân Môn? Nhất định có khác cái gì nguyên nhân? Nghe Lôi Hâm cùng nhị sư huynh đối thoại, Dương Nghị Vân liền biết những người này trong lòng vẫn là khinh thường hắn. Cũng khó trách. Phía trước đệ nhất mặt hắn mới là tiên đế đại viên mãn đỉnh, như tiên tôn mới là mới vừa bước vào, mà này đó lão gia hỏa đều là thành danh đã lâu tiên tôn đại viên mãn đỉnh, ở bọn họ trong mắt liền tính là tiên tôn lúc đầu trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cũng đều không coi là cái gì. Giờ phút này càng là hội tụ 30 người, ở đâu cùng nhau chính là một cổ lực lượng. Vân Trường Sinh khí cả người phát run, Sao Trời Tử giận dữ, sau lưng cổ kiếm đại tác phẩm, liền phải ra khỏi vỏ. Bất quá lúc này một người tức giận nói, Lôi Hâm ngươi chờ hồ đồ, nếu lúc trước gia nhập Vân Môn chính là Vân Môn trưởng lão đoàn một viên, chính là Vân Môn một phần tử, hôm nay các ngươi bực này hành vi chính là phản bội tông, đây là tối kỵ, liền tính là Vân Môn buông tha các ngươi đi ra ngoài tới rồi tiên giới cũng đem bị người nhạo báng, càng có ai sẽ cùng ngươi chờ làm bạn. Ngươi chờ chớ nên làm việc ngốc, mau mau nhận cái sai, ta tin tưởng môn chủ khí độ đại, sẽ không cùng ngươi chờ so đo. Đều là có công lao có khổ lao luyện tạo tiên minh lão nhân, thống lĩnh cùng môn chủ sẽ không so đo, lại nói việc này là ngươi làm tôn nhi làm không đúng, Vân Môn thành lập chính là đại tông, ngươi tôn nhi Lôi Võ Kiệt đi tự mình mưu lợi, này không phải hủy Vân Môn sao? Lôi Hâm cười lạnh, Trung Văn Hạ ngươi câm miệng đi, lúc trước liền ngươi nhảy tối cao, không ủng hộ Dương Nghị Vân kia tiểu tử môn chủ, còn kém điểm bị Vân Trường Sinh cấp giết, Dương Nghị Vân kia tiểu tử chính là cùng Vân Trường Sinh sướng vừa ra hắc mặt đỏ diễn. Ngươi liền khăng khăng một mực. Ha ha, lão phu cũng khuyên các ngươi, đi theo lão phu đi thôi, rời đi chó má Vân Môn, nơi đây sớm hay muộn sẽ tan thành mây khói, qua không bao lâu, tất nhiên sẽ bị người san bằng, đi theo lão phu đi, thông ngộ chi lộ chờ các ngươi, nếu không ngày nào đó ngươi đợi lát nữa hối hận. Lôi Hâm ngươi đáng chết. Vân Trường Sinh giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, một bước bước ra tiến vào giữa sân. Đại sư huynh ta tới giải quyết. Dương Nghị Vân ngay sau đó lắc mình cùng qua đi hô một tiếng. Vân Trường Sinh khí cả người phát run, nhưng như cũ dừng. Dương Nghị Vân giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nghe Lôi Hâm đối Trung Văn Hạ kêu gọi, bên trong tin tức lượng nhưng lớn. Hắn hiện tại có thể xác định, cái này Lôi Hâm phía sau tuyệt đối có người sai sử chống lưng, hắn câu kia, qua không bao lâu Vân Môn sẽ bị người san bằng, còn có cuối cùng một câu dụ hoặc Trung Văn Hạ nói, cái gì thông ngộ chi lộ chờ các ngươi. Đều là đại tin tức. Hiện tại ngẫm lại có lẽ có người thu mua Lôi Hâm, thậm chí từ hứa hẹn có thể bước vào thông ngộ nói, cho nên Lôi Hâm mới có thể như thế đi. Ngược lại là Trung Văn Hạ cái này lão nhân,
Lúc trước tuy rằng thiếu chút nữa đừng đại sư huynh một trưởng trục chết, nhưng hắn chặn lại đại sư huynh một trưởng, cứu Trung Văn Hạ lúc sau, lão nhân này ngược lại khăng khăng một mực đối hắn cảm ơn, cũng không có đi theo Lôi Hâm. Lôi Hâm bên người 29 người, hiển nhiên là bị hắn hứa hẹn cái gì đi theo bên người. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh khống tràng, nơi này ta tới xử lý, chư vị trưởng lão phong tỏa trưởng lão cung điện. Dương Nghị Vân không khách khí, trực tiếp hạ lệnh, nếu dư lại 70 danh lão tiên tôn không đi theo Lôi Hâm cùng nhau, đã nói lên bọn họ sẽ không có nhị tâm, cùng Vân Môn là một lòng, tưởng tượng cũng lý giải, những người này đều là đi theo 30 vị sư nương lão nhân, không xem mặt mũi của hắn, tất nhiên cũng xem sư nương mặt mũi, tự nhiên sẽ không phản loạn. Ra lệnh một tiếng 70 danh trưởng lão nháy mắt tản ra kết trận phong tỏa trưởng lão cung điện. Giờ phút này Dương Nghị Vân mới ngẩng đầu nhìn về phía huyền phù ở trăm mét ở ngoài Lôi Hâm 30 người, Nga không đối là 31 người, ở Lôi Hâm phía sau có một người tiên tôn lúc đầu thanh niên, cùng Lôi Hâm có vài phần tương tự, nghĩ đến chính là Lôi Hâm tôn tử Lôi Võ Kiệt không thể nghi ngờ. Lôi Hâm, còn đều các ngươi chư vị, chính là đơn thuần đối ta bất mãn. Cũng hoặc là có khác nguyên nhân, cho các ngươi không thôi phản bội tông. Dương Nghị Vân khoanh tay mà đứng nhàn nhạt hỏi. Phản bội tông? Ha ha ha, chê cười, chúng ta căn bản liền không đáp ứng ngươi gia nhập ngươi Vân Môn đâu, ra phản bội tông vừa nói. Tại đây ngươi một cái tiên đế, gì, tiểu tử ngươi hiện tại tiên tôn sơ cấp, hảo, liền tính là ngươi là tiên tôn lúc đầu, nhưng ngươi tự nhận có cái gì tư cách tới cấp chúng ta này đó tiên tôn đại viên mãn đỉnh lão tiên tôn làm môn chủ. Lôi Hâm khi nói chuyện còn mang theo ý cười, đối với phong tỏa trưởng lão cung điện việc, chút nào không chút nào để ý. Càng là không có một chút ít giác ngộ nghĩ tới trong sân Vân Trường Sinh là cái bọn họ không thể trêu vào thông ngộ, càng tựa hồ không nghĩ tới nơi này là Vân Môn trong vòng, có cường đại đại trận tồn tại. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, Lôi Hâm tất nhiên có cái gì dựa vào. Chính là đến tột cùng là cái gì dựa vào, cư nhiên có thể làm hắn 50 thông ngộ tồn tại đại sư huynh, càng làm lơ bốn phía còn có 70 danh cùng hắn cùng cấp bậc lão tiên tôn. Một khi đánh lên tới, này đó lão tiên tôn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Lôi Hâm nếu là không có gì đại dựa vào, đánh chết Dương Nghị Vân đều không tin, trừ phi Lôi Hâm là đầu óc nước vào điên rồi, nhưng thực rõ ràng hắn không điên, hắn phía sau 29 danh lão tiên tôn cũng không có khả năng điên rồi choáng váng. Dương Nghị Vân nhìn Lôi Hâm, nheo lại mắt nói, ngươi sai rồi, từ các ngươi nhập ta Vân Môn, nhập chú này trưởng lão viện một ngày khởi. Từ ta sư nương tuyên bố luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn một ngày khởi, các ngươi chính là ta Vân Môn người, ngươi chờ hiện tại việc làm đó là phản bội tông chi tội, chỉ bằng này một cái ta hôm nay nhưng tru sát ngươi nhóm. Đến nỗi ta cái này các ngươi hiện tại tiểu tiên tôn có hay không thực lực cùng tư cách làm các ngươi này đó lão tiên tôn môn chủ, cái này sau đó ta sẽ làm các ngươi biết, ta Dương Nghị Vân có hay không tư cách. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi một câu, ai cho các ngươi lá gan? Cho các ngươi đang ở ta Vân Môn bụng, ở một vị thông ngộ cường giả cùng 70 danh lão tiên tôn trước mặt, như thế không kiêng nể gì. Còn có thân là Vân Môn trưởng lão đoàn một viên, ngươi nếu là lại tiên thạch, có thể cho ta nói, ta cho ngươi, thậm chí ngươi ngang vì trưởng lão chức vị, ta cho ngươi các ngươi cũng đủ tu luyện tài nguyên, cần gì phải làm ngươi tôn nhi đi mưu lợi. Bất quá này đó thoạt nhìn đều không quan trọng, từ trong ánh mắt của ngươi, ta tựa hồ thấy được có mãnh liệt tự tin. Nếu là ta không có đoán sai nói, người sau lưng sợ là có một vị so với ta sư huynh càng cường thông ngộ cường giả đi. Như thế ngươi mới dám không kiêng nể gì sai xử ngươi tôn nhi đi mưu lợi, cũng dám coi rẻ ta Vân Môn, ta đoán sai hẳn là không sai đi. Hoặc là nói ngươi dựa vào là cái gì? Dương Nghị Vân nói thực bình tĩnh, nhưng là ai đều biết hắn càng là như thế, lửa giận liền càng nặng, bắn ngược lớn hơn nữa. Chẳng qua nhìn qua, Lôi Hâm càng thêm chấn định kỳ cục. Chính như Dương Nghị Vân hỏi này một câu, người có cái gì dựa vào? Hiển nhiên giờ phút này mọi người đều minh bạch, Lôi Hâm có dựa vào, có đại dựa vào. Nếu không Vân Trường Sinh cái này thông ngộ ở đây, hắn Lôi Hâm còn dám như thế kiêu ngạo. Lúc này nhưng Dương Nghị Vân một phen lên tiếng ra tới, Lôi Hâm lại là ha ha cuồng tiếu lên nói, có cái gì dựa vào đợi lát nữa tiểu tử ngươi sẽ biết, đừng tưởng rằng đem ta trở vây quanh, lại có Vân Trường Sinh cái này thông ngộ nhất trọng thiên ở đây liền vô địch. Tiên giới to lớn, cường giả như mây, thật sự các ngươi có thể vô địch không thành. Tiểu tử ngươi đây là một cái đi rồi cứt chó vận tiểu tử mà thôi, có thiên tà chí tôn đệ tử thân phận mà thôi, luận thực lực tu vi, ngươi có cái gì tư cách đối lão phu tới khoa tay múa chân.
Lão Phu lúc trước tiến luyện tạo tiên minh là vì lợi ích của gia tộc, nhưng cũng không thiếu xuất lực, càng muốn chính là thăng cấp thông ngộ, nhưng nhiều năm như vậy, về thông ngộ chi đạo, luyện tạo tiên minh ba vị đương gia, thì cũng chưa phóng một cái, hiện giờ càng là muốn đem luyện tạo tiên minh nhập vào ngươi chó má Vân Môn. Quả thực là chê cười, luyện tạo tiên minh có thể có hôm nay quy mô đó là chúng ta những người này đánh hạ Giang Sơn, dựa vào cái gì phải cho ngươi Dương Nghị Vân làm áo cưới. Hôm nay ta còn liền nói cho ngươi, Lôi Thành phân bộ từ hôm nay trở đi, thoát ly luyện tạo tiên minh, trở về ta Lôi ra, lại nói tiếp Lôi Thành phân bộ vốn là lão phu một tay sáng lập, cùng luyện tạo tiên minh cũng không có quan hệ. Lôi Hâm ngươi có thể tưởng tượng hảo, Vân Trường Sinh âm trầm đánh gãy Lôi Hâm. Dương Nghị Vân biết giờ phút này đại sư huynh vô cùng phẫn nộ, lại cũng không đánh gãy đại sư huynh nói chuyện. Lôi Hâm cười to, ha ha, Vân Trường Sinh lão phu đã sớm nghĩ kỹ rồi, như thế nào cho rằng ngươi là thông mộ liền ghê gớm. Nói thật cho các ngươi biết, vốn dĩ ở các ngươi Vân Môn đại điển thành lập thời điểm, muốn thu thập ngươi, không nghĩ tới. Như thế cũng hảo, hôm nay liền giết ngươi Vân Trường Sinh cũng là có thể. Giết ta, chỉ bằng ngươi, Vân Trường Sinh nheo lại đôi mắt. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là trong lòng nhảy dựng, hắn càng thêm xác định cái này Lôi Hâm có cái gì đại dựa vào, trở tay lặng lẽ đem thần ma âm dương kính triệu hoán nơi tay, chuẩn bị tùy thời ra tay. Ha ha, Vân Trường Sinh ngươi cho rằng ngươi thông ngộ nhất trọng thiên liền ghê gớm. Nói thật cho ngươi biết lão phu có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi, đừng cho là ta không biết, thiên cơ nương nương đã đi lên trời lộ, mà võ thần cùng cung chủ hai vị lại là ở bế tử quan chung. Nếu là các nàng ba vị trong đó một cái hôm nay ở đây, lão phu không nói hai lời liền đi, nhưng hôm nay Vân Môn liền ngươi một cái thông ngộ nhất trọng thiên mà thôi, hắc hắc lão phu tuy không phải thông ngộ, nhưng xử lý ngươi vẫn là có nắm chắc. Lôi Hâm rốt cuộc nói ra tâm sinh, thực hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, đều hỏi thăm hảo thiên cơ ba vị tình huống. Giờ phút này ở Lôi Hâm dứt lời lúc sau, lại là trong tay quang mang chợt lóe, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một vật. Dương Nghị Vân tức khắc đồng tử co rút lại một chút, bởi vì hắn cư nhiên từ Lôi Hâm lấy ra cái này vật phẩm thượng cảm nhận được cùng chính mình thần ma âm dương kính tương tự hơi thở. Này cũng là nói rõ, Lôi Hâm trong tay tạo hình như là một vòng trăng rằm vật phẩm, là một kiện thần khí. Trong lòng vừa động thần ma điểu xuất hiện ở trên vai, Dương Nghị Vân lập tức truyền âm hỏi thần ma điểu Lôi Hâm trong tay chi vật có phải hay không thần khí cấp bậc. Vốn dĩ muốn mắng Dương Nghị Vân quấy rầy ngủ thần ma nam ngây người nhìn lại. Ngay sau đó thanh âm ở Dương Nghị Vân trong óc vang lên nói, thật đúng là một kiện thần khí, bất quá đừng lo lắng, hắn kia kiện thần khí phẩm cấp nhưng không tiểu tử ngươi trong tay thần ma âm dương kính như ích. Thần khí, cũng chia làm ba loại, thần, ma khí, cùng thần ma khí, trong tay hắn chính là đơn thuần thần pháp khí, không phải một cái cấp bậc, tiểu tử ngươi trong tay cái này chính là cao giai thần ma hợp nhất trí bảo, trong tay hắn kia kiện hẳn là chỉ một công kích thần pháp khí không cụ bị ma pháp khí thuộc tính, làm ngươi sư huynh cẩn thận. Liền tính là chỉ một thần pháp khí, trong đó bộc phát ra tới uy lực cũng là không thể khinh thường, người sư huynh chưa chắc ngăn cản Nga. Dương Nghị Vân nghe xong hỏi, ta đi đối phó hắn đâu? Người đi tuy rằng tu vi cùng hắn kém một ít, nhưng tiểu tử ngươi căn cơ không tồi, trong tay thần ma âm dương kính càng là thần ma khí, uy lực thượng tất nhiên cường đại, chỉ là tiểu tử ngươi nhớ kỹ, bất luận cái gì khí, cách dùng ở người, cách dùng đúng rồi, uy lực tăng gấp bội. Dùng sai rồi thần khí nơi tay cũng là uổng phí. Ngươi trong tay thần ma âm dương kính uy lực như thế nào, có cái gì đặc thù chỗ, cái này chỉ có chính ngươi rõ ràng, lão tử có không nhìn thấy, đi thử thử chẳng phải sẽ biết, này mẹ nó là ở địa bàn của ngươi thượng, sợ cái mau a, làm chết này bọn tạo phản phái, ra không được đại sư, đừng quên Vân Môn còn có kia một gốc cây lão cây liễu ở, thiên đạp không xuống dưới. Thần ma điểu nói chuyện tràn ngập kích động tính. Chính là Dương Nghị Vân vừa nghe đúng vậy, sợ cái con khỉ. Còn không phải là 30 cái lão tiên tôn sao? Người Lôi Hâm trong tay có thần khí lại như thế nào? Lão tử trong tay càng cao giai, còn không có thử qua uy lực đâu, vừa lúc thử xem. Mặt khác Lôi Hâm sau lưng tuyệt đối có người, đơn giản chính là thông ngộ cường giả, so đại sư huynh cao thông ngộ cường giả. Thì tính sao? Hôm nay nếu là dám nhảy ra, tiến đến Vân Môn nháo sự. Lão cây liễu cũng không phải là ăn chay. Dương Nghị Vân tuy rằng không nói lão cây liễu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng tuyệt đối là thông ngộ cấp bậc, thậm chí là cao giai thông ngộ. Nghĩ vậy một chút, hắn trong lòng liền đại định, đơn giản là lo lắng Lôi Hâm sau lưng có người, sợ đến lúc đó tên bắn lén đả thương người, hắn mới đầu có lo lắng,
rốt cuộc thông ngộ cường giả hắn kiến thức quá, thủ đoạn đại dọa người. Nhưng lại quên mất Vân Môn còn có lão cây liễu ở đâu, thật muốn là Lôi Hâm sau lưng người dám nhảy ra, lão cây liễu tuyệt đối sẽ ra tay, lúc này lúc trước hắn tìm lão cây liễu thời điểm, lão cây liễu cấp ra hứa hẹn. Dựng lên Vân Môn cũng là lão cây liễu tu luyện đạo tràng, nói cách khác, hiện tại Vân Môn địa bàn là người ta lão cây liễu địa bàn. Sao lại mặc kệ? Hiện tại vấn đề ngược lại ở hắn nghĩ đến dễ làm, một chữ sát. Đem Lôi Hâm này 30 danh kẻ phản loạn sát sạch sẽ, đến lúc đó đem Lôi Hâm sau lưng người dẫn ra tới, khi đó tốt nhất bất quá, cũng cho hắn biết là cái gì địch nhân. Che giấu âm thầm địch nhân mới đáng sợ nhất. Chịu chết đi. Liền ở Dương Nghị Vân tưởng mấy vấn đề này thời điểm, trong tai vang lên một tiếng giống to. Lại là phát hiện Lôi Hâm trực tiếp đối đại sư huynh động thủ. Cái này lão bất tử, cầm trong tay trăng rằm thần khí, lắc mình chi gian thúc sục giống to, huyết nguyệt hiến tế. Tức khắc trong tay hắn trăng rằm thần khí huyết quang bùng nổ, ngay lập tức chi gian bộc phát ra một đạo huyết sắc, càng lúc càng lớn, lại là cực kỳ giống một vòng huyết sắc trăng rằm, đối với đại sư huynh mà đi. Trong lúc nhất thời giữa sân phát ra khai một cổ làm tất cả mọi người tim đập nhanh hơi thở, toàn bộ không trung đều chiếu rọi thành huyết hồng chi sắc. Cho nên có sắc mặt đều vì này đại biến, tất cả đều rõ ràng Lôi Hâm trong tay cái này pháp bảo có cổ quái, hơi thở đã vượt qua tiên khí trình tự một mảng lớn. Rất nhiều người lúc này mới hiểu được, Lôi Hâm tự tin nơi phát ra với trong tay hắn huyết sắc như trăng rằm pháp khí. Đích xác đơn từ hơi thở thượng phán đoán, đều đã vượt qua bọn họ ở đây lão tiên tôn có thể ngăn cản lực lượng. Hừ, Vân Trường sinh động, giống giận trung toàn thân hơi thở đả tọa dựng lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là biết Lôi Hâm trong tay chính là đến từ thiên giới thần pháp khí, tuy rằng đại sư huynh là thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, nhưng hắn biết Lôi Hâm nếu dám trực tiếp đối đại sư huynh động thủ, đó chính là nhất định có nắm chắc áp chế đại sư huynh cái này thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, hắn sợ đại sư huynh có hại. Vội vàng một cái lắc mình xông vào đại sư huynh phía trước. Ngay sau đó lấy Vân Môn môn chủ thân phận mệnh lệnh nói, nhị vị sư huynh, ta là Vân Môn chi chủ, hôm nay cái này phản đồ, khiến cho ta tới thân thủ xử lý. Bay nhanh nói xong, Dương Nghị Vân thúc giục trong tay thần ma âm dương kính, nhắm ngay Lôi Hâm này nói huyết nguyệt, trầm ngâm, thuận chuyển vì dương, thí thần diệt ma. Ong, oanh, ầm vang. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động chi gian thúc giục thần ma âm dương kính dương mặt, tức khắc trong tay thần ma âm dương kính ong run lên, kính trên mặt kim quang bùng nổ, một đạo cánh tay thô tráng kim sắc cột sáng bùng nổ mà ra, thẳng đến Lôi Hâm huyết nguyệt. Ở một tiếng ầm vang lúc sau, lộng lẫy kim quang tức khắc bao phủ huyết nguyệt, như là bốc hơi rất giống nhau, một kích dưới biến mất không còn một mảnh. A phốc! Nhưng là này như cũng không để yên, Dương Nghị Vân này đạo kim quang căn bản liền không có tiêu tán. Trực tiếp đánh rơi ở Lôi Hâm trong tay huyết nguyệt thần pháp khí thượng, ầm vang một chút vang lớn, cái này huyết nguyệt dường như pháp khí lại là bay ngược đi ra ngoài. Mà Lôi Hâm còn lại là bị phản phệ dưới kêu thảm thiết hộc máu. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới thần ma âm dương kính uy lực như thế to lớn, vượt qua hắn ngẫm lại, thọc sâu nhảy, kính mặt lần thứ hai nhắm ngay kinh hoàng Lôi Hâm mở miệng nói, nghịch chuyển vì âm, nhiếp hồn đoạt phách. Một đạo màu đen quang mang ngay lập tức bao phủ ở Lôi Hâm trên người. Ngay sau đó kinh hoàng vô cùng Lôi Hâm ở hắc khí trung hoảng sợ hô to, Vu Hoàng đại nhân cứu ta. Lôi Hâm hoảng sợ vô cùng hét to một tiếng Vu Hoàng đại nhân cứu ta, chứng thực Dương Nghị Vân suy đoán, lão gia hỏa này sau lưng quả nhiên là có người tồn tại. Nhưng hiện tại, gọi là gì Hoàng đô chậm? Bởi vì Dương mẫu nhân trong tay thần ma âm dương kính, nghịch chuyển một mặt nhiếp hồn đoạt phách mở ra. Màu đen chi khí trực tiếp bao vây bao phủ Lôi Hâm, một tiếng hoảng sợ tiếng kêu cũng là hoàn toàn mà ngăn. Hắc khí tiêu tán. Huyền phù ở trống không Lôi Hâm lại là bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Cơ hồ trong nháy mắt này tất cả mọi người thấy được, Lôi Hâm đã chết. Bởi vì đã không có bất luận cái gì sinh cơ, liền dư lại một bộ thể xác. Tựa hồ Lôi Hâm thần hồn tiêu tán không còn một mảnh. Như thế nào biến mất? Xoát xoát xoát. Ánh mắt mọi người đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Hoặc là nói đặt ở Dương Nghị Vân trong tay thần ma âm dương kính thượng. Mọi người đều không ngốc, thực rõ ràng, đều nhìn ra Dương Nghị Vân trong tay chi vật là muốn Lôi Hâm mệnh chí bảo. Là cái gì chí bảo pháp khí, không biết, nhưng lại biết thứ này nháy mắt hạ gục Lôi Hâm. Hơn nữa là quỷ dị thần hồn tiêu tán. Hắc khí ra tới chiếu rọi một chút, một người tiên tôn đại viên mãn đỉnh nhãn hiệu lâu đời tiên tôn.
trực tiếp mất đi toàn bộ thăng cấp quải rớt. T. Giữa sân rất nhiều người ở trong lòng hít hà một hơi. Dư lại 29 cái từ lúc bắt đầu đi theo Lôi Hâm Tiên Tôn hoảng loạn. Cũng không biết là ai hô một tiếng, trốn. Ngay sau đó 29 danh lão tiên tôn, tứ tán mà chạy. Giờ phút này đại thế đã mất, không trốn còn chờ chết sao? Dương Nghị Vân mắt lạnh nhìn, lại là không sốt ruột đuổi theo đi, bởi vì đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở này đó người tứ tán mà chạy thời điểm liền ra tay, hơn nữa bốn phía phong tỏa 70 danh lão tiên tôn cũng ra tay. Không màng này đó lão tiên tôn đã từng có cái gì công lao khổ lao, ở bọn họ lựa chọn đi theo Lôi Hâm cùng nhau thời điểm, chính là phản bội tông chi tội. Từ Dương Nghị Vân xuất hiện thời điểm, liền đã cho bọn họ cơ hội, nhưng là không ai từng có hối ý. Cũng cho nên mọi người đều rõ ràng, bọn họ kết quả chỉ có một đó chính là, chết. Đại sư huynh nhị sư huynh đồng thời ra tay, hơn nữa 70 danh lão tiên tôn hiệp trợ, chính là một hồi không hề trì hoãn tàn sát, hoặc là nói rõ lý môn hộ. Không đến 10 tức thời gian, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là... Phía chân trời phía trên lại là vang lên một tiếng hừ lạnh nói, hừ, thật lớn uy phong. Vèo. Vân Trường Sinh trước tiên xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, hoặc là nói là chắn Dương Nghị Vân trước người, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng lại không có hắc sợ, mà là nheo lại đôi mắt ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này phía chân trời phía trên, trống rỗng xuất hiện một chút kim quang, từ xa tới gần. Giây lát hết sức xuất hiện ở bọn họ trước người trăm mét địa phương dừng lại, kim quang đại tác, hóa thành một người. Một cái đầu đội vương miện, một thân tử kim long bào trung niên nhân. Cho người ta đệ nhất cảm giác đó là đẹp đẽ quý giá, thả có uy nghiêm bất phàm. Toàn thân kim quang lấp lánh, nhìn qua càng thêm thần thánh. Thiên địa chi gian chậm rãi như núi giống nhau uy áp, một tầng tầng tản ra, cơ hồ bao phủ ở cho nên có trên người. Vu Hoàng ngươi vượt cấp. Lúc này Vân Trường Sinh mở miệng nói chuyện, hiển nhiên nhận thức người này. Cùng thời gian Dương Nghị Vân nghe được đại sư huynh truyền âm, tiểu sư đệ người này là cửu trọng thiên tam đại thiên tôn thế lực chi nhất, phu thiên tôn đệ đệ được xưng Mô Hoàng, ta cảm nhận được hắn nhất thông mộ tam trọng thiên tồn tại, chờ một lát tìm cơ hội đi thỉnh lão cây liễu, ta nhiều nhất có thể bám trụ hắn 10 tức thời gian. Dương Nghị Vân lại là mở miệng nói, sư huynh yên tâm, hắn còn phiên không được thiên. Cái này Vu Hoàng Dương Nghị Vân một khắc trước không biết, nhưng hiện tại hắn thực cũng rõ ràng, bởi vì hắn đọc lấy Lôi Hâm ký ức. Thần ma âm dương kính nghịch chuyển vì âm nhiếp hồn đoạt phách sau lưng, vừa rồi trực tiếp hắc quang một chiếu dưới liền đem Lôi Hâm nguyên thần cấp cướp lấy vào trong gương, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, sạch sẽ lưu loát. Như thế chẳng khác nào nháy mắt hạ gục Lôi Hâm. Cũng đích xác đường Lôi Hâm nguyên thần tiến vào thần ma âm dương kính nháy mắt, hắn nguyên thần liền trực tiếp bị âm dương kính hấp thu. Đồng thời Lôi Hâm ký ức cũng phản hồi cho hắn cái này chủ nhân. Cho nên hắn đã biết Lôi Hâm trong miệng Vu Tôn. Cũng biết Lôi Hâm thật là thật thật tại phản bội, đã sớm ở thiên cơ sư nương đi lên trời lộ thời điểm, là cái này Ngô Hoàng tìm được thượng Lôi Hâm. Hai người chi gian cũng là vô tình hoặc là cố ý tiếp xúc, dù sao là Lôi Hâm đầu phục Vu Hoàng. Mà Vu Hoàng hứa hẹn trợ giúp Lôi Hâm tiến giai thông ngộ, phía trước Lôi Hâm trong tay chuôi này thần pháp khí đó là Vu Hoàng ban cho hắn. Dùng để điên đảo vân môn, hoặc là nói là dùng để điên đảo luyện tạo tiên minh đi. Luyện tạo tiên minh cùng tam đại thiên tôn thế lực đấu vô số năm, phu thiên tôn thế lực tự nhiên thống hận, nhưng trời cao tà mang đi tam đại thiên tôn cùng tiên giới cao thủ lúc sau, phu hoàng cái này phu thiên tôn đệ đệ liền thành phu thiên tôn thế lực dẫn đầu người. Thực hiển nhiên đi lên trời lộ thế hệ trước thông ngộ cường giả đều không về được, dựa theo phu hoàng tính toán, liền phải điên đảo luyện tạo tiên minh. Sau lại càng là biết được Dương Nghị Vân cư nhiên vẫn là trời cao tà đệ tử sau liền càng muốn thu thập. Vẫn luôn không có động thủ là bởi vì Vu Hoàng kiêng kỵ thiên cơ, nhưng chờ thiên cơ rời đi lên trời lộ sau, Vu Hoàng cố kỵ liền ít đi, nhưng cũng biết luyện tạo tiên minh còn có nữ võ thần cùng cung chủ hai vị đang bế quan, như thế hắn vẫn là kiêng kỵ, không thể minh tới, liền âm thầm trước bắt đầu. Vì thế thu mua Lôi Hâm, làm Lôi Hâm đi giảo hợp vân môn thành lập đại điển. Đi phân hóa luyện tạo tiên minh những người này, dù sao chính là không cho trời cao tà cùng hắn ba vị phu nhân thế lực hảo quá. Sở dĩ như thế, kỳ thật ra bên ngoài thượng thù hận ở ngoài, còn có cái trọng điểm là, ba vị sư nương vạn năm trước vì cấp lão nhân báo thù, cùng tam đại thiên tôn thế lực đối kháng chém giết trong quá trình, giết qua Vu Hoàng một vị âu yếm nữ nhân, này bút chướng Vu Hoàng liền nhớ kỹ.
Vu Tôn đi lên trời lộ cũng chưa về, Vu Hoàng trưởng quản Vu Thiên Tôn thế lực, chuẩn bị bắt đầu trả thù, như thế Lôi Hâm chỉ là một cái lá cờ. Hơn nữa ở Lôi Hâm trong trí nhớ, Vu Hoàng tu vi đã là thông ngộ ngũ trọng thiên tồn tại. Đọc vào tay Lôi Hâm ký ức sau, Dương Nghị Vân mới hiểu được vì cái gì Lôi Hâm đối mặt đại sư huynh thời điểm hảo không sợ sắc, hơn nữa luôn miệng nói cái gì ngươi mới là thông ngộ nhất trọng thiên nói. Lại là chủ tử sau lưng chính là thông ngộ ngũ trọng thiên cường giả, đương nhiên sở dĩ Lôi Hâm dám như thế lớn mật, là bởi vì trừ bỏ Vu Hoàng ban cho một kiện thần pháp khí ở ngoài, Lôi Hâm còn có thể triệu hoán Vu Hoàng nguyên thần pháp tương tiến đến. Nguyên thần pháp tương có thể ngay lập tức triệu hoán mà đến, đây mới là Lôi Hâm kiêu ngạo nguyên nhân. Nhưng Lôi Hâm trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn Dương Nghị Vân trong tay có thần ma âm dương kính, muốn hắn mệnh cũng là ngay lập tức chi gian chuyện này. Đích xác ở cuối cùng một viên Lôi Hâm triệu hoán Vu Hoàng tiến đến, nhưng chung quy yêu cầu thời gian, Vu Hoàng nguyên thần pháp tương vạn vạn dặm ở ngoài mà đến, tự nhiên không phải chân chính ngay lập tức tới, từ cửu trọng thiên đến hỗn loạn tiên vực cũng nhiều ít là yêu cầu thời gian. Lôi Hâm là thành công, nhưng chính hắn cũng đã chết. Lại nói tiếp cho rằng thông ngộ ngũ trọng thiên cường giả nguyên thần pháp tướng, lại là hẳn là rất cường đại, nhưng ở cường đại có thể đoạt đến quá lão cây liễu sao? Lão cây liễu bản tôn liền ở Vân Môn, còn làm bất quá ngươi một cái nguyên thần pháp tương. Chê cười. Chỉ có Vu Hoàng này thân hoàng đế giống nhau trang phục, ở Lôi Hâm trong trí nhớ, tựa hồ là Vu Hoàng thời trẻ du lịch mất tục giới, ở nào đó tiểu thế giới đã làm hoàng đế, cho nên vẫn luôn là cái dạng này trang điểm. Nhưng thật ra cái có ý tứ người. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Vu Hoàng, hắn cũng không sợ hãi, trong tay có thần ma âm dương kính, hắn cảm giác tự tin 10 phần. Đương nhiên liền tính ngăn cản không được, hắn tin tưởng đương Vu Hoàng xuất hiện ở Vân Môn một khắc, lão cây liễu đã sớm biết đến. Cho nên ý bảo đại sư huynh đừng lo lắng. Có một chút không thể không thừa nhận chính là, Vân Môn đại trận không tính yếu đi, phóng nhãn toàn bộ tiên giới hắn cũng tuyệt đối không yếu, nhưng cái này Vu Hoàng tuy rằng là nguyên thần pháp tương mà đến, nhưng lại có thể không hề trở ngại tiến vào Vân Môn đại trận, cũng đủ để thuyết minh, hắn rất mạnh. Thông ngộ ngũ trọng thiên. Cho dù là một cái nguyên thần hình chiếu, Dương Nghị Vân biết cũng không phải hắn có thể đối mặt. Đại sư huynh cái này hàng thật giá thật thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, lúc này đối mặt Ngô Hoàng nguyên thần pháp tướng, cũng là toàn thân căng chặt lên. Ong! Lúc này nhị sư huynh sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đứng lại đây, sư huynh đệ ba người đối mặt Vu Hoàng. A trời cao tà ba cái đệ tử A, thật lớn uy phong, vốn dĩ phải đợi quá mấy ngày bổn tọa ra, nhưng hiện tại xem ra. Lôi Hâm là cái phế vật, cũng hảo hôm nay bổn tọa liền diệt các ngươi, trời cao tà không hề, thiên cơ cũng đi lên trời lộ, tạp, nữ võ thần cùng kia công chúa ở bế tử quan, hôm nay xem ai có thể cứu các ngươi, ha ha, bất quá. Nói đến chỗ này, Ngô Hoàng tạm dừng một chút, cười lạnh nói, nếu là các ngươi quỳ xuống xin tha, có lẽ bổn tọa có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Quỳ ngươi muội a, người mẹ nó còn không phải là cái thông ngộ ngũ trọng thiên sao? Khoe khoang cái rắm a. Ta thiên cơ sư nương ở thời điểm, ngươi như thế nào không được sát. Nơi này là tiểu gia địa bàn của ta, hôm nay tới, liền mẹ nó đừng nghĩ đứng cách khai, còn không phải là một cái nguyên thần pháp tương sao, thật đúng là đương chính ngươi vô địch. Dương Nghị Vân đương trường liền chửi ầm lên. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, cây liễu tỷ tỷ chúng ta đều bị nhân ra khi dễ trong nhà tới, còn không ra tay càng đãi khi nào. Tiểu nhi tìm chết. Vu Hoàng bị Dương Nghị Vân một hồi mắng tức giận đến cả người phát run, hắn ngày thường đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại, có từng bị một cái tiểu bối như thế không kiêng nể gì thô bỉ thô giận nhục mạ quá. Chết! Vu Hoàng bị khí điên rồi, giơ tay kim quang đại tác, thiên địa biến sắc. Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử cũng có chút kinh ngạc, bọn họ hai cái cũng không nghĩ tới tiểu sư đệ như thế bưu hãn, cư nhiên dám nhục mạ Vu Hoàng, người này ở cửu trọng thiên tam đại thế lực chung. Trừ bỏ tam đại thiên tôn ở ngoài cũng là một nhân vật, chính là xem như đối địch, bọn họ hai cái cũng không nghĩ tới mắng Vu Hoàng, không nghĩ tới tiểu sư đệ xương sao tiêu. Bất quá, mắng hảo. Muốn cho bọn họ quỳ xuống, nằm mơ. Đệ nhất là thời gian hai người chắn Dương Nghị Vân trước người, ở bọn họ nghiêm trọng tiểu sư đệ quan trọng, một khi Vu Hoàng ra tay, bọn họ hai cái thêm cùng nhau cũng không phải đối thủ. Vân Trường Sinh rõ ràng hơn. Một cái thông ngộ ngũ trọng thiên cường giả đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Chẳng sợ hắn chỉ là một cái nguyên thần pháp tương hình chiếu pháp thân, kia cũng là vô pháp tưởng tượng tồn tại. Thông ngộ cửu trọng thiên, một trọng cao hơn nhất trọng thiên.
Năm trọng so với hắn cái này một trọng chân chính cao bốn trọng, nhưng ở thực lực chênh lệch thượng, cũng không phải là một con số, mà là một cái không biết. Vân Trường Sinh chuẩn bị liều mạng, hắn muốn ôm lấy sư đệ. Khanh khách, liền vào giờ phút này, một tiếng cười khẽ vang lên. Một nữ nhân thanh âm. Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử nhìn nhau giống nhau, đều là tặng khẩu khí. Bọn họ biết là lão cây liễu. Đối với lão cây liễu, bọn họ không biết đến tột cùng có bao nhiêu cường, lúc trước sư phụ đối bọn họ nói một câu lão cây liễu, trêu chọc Diêm Vương ra, cũng đừng đi trêu chọc lão cây liễu cái kia lão biến thái. Cho nên nói lão cây liễu hẳn là rất cường đại. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, hắn bình tĩnh nguyên nhân chính là bởi vì Vân Môn có lão cây liễu tỏa chấn. Chạy lão nương trong nhà tới Dương Oai, đánh không chết người mới là lạ đâu. Mang theo hài hước trêu chọc tiếng cười vang vọng phía chân trời. Giờ phút này vốn dĩ muốn ra tay một trưởng chụp chết Dương Nghị Vân ba người Vu Hoàng sắc mặt đại biến rừng, bốn phía xem xét, có chút kinh nghi hét lớn, ai? Lăn ra đây! Ha ha, cái này lão tiểu tử xong đời, cư nhiên làm cái kia lão biến thái lăn ra đây trừ bỏ Dương Nghị Vân vẻ mặt nhẹ nhàng ở ngoài, đệ nhị nhẹ nhàng Sao Trời Tử nở nụ cười, hắn cùng lão cây liễu đánh quá giao tế, đối lão cây liễu có chút hiểu biết, nghe tới Vu Hoàng mắng lão cây liễu thời điểm, Sao Trời Tử liền nhịn không được nở nụ cười. Hắc hắc, đại sư huynh đừng khẩn trương thả lỏng điểm, người không nghe thấy lão cây liễu ngữ khí thực nhẹ nhàng sao, này thuyết minh một cái Vu Hoàng nàng còn không bỏ ở trong mắt, chúng ta xem diễn Dương Nghị Vân cũng nở nụ cười, trực giác nói cho hắn, lão cây liễu hôm nay có thể đem Ngô Hoàng cái này nguyên thần pháp tương ngược chết. Ba người chính nói chuyện thời điểm, Vu Hoàng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. A, à, Dương Nghị Vân vội vàng nhìn lại là Ngô Hoàng trên mặt xuất hiện một cái thật dài vết máu tử. Tựa hồ là bị thứ gì trực tiếp cắt vỡ miệng. Tuy rằng là nguyên thần pháp tương không phải chân thân, không lưu lại, nhưng cũng đau a, pháp tương là nguyên thần ngưng tụ mà thành, thương đến sau so cái gì thống khổ. Miệng trực tiếp từ khóe miệng đến nhĩ người sai vặt xuất hiện vết cắt. Quan hảo ngươi xuống miệng, tỷ tỷ ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống tới xin tha, nếu không a, tỷ tỷ ta rất vui lòng, tìm ngươi giải giải buồn, ngươi cái này thông ngộ ngũ trọng thiên nguyên thần thoáng có điểm ý tứ. Đủ tỷ tỷ ta chơi một trận, ha ha ha. Theo thấm người tiếng cười lạc bế, ở Vu Hoàng bốn phía trống rỗng xuất hiện từng mảnh bảy màu cây liễu lá cây, đem hắn vây quanh ở bên trong. Từng mảnh phát ra bảy màu vầng sáng cây liễu diệp rất đẹp, nhưng đối giờ phút này Vu Hoàng tới nói, chính là bùa đòi mạng, hắn hai tròng mắt trung tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ngươi là thần thánh phương nào? Vu Hoàng lắp bắp hoảng sợ. Dương Nghị Vân mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới lão cây liễu bản tôn cũng chưa lại đây, gần xuất hiện một ít cây liễu diệp, liền đem Vu Hoàng cấp dọa thành nói lắp. Người quản ta là thần thánh phương nào làm gì, quỳ xuống đi lão cây liễu mang theo mềm mại yêu mị thanh âm lần thứ hai vang lên. A, à, Vu Hoàng kêu thảm thiết, một đôi chân đồng thời đứt gãy. Dương Nghị Vân đám người trong mắt chính là cây liễu diệp giật mình, sau đó Vu Hoàng liền kêu thảm thiết lên, hai chân cắt đứt. Mà lão cây liễu căn bản liền không xuất hiện ở đây chung, chỉ là bay qua tới một ít lá cây mà thôi, như thế thủ đoạn thần thông, thật sự thông huyền. Lão cây liễu là cái gì thực lực tu vi, Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh bọn người không biết, nhưng hiện tại lại có thể xác định, thông ngộ ngũ trọng thiên Vu Hoàng nguyên thần pháp tướng, ở nàng trong tay chính là cái giám. Vu Hoàng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường, hắn đoạn chân chính là thật đánh thật nguyên thần một bộ phận. Đừng! Cầu ngài buông tha không ai bì nổi Vu Hoàng túng. Hắn cảm nhận được, thanh âm này chủ nhân thật sự sẽ hạ sát thủ, hoặc là nói hắn ở nhân gia trong mắt cái gì đều không phải, không chút nào để ý. Trăm triệu không nghĩ tới Vân Môn bên trong cư nhiên còn có một tôn như thế cường giả tồn tại, đáng sợ chính là đến bây giờ mới thôi, hắn cư nhiên liền đối phương mặt cũng chưa nhìn đến, chỉ là nghe hiểu thanh âm, thấy được cây liễu lá cây mà thôi, hắn giống như là cái ba tuổi tiểu hài tử đụng phải một cái người khổng lồ. Căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng hết sức. Thần bí mà cường đại tồn tại, chỉ là lời nói chi gian liền nghiền áp hắn, thật là đáng sợ, giờ phút này nói Vu Hoàng dọa phá gan cũng không quá. Đừng nói hắn hiện tại là nguyên thần pháp tướng, liền tính là hắn bản tôn tiến đến, hôm nay cũng thảo không được bất luận cái gì hảo. Không túng không được, nếu là hôm nay cái này nguyên thần pháp tướng bị giết rớt, hắn muốn tổn thất hơn 1000 năm đạo hạnh, làm không hảo còn sẽ ở trong lòng lưu lại bóng ma. Sinh ra tâm ma, này đối hắn không hề có chỗ tốt. Cho nên xin tha đi, hy vọng vị này nhìn không thấy bóng người cường giả có thể vòng qua hắn. Ha ha ha, hiện tại xin tha a.
Ngượng ngùng chậm, ở lão nương địa bàn tới Dương Oai ngươi cũng là đầu óc bị môn kẹp quá, trên đời này làm bất luận cái gì sự phạm bất luận cái gì sai, đều phải có đại giới, cũng không nhiều lắm chuyện này, ngươi tổn thất chỉ là nguyên thần pháp tương mà thôi, nhiều nhất chính là đạo hạnh ngã thượng mấy ngàn năm, vấn đề nhỏ mà thôi. Lão cây liễu thanh âm như cũ nhẹ nhàng trêu chọc, nhưng nói ra nói, ở đây chung bất luận cái gì nghe tới chính là cái hỉ nộ vô thường chủ nhân. Đối này sao trời tử là tràn đầy thể hội, nghe lão cây liễu vang vọng toàn trường nói chuyện thanh, sao trời tử nhìn không được cười nói, phu hoàng bản tôn đánh giá lúc này ở hộc máu, ha ha, đụng tới lão cây liễu cái này tử biến thái trên tay, hắn ra cửa nhất định không thấy hoàng lịch. Dương Nghị Vân cũng biết lão cây liễu là sẽ không dễ dàng buông tha vu hoàng. Ngay từ đầu nói chuyện cũng chỉ là nàng tính cách cho phép mà thôi, hắn biết Vu Hoàng muốn lạnh lạnh. Mà lúc này Vu Hoàng lại là còn không biết chết sống uy hát yêu ta lão cây liễu. Chỉ nghe Vu Hoàng nói, bổn tọa chính là cửu trọng thiên tam đại chúa tể Vu Thiên Tôn chi đệ Vu Hoàng, tam đại chúa tể thế lực nhất thể, hôm nay ngươi nếu là dám đối với bổn tọa động thủ, ngày nào đó định làm ngươi chết không có chỗ chôn, mặc kệ ngươi là ai, trên trời dưới đất đem không có ngươi chỗ dung thân. Tìm đường chết a, Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, chỉ có hắn biết lão cây liễu chính là thần giới sinh linh, sao lại bị ngươi Vu Hoàng một giới tiên giới sinh linh uy hát yêu ta. Đương nhiên Vu Hoàng kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn đều xin tha, nhưng lão cây liễu lời nói chung trực tiếp liền phải diệt hắn, đơn giản uy hát yêu ta hù dọa liền ra tới. Đích xác đổi làm những người khác, có lẽ ở Vu Hoàng dọn ra tam đại thiên tôn thế lực lúc sau, sẽ có băn khoăn. Bởi vì đích xác tam đại thiên tôn thế lực chính như Vu Hoàng lời nói chính là một cái chỉnh thể, thời gian dài người thống trị tiên giới. Tam giới sau lưng lúc trước nghe lão nhân đề qua một lần, tựa hồ cùng thiên giới có quan hệ, nói cách khác tam đại thiên tôn thế lực sau lưng là thần giới thế lực. Nhưng Vu Hoàng uy hát yêu ta sai rồi đối tượng. Quả nhiên kế tiếp lão cây liễu phá lên cười. Ha ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cũng thật ái, dọa tỷ tỷ đều có điểm không dám giết ngươi đâu. Này nhưng như thế nào hảo nha, giữa sân vang lên lão cây liễu nhỏ giọng. Hừ, thức thời nhanh lên thả ta đi, lúc này bổn tọa định không truy cứu. Vu Hoàng nghe được lão cây liễu nói chuyện, còn tưởng rằng lão cây liễu sợ, tức khắc có chút đắc ý. Hắn bốn phía bị lão cây liễu lá cây áp chế, căn bản là thoát không khai thân. Ngay sau đó chỉ nghe lão cây liễu lại lần nữa nói, hảo hảo hảo, tỷ tỷ ta sợ ngươi, thả ngươi liền thả đi, ha ha ha. Theo lão cây liễu tiếng cười vang lên, ngay sau đó vây quanh Vu Hoàng từng mảnh tản ra bảy màu vầng sáng cây liễu diệp đột nhiên quang mang đại tác, lại là lượn vòng dựng lên. Từng mảnh bay về phía Vu Hoàng mà đi. A, à, ngươi không phải nói phóng ta sao? A a a. Lại là Vu Hoàng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Bị từng mảnh cây liễu diệp hóa thành dao nhỏ giống nhau ở trên người hắn từng mảnh cắt thịt dựng lên. Ha ha ha, phóng a, như thế nào sẽ không bỏ đâu. Tỷ tỷ ta nói thả ngươi ý tứ là, đem ngươi khối này nguyên thần pháp tương cắt thành từng mảnh lúc sau phóng, ngượng ngùng a, là tỷ tỷ ta chưa nói rõ ràng đâu. Ngươi thả nhịn một chút, không nhiều lắm 3.000 phiến cây liễu diệp, cắt thịt 3.000 hạ, sau đó nhất định thả, ân, tiền đề là ngươi còn có thể tồn tại. Theo lão cây liễu nói chuyện thanh cười khanh khách vang vọng toàn trường, giữa sân mọi người nghe được nàng nói chuyện sau, đều ở đại lạnh run, bao gồm Dương Nghị Vân giờ phút này đều ở trong lòng mắng một câu tử biến thái a. Vân Trường Sinh cùng sao trời tử đồng dạng đều sắc mặt có điểm trắng bệch, cái này lão cây liễu còn đúng là biến thái. Đến nỗi 70 danh lão tiên tôn một đám thẳng nuốt nước miếng. Là cái cường giả cũng liền thôi, nhưng cố tình cái này khủng bố đáng sợ cường giả vẫn là cái hỉ nộ vô thường biến thái. Tuy rằng ở lăng trì Vu Hoàng cái này địch nhân, nhưng bọn họ này đó chính mình đều không rét mà run. Đối với 70 danh không có đi theo lôi hâm tạo phản lão tiên tôn lão nói. Giờ khắc này bọn họ trong lòng vô cùng may mắn không phạm hồ đồ đi theo lôi hâm cùng nhau tạo phản. Nếu không hôm nay bọn họ kết cục, ngẫm lại đều sợ hãi. Không ai nghĩ đến, Vân Môn cư nhiên có một tôn như thế biến thiên cường giả tồn tại, gần xuất hiện thanh âm, trống rỗng xuất hiện một ít lá cây, khiến cho đường đường thông ngộ ngũ trọng thiên Vu Hoàng nguyên thần pháp phối hợp bản thượng thịt cá. Hiện tại bắt đầu từng mảnh cắt thịt lăng trì. Vu Hoàng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vang vọng ở toàn trường, mỗi kêu thảm thiết một tiếng, khiến cho mọi người nội tâm run lên. May mắn Vu Hoàng chỉ là nguyên thần pháp tương chi thân, không có vết máu, nếu không trường hợp sẽ là vô cùng huyết tinh. Nhưng ở đây mỗi một cái tiên nhân đều biết, nguyên thần thống khổ so thân thể hiếu thắng gấp trăm lần, đây là khổ hình.
Giữa sân Vu Hoàng kêu thảm thiết không ngừng, từng mảnh cây liễu diệp chính là từng mảnh lưỡi dao, 3.000 lưỡi dao, chậm gì gì đối với Vu Hoàng hình phạt. Đồng thời lão cây liễu cười ha hả thanh âm lại lần nữa vang lên nói, A chân thật thế gian mỹ diệu tiếng kêu a ha hả, một giới nho nhỏ thông ngộ con kiến ngươi, cũng dám uy hát yêu ta tỷ tỷ, tam đại thiên tôn thế lực. Đó là cái dám, nếu là những cái đó lão gia hỏa không đi lên trời lộ, khả năng còn có thể tại tỷ tỷ ta trước mặt khoe khoang một chút, đến nỗi các ngươi. Nếu không ngươi mang theo tam đại thiên tôn thế lực đến đây đi, tỷ tỷ ta ở Vân Môn chờ, tới nhất định hảo hảo chiêu đãi, vừa lúc, tỷ tỷ ta nhàm chán khẩn, Dương Nghị Vân cái này tiểu tử thúi, cũng không tới bồi ta trò chuyện, ai nha, thật là tịch mịch a. À. Ngữ khí tràn ngập u oán, trong lời nói đối Vu Hoàng nói chuyện, giống như chăng như là ở đối không khí nói chuyện giống nhau, cái gì tam đại thiên tôn thế lực, ở trong mắt nàng thí đều không tính là. A, à, bổn tọa thề ngày nào đó nhất định đem Vân Môn nhổ tận gốc. A à, Vu Hoàng thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Cuối cùng một khối nguyên thần pháp tương chi thân tiêu tán. Ta đi ngươi đại gia, có không phải tiểu gia cho ngươi dụng hình, như thế nào còn nhớ thương thượng ta. Dương Nghị Vân nghe Vu Hoàng tiêu tán cuối cùng một câu, nhịn không được chửi ầm lên, thực hiển nhiên Vu Hoàng đem này bút chướng ghi lại hắn trên đầu, hắn hiện tại là Vân Môn chi chủ. Khanh khách, Vân đệ đệ được rồi, tỷ tỷ ta giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái nhỏ, về sau nhiều tới tỷ tỷ nơi nào bồi tỷ tỷ trò chuyện ha, ha ha ha. Ngay sau đó lão cây liễu thanh âm chậm rãi biến mất, trong sân cây liễu diệp cũng tiêu tán. Lão biến thái a, ta mới không đi, Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Dương Nghị Vân vừa thấy 70 danh lão tiên tôn còn phong tỏa trưởng lão cung điện, liền nói, chư vị trưởng lão triệt đi, Vân Môn sắp đại điển, trả hết chư vị mấy ngày nay vất vả, duy trì hảo ta Vân Môn trong ngoài trị an. Cần tuân môn chủ pháp chỉ, ta trở thề vì Vân Môn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. 70 danh lão tiên tôn, huyền phù ở không trung khom người trả lời, đều nhịp. Dương Nghị Vân nở nụ cười, phất tay ý bảo bọn họ tan đi. Trải qua lão cây liễu hôm nay như vậy vừa có mặt, hắn biết này đó lão tiên tôn không bao giờ sẽ cũng không dám cậy già lên mặt, trong lòng cũng sẽ đại định ra tới, cùng Vân Môn một cái cộng tiến thối. Tuy nói lão cây liễu hôm nay thủ đoạn thực biến thiên, nhưng hiệu quả lại là đại đại hảo, thành công kinh sợ này đó lão tiên tôn. Dương mẫu nhân há có thể không mừng. Sư đệ Tuyết Miêu bắt Lôi Hâm tôn tử Lôi Võ Kiệt, người xem xử lý như thế nào? Sao Trời Tử tiến lên hỏi. Nhị sư huynh ngươi là hình phạt đại điện chi chủ, chuyện này ngươi xem xử lý đi, bất quá ta kiến nghị là làm trò sở hữu Vân Môn đệ tử mặt xử lý, răn đe cảnh cáo, cũng cấp mọi người nhìn xem, tổn hại Vân Môn ích lợi, cùng phản bội tông kết cục, là không thể vì. Dương Nghị Vân nói, hảo, ta đã biết, ta đây đi, Sao Trời Tử nói xong lắc mình rời đi. Lúc này đại sư huynh Vân Trường Sinh lại là sắc mặt có chút ngưng trọng nói, sư đệ tìm một chỗ nói chuyện đi. Dương Nghị Vân biết đại sư huynh có chuyện nói, liền gật đầu nói, hảo, đại sư huynh đi Vân Môn đại điện đi, ta cũng vừa lúc có việc cùng ngươi thương lượng thương lượng. Phốc, cửu trọng thiên mỗ mà. Một thân tử kim long bào trang điểm Vu Hoàng bỗng nhiên mồm to hộc máu. Đây là hắn chân thân bản tôn. Nguyên thần pháp tương bị lão cây liễu 3.000 lá liễu lăng chỉ thành dập nát, bản tôn bị hao tổn đây là bình thường. Khụ khụ, Vân Môn ngươi từ từ. Khụ khụ khụ. Nghiến răng nghiến lợi Vu Hoàng từng trận ho khan hộc máu, giờ phút này hắn hai tròng mắt trung chậm rãi phức tạp, hoảng sợ, tức giận. Chuyến này, hắn cư nhiên liền đối phương mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị lăng trì, hận ý tất cả đều đặt ở toàn bộ Vân Môn trên đầu, dù sao hắn chỉ biết là Vân Môn người trong. Vân Môn Tổng Điện, tiểu sư đệ từ nay về sau chúng ta sợ là lại một lần phải cho tam đại thiên tôn thế lực đối thượng. Vân Trường Sinh nói chuyện trung tràn ngập lo lắng. Sư huynh là ở lo lắng Vu Hoàng, Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy, Vu Hoàng hôm nay lời nói, cũng không có nói chuyện giật gân, tiên giới tam đại thiên tôn thế lực nhất thể, lần này Vu Hoàng ăn lớn như vậy mệt, ngày sau tam đại thế lực sợ là muốn liên hợp lại nhằm vào chúng ta Vân Môn, bất luận cái gì sự tình thượng còn phải cẩn thận mới là. Trời cao tà thuyết nói. Ân, đối với Vân Môn tổng bộ, không cần lo lắng, có lão cây liễu ở bọn họ còn phiên không được thiên. Hôm nay Dương Nghị Vân xem như đối lão cây liễu thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, tuy rằng như cũng không rõ ràng lắm cái này lão biến thái chính là cái gì cấp bậc, nàng cũng không nói, nhưng tuyệt đối cũng đủ tọa trấn Vân Môn. Đúng vậy, cây liễu tiền bối đích xác cường đại a, tông môn là không lo lắng,
nhưng chúng ta Vân Môn đệ tử không có khả năng vẫn luôn đều xúc ở tông môn không ra đi không phải, ta lo lắng chính là đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài an nguy vấn đề, Tam Đại Thiên Tôn thế lực ngươi khả năng còn không quá hiểu biết, kia hắn đơn độc một nhà rất cường đại,